Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 561, thực lực cực mạnh. Lưu Ảnh nhìn về phía Thập Nhất cách đó không xa, chợt sải bước đi lên trước, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh nhạt, Thập Nhất, cuộc tỉ thí này, biểu hiện tốt một chút, đừng để cho đại gia hỏa thất vọng. Nghe tiếng, Thập Nhất nói, cũng chỉ sợ, có người hy vọng tôi không giành được vị trí tổng đội trưởng đi. Vậy cũng chưa chắc, tin tưởng Diệp Oản Oản tiểu thư, chắc là hy vọng anh có đột phá. Nghe nói, anh bái Oản Oản tiểu thư làm sư phụ. Khóe mắt Lưu Ảnh liếc qua, hơi lãnh đạm quét qua Diệp Oản Oản trên khán đài. Không sai, Thập Nhất phóng khoáng thừa nhận, sư phụ thực lực cực mạnh, đáng tiếc tôi cũng chỉ là từ trên người sư phụ học được một chút gia lông, bất quá, những thứ gia lông này, dùng để tham gia tỉ thí năm nay cũng đủ rồi. Thực lực cực mạnh. Lưu Ảnh khóe miệng hơi hơi dương lên, một tia cười lạnh không dễ dàng phát giác, trong con ngươi hiện ra ý khinh thường. Đêm đó tại quầy rượu, nếu như không phải là nể mặt của ông chủ, một ngón tay của hắn liền có thể lấy đi tính mạng của người phụ nữ kia. Nhưng mà, hôm nay, trong miệng của Thập Nhất, lại dùng hai chữ cực mạnh, để hình dung Diệp Oản Oản. Thập Nhất A, tay Lưu Ảnh khẽ đặt ở vai trái Thập Nhất, thành khẩn nói, muốn tiến bộ, muốn leo lên, ngồi ở vị trí cao hơn, những thứ này cũng không phải là chuyện xấu, nhưng, vị trí cùng thực lực bản thân, muốn làm người trọng yếu nhất. Như Lão Tam từng nói, cần tự biết mình, càng hoang tưởng, càng không thể thực hiện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe Lưu Ảnh nói, chân mày Thập Nhất hơi hơi nhíu lên. Lưu Ảnh làm nhục chính mình cũng chẳng có gì, có thể trong lời này có hàm ý bên ngoài, lại đối với sư phụ tràn đầy khinh miệt, thậm chí không che giấu chút nào. Lưu Ảnh, tôi, Thập Nhất đội trưởng, nhất định, sẽ, đánh bại, anh đấy. Giờ phút này, đứng ở bên người Lưu Ảnh, Cà Lâm mở miệng. A, Lưu Ảnh lạnh lùng cười một tiếng, tôi ngược lại hy vọng lãnh giáo được tài nghệ của Thập Nhất, nhưng, anh ta có trụ vững được đến khi ra sân không thì không chắc. Nói xong, Lưu Ảnh lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Chờ Lưu Ảnh đi, thành viên phân đội ám nhất, siết chặt hai quả đấm lại. Tại ám vệ, tiểu đội ám nhất rất có thực lực, căn bản không có người nghĩ bọn họ nhỏ yếu như vậy. Nhưng mà, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, tổng đội trưởng hầu như không hề để mắt đến bọn họ. Làm cho cảm giác tồn tại của họ cũng không còn. Cho đến khi Thập Nhất tạm thay mặt tổng đội trưởng, nhiệm vụ của bọn họ mới từ từ lên sân khấu. Hơn nữa, mỗi một lần hoàn thành đều hoàn mỹ, chấp hành lực siêu cường, so với bất kỳ một phân đội nào khác, cũng không kém. Bây giờ, Lưu Ảnh đã không phải là tổng đội trưởng, nhưng vẫn vênh váo hung hăng, hoàn toàn không đem Thập Nhất tổng đội trưởng để vào trong mắt. Đội trưởng, người nhất định phải để cho bọn họ nhìn một chút, thực lực phân đội ám nhất của chúng ta. Không tệ, những phân đội ám vệ khác, đều mang theo thành kiến với chúng ta. Nhiệm vụ chúng ta hoàn thành, không hề kém so với bọn họ. Năng lực lãnh đạo của Thập Nhất đội trưởng cũng không hề kém so với Lưu Ảnh. Tôi cảm thấy, khả năng lãnh đạo của Thập Nhất đội trưởng vượt xa Lưu Ảnh, trước, chúng ta một mực bị xem thường, lần này, ám nhất phân đội chúng ta, nhất định phải nói cho bọn họ biết, ai mới là đội ám vệ mạnh nhất. Giờ phút này, thành viên phân đội ám nhất đều lòng đầy căm phẫn. Đội trưởng, người nhất định phải lấy được vị trí tổng đội trưởng. Một đội viên cắn răng nói. Nghe tiếng, Thập Nhất gật đầu, tôi sẽ làm hết sức. Nếu là 3 tháng trước, Thập Nhất quả thực không có sức lực gì. Chỉ bất quá, xưa không bằng nay. Trải qua khoảng thời gian sư phụ huấn luyện cường độ cao như vậy, có lẽ tôi có thể, ánh mắt Thập Nhất lóe lên, âm thầm nghĩ ngợi. Chương 562, khiêu chiến. Từ chỗ ngồi xem thi đấu, Diệp Oản Oản bất ngờ quan sát Thập Nhất, chân mày không khỏi nhíu lên. Khoảng thời gian này, số lần chung đụng với Thập Nhất cũng không tính là ngắn. Diệp Oản Oản phát hiện được, trong lòng Thập Nhất có tâm sự, trên trán, nếu nhìn kỹ sẽ thấy được anh ta có tia không tự tin. Diệp Oản Oản đã từng thỉnh thoảng nhắc tới, nhưng Thập Nhất chỉ yên lặng, không nói một lời. Giờ phút này, bàn tay Thập Nhất siết chặt hai quả đấm, ánh mắt không ngừng lóe lên. Ngày trước, anh ta đối với vị trí tổng đội trưởng ám vệ, mặc dù khát vọng, nhưng cũng không cố chấp. Tôi thực sự, có thể không? Thập Nhất siết chặt tay. Không bao lâu, Tần Nhược Hy chậm rãi tới, Vân Sinh đi theo sau lưng Tần Nhược Hy. Nhược Hy tiểu thư, sao cô lại tới đây? Thấy Tần Nhược Hy xuất hiện, Lưu Ảnh tiến lên. Tần Nhược Hy điềm nhiên cười một tiếng, nói cho các người động viên, cố gắng lên. Trong mắt Lưu Ảnh hiện ra một tia cảm kích, nói,
Nhược Hy tiểu thư, năm nay tranh đoạt thi đấu, chắc sẽ không có biến cố gì. Nghe vậy, Tần Nhược Hy gật đầu, cùng Vân Sinh giao phó mấy câu liền xoay người đi qua nơi ăn uống. Ha ha, Lưu Ảnh đội trưởng, giáo huấn thập nhất, cũng không cần phiền đến anh động thủ. Chờ Tần Nhược Hy rời đi, Vân Sinh cười nhạt về hướng Lưu Ảnh. Đối với việc này, Lưu Ảnh cũng không muốn nhiều lời. Tôi sẽ nói lại quy tắc trận tranh đoạt năm nay lần cuối. Hứa Dịch quét mắt qua toàn trường, nói, mỗi một ám vệ tư gia đều có quyền tham dự khiêu chiến tranh giành chức vị phân đội trưởng. Nếu thành công và lên cấp làm phân đội trưởng, là có thể khiêu chiến tiếp với tổng đội trưởng thập nhất. Cơ hội chỉ có một lần, khiêu chiến thành công, là tạm thời thay thế thập nhất. Cho đến khi tỉ thí kết thúc, người khiêu chiến thành công lên cấp tổng đội trưởng, có thể sử dụng vũ khí trên vũ đài, nhưng không cho phép đánh lén và sử dụng súng ống, hiểu chưa? Ngoặc kép. Hiểu. Phía dưới các ám vệ tư gia đồng loạt nói. Được, Hứa Dịch gật đầu, nhìn về phía mấy vị lãnh đạo tư gia, các vị có thể bổ sung thêm một số quy tắc khác. Ngoặc kép. Không cần, một vị nói. Được, đã như vậy, bắt đầu tỉ thí. Hứa Dịch gật đầu, lui xuống vũ đài. Chờ Hứa Dịch rời đi, ám vệ phía dưới lại đồng loạt im lặng. Trên quy tắc, chỉ cần là ám vệ tư gia đều có tư cách khiêu chiến, nói như vậy, số người tham dự, không phải rất nhiều sao. Mỗi một đội trưởng phân đội ám vệ đều rất có thực lực, không thể coi thường, ám vệ phổ thông cũng rất khó đối phó. Cơ hội thắng vô cùng mong manh, nếu thua, bản thân đã lỡ khiêu chiến vị trí phân đội trưởng, không tránh được sau khi kết thúc tỉ thí sẽ bị chú ý, cuộc sống về sau chắc cũng không dễ dàng gì. Thực lực của cô không tệ, nếu không thì đi khiêu chiến vị trí đội trưởng phân đội ám tư thử xem. Một ám vệ nhìn về phía cô gái trẻ tuổi bên cạnh, lặng lẽ nói. Nghe vậy, cô gái kia lắc đầu liên tục, tôi không đi, đội trưởng phân đội ám tư nổi danh ra tay ác độc. Nếu tôi thua, về sau hắn ta nhất định ghi hận tôi, nói tôi mơ ước vị trí của hắn, đến lúc đó hắn ta trả đũa, tôi cũng không biết phải làm sao. Tôi, khiêu, chiến. Bỗng nhiên, cả Lâm đi lên vũ đài, chỉ về đội trưởng phân đội ám tam, tôi muốn tìm, ám tam, phân đội trưởng, khiêu chiến. Thấy vậy, tất cả ám vệ bên dưới sửng sốt một chút. Người này nói năng còn không lưu loát, ở trong ám vệ cũng chỉ là một người vô danh, vậy mà dám khiêu chiến với đội trưởng phân đội ám tam. Ngay sau đó, thân hình cường tráng của đội trưởng phân đội ám tam chậm rãi đứng dậy, không nhanh không chậm đi lên vũ đài, khóe mắt quét qua cả Lâm. Anh muốn khiêu chiến với tôi? Ám tam phân đội trưởng cười lạnh. Đúng, như vậy. Cả Lâm gật đầu. Chương 563, qua đánh tôi đi. Trong lòng đội trưởng phân đội ám tam tuy khinh thường, nhưng ngoài miệng lại không nói nhiều. Can đảm lắm, hắn gật đầu một cái, ngoắc ngoắc ngón trỏ về phía cả Lâm, ra tay đi. À, anh ra tay trước, đi, cả Lâm nói. Cả Lâm bái Diệp Oản Oản làm sư phụ, tất cả ám vệ phân đội ám nhất đều biết, lại rất rõ, cả Lâm theo Diệp Oản Oản, cũng chỉ học được bị động công kích, về phần chủ động ra tay, hắn không giỏi. Ha ha, đội trưởng phân đội ám tam cười lạnh, tôi thân là đội trưởng, dĩ nhiên cho anh xuất chiêu trước, nếu không, người khác sẽ nói tôi ỷ lớn hiếp nhỏ. Đừng, cả Lâm chỉ hắn ta, đừng, nói nhảm, để cho anh, ra, chiêu, thì mới, có khí phách, anh qua đây, qua đánh tôi đi. Giọng nói của cả Lâm vô cùng khiêu khích, giống y như đúc giọng nói của Diệp Oản Oản. Theo tiếng nói của cả Lâm, tất cả ám vệ bên dưới đều sửng sốt một chút. Cái tên nói năng lộn xộn ấp a ấp úng này, cuối cùng có lai lịch thế nào? Cư nhiên muốn khiêu chiến với đội trưởng phân đội ám tam, còn muốn người ta ra tay trước. Không biết lượng sức, ám tam đội trưởng nhất thời giận dữ. Ám vệ tư gia có tới hơn ngàn người, coi như là những phân đội trưởng kia, cũng chưa bao giờ nói chuyện với hắn như vậy. Mà tên này, chỉ là một đứa vô danh tiểu tốt của phân đội ám nhất, mà dám xem thường hắn ta như vậy. Bá! Phân đội trưởng ám tam như gò núi di động, phóng về hướng cả Lâm. Trong nháy mắt, đã bước tới bên người cả Lâm. Mau chịu thua đi, đội trưởng phân đội ám tam dùng tốc độ nhanh như gió, dùng sức bắt lấy cổ áo cả Lâm, muốn quăng anh ta xuống vũ đài. Nhưng mà, một giây kế tiếp, sắc mặt hắn ta liền thay đổi. Chỉ thấy cánh tay phải của cả Lâm hơi hơi dương lên, nắm thành quyền, giống như linh xà, nhanh chóng điều chỉnh góc độ, trong nháy mắt đỡ được một chiêu của đội trưởng phân đội ám tam. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh mà đánh ra một chưởng về phía hắn ta.
Một trưởng này của Cà Lâm, không hề suy nghĩ gì. Giống như chỉ theo bản năng mà phản ứng lại, có thể càng là như thế, tốc độ lại càng nhanh, khiến cho người khác căn bản không phản ứng kịp nữa, không biết đối phó ra sao. Một trưởng này như sóng, tầng tầng tiến dần lên, lực đạo trong lòng bàn tay, giống như đợt sóng liên miên bất tuyệt. Ám tam đội trưởng thậm chí không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền bị một trưởng của Cà Lâm đánh trúng cằm. Đang lúc mọi người kinh ngạc, ám tam đội trưởng như một dây pháo, văng lên không trung, trong nháy mắt té xuống vũ đài, rơi vào trong đám người. Sau một hồi yên tĩnh không tiếng động, dưới vũ đài liền xôn xao một trận. Con bà nó, tiểu tử kia có lai lịch gì? Một đòn liền có thể đánh bại ám tam đội trưởng. Ở đâu ra cao thủ như vậy? Trước giờ sao tôi chưa từng nghe qua? Tiểu tử kia tên gọi là gì nhỉ? Giờ phút này, ám tam đội trưởng nhìn về phía Cà Lâm, có chút hoảng hốt. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ bại trận, mà lại bại khó coi như vậy, như thế không giải thích được. Thậm chí, hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Tốc độ phản ứng của tiểu tử kia, thực sự quá quỷ dị, tốc độ ra đòn còn đáng sợ hơn. Làm sao, thế nào, để cho anh, ít. Nói nhảm đi, hiện tại, biết, tôi là, cao thủ, rồi, chứ, Cà Lâm nhìn ám tam đội trưởng dưới vũ đài, mở miệng nói. Cà Lâm huynh đệ, lợi hại a. Một ám vệ khen ngợi nói. Đừng, gọi tôi, Cà Lâm, nhớ kỹ, tên tôi, là, Phong Huyền Diệp. Cà Lâm bổ sung nói. Chương 564, không đánh phụ nữ. Cà Lâm khiêu chiến đội trưởng phân đội ám tam thành công, làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn. Cà Lâm lợi hại a. Cái gì Cà Lâm, là Phong Huyền Diệp, Phong đội trưởng. Cà Lâm một mặt nghiêm túc. Đúng, là Phong Huyền Diệp, Phong đội trưởng. Giờ phút này, các thành viên phân đội ám nhất đều rối rít phụ họa. Ban đầu Cà Lâm ở phân đội ám nhất, thực lực mặc dù không tệ, nhưng đối với đội ám vệ mà nói, cũng chỉ là một người bình thường. Mặc dù ngày thường anh ta thường xuyên bị cười nhạo và khi dễ, nhưng trận đấu hôm nay, anh ta quả thật là chiến thắng dựa vào sức mình, đáng để thán phục. Phong Huyền Diệp khiêu chiến thành công, tạm thay mặt chức ám tam phân đội trưởng. Ám tam phân đội trưởng lúc trước xuống làm ám vệ phổ thông, có thể tiếp tục khiêu chiến, nếu như thắng Phong Huyền Diệp, có thể cướp lại chức vị. Hứa Dịch lên vũ đài, tuyên bố kết quả vừa rồi. Tuy nói Cà Lâm khiêu chiến thành công, thay thế vị trí ám tam phân đội trưởng, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Trừ phi là tỷ thí hoàn toàn kết thúc, Cà Lâm vẫn ngồi ở vị trí này. Nếu không đội trưởng phân đội ám tam vẫn sẽ đổi chủ. Tôi muốn khiêu chiến. Ngay sau đó, một cô gái bên phân đội ám nhị lên đài. Cô ta mặc bộ quần áo màu đen bó sát người, tóc thắt bím đuôi ngựa, tư thế hiên ngang, tinh thần phấn chấn. Tôi không đánh, phụ, nữ. Cà Lâm nhìn chằm chằm cô gái đứng cách đó không xa trên vũ đài, mở miệng nói. Cà Lâm huynh thoạt nhìn có chút bản lĩnh, bổn tiểu thư muốn lãnh giáo một phen. Cô gái kia nói. Nghe vậy, chân mày Cà Lâm hơi nhíu lên, nói, bao nhiêu, lần, gọi tôi, Phong Huyền Diệp. Đánh thắng tôi sẽ không gọi huynh là Cà Lâm nữa. Cô gái cười một tiếng. Tôi không đánh phụ nữ, Cà Lâm trầm tư chốc lát, lại lặp lại một lần nữa. Hừ, tôi thấy là huynh đang xem thường tôi. Hôm nay, bổn tiểu thư sẽ để cho huynh hối hận. Sắc mặt cô gái hơi giận, trong lòng bàn tay xuất hiện dao găm, nhanh chóng vung về phía Cà Lâm. Trong chớp mắt, đùi Cà Lâm như dao long quét ra, lực trầm thế mãnh. Phanh! Một cước này, liền đá vào cán dao trên tay cô gái. Cô ta bị đau, đánh rơi cả dao, cả người lui về sau mấy bước. Cô nhận thua đi, Cà Lâm nói. Hừ, nghĩ hay lắm, chẳng qua chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Cô gái lần nữa định phóng về phía Cà Lâm. Nhưng mà, mới vừa tới bên cạnh Cà Lâm, cô ta liền bị Cà Lâm vác lên vai. Nè, anh làm gì? Thấy vậy, sắc mặt cô gái ửng đỏ, cáu giận nói. Cà Lâm cũng không để ý cô ta, trực tiếp đem người khiêng về phía dưới vũ đài. Mau, thả tôi xuống. Cô gái cả giận nói. Xuống, lập tức, Cà Lâm mở miệng. Một giây kế tiếp, Cà Lâm đi tới bên cạnh vũ đài, nhẹ nhàng buông tay, đem cô gái kia ném xuống vũ đài. Ra ngoài, Phong Huyền Diệp thắng, Hứa Dịch tuyên bố kết quả. Giờ phút này, tại chỗ ám vệ, mọi người đều mở miệng cười to, loại tỷ thí này, cũng xem như là hiếm thấy. Ha ha,
nói không đánh phụ nữ, thật đúng là không đánh phụ nữ. Phong đội trưởng quả nhiên có khí phách, đem người trực tiếp đưa xuống vũ đài. Đây vẫn là lần đầu tiên tôi thấy. Kiến thức của tôi cũng được mở mang rồi. Một vài đội trưởng ám vệ, đùa một chút về cả lăm. Sau đó, mấy vị tinh anh trong phân đội ám tam không phục, lên đài khiêu chiến. Nhưng tất cả đều không ngoại lệ, đều bị cả lăm ném xuống vũ đài. Ngoài ra, ở đây cũng còn những người không tự chuốc nhục nhã mà khiêu chiến cả lăm. Cái họ để ý là vị trí tổng đội trưởng, không có tâm trí đi tranh cao thấp cùng anh ta. Chương 565, chế hành chi thuật 1. Diệp Oản Oản xem trận đấu, nhìn về phía Hứa Dịch cách đó không xa, mở miệng nói, Hứa Dịch. Hứa Dịch đi tới trước người Diệp Oản Oản, cười nói, Oản Oản tiểu thư. Đội trưởng các phân đội ám vệ, là lấy thực lực quyết định sao? Diệp Oản Oản có chút hiếu kỳ. Chỉ dùng vũ lực để quyết định phân đội trưởng, dường như có hơi qua loa một chút. Oản Oản tiểu thư, chính xác là như vậy. Hàng năm đều thi tuyển, đó chính là quy tắc của ám vệ, cũng là quy tắc ông chủ ban ra. Hứa Dịch giải thích, anh ấy ra quy tắc này, trong mắt Diệp Oản Oản lóe lên tia sáng. Khi tuyển chọn tổng đội trưởng và đội trưởng phân đội ám vệ, chẳng lẽ không yêu cầu thực lực tổng hợp sao, giống như chỉ huy, cái nhìn đại cục, hay sự trung thành, chiến lược gì sao, Diệp Oản Oản đem sự nghi ngờ của mình nói ra. Nghe những lời này của Diệp Oản Oản, Hứa Dịch khẽ mỉm cười, ánh mắt quét qua những ám vệ phía dưới, nhẹ giọng mở miệng, Oản Oản tiểu thư, người xem một chút. Thực lực của mỗi ám vệ, so với người bình thường, mạnh quá nhiều, thành viên ám vệ, phần lớn đều là từ những lưỡi đao dính máu, liều mạng tạo thành. Có ý gì? Diệp Oản Oản không hiểu. Oản Oản tiểu thư, người cảm thấy, các phân đội trong ám vệ sẽ sống chung hòa thuận à? Hứa Dịch hỏi ngược lại. Dường như không quá hòa thuận, Diệp Oản Oản thành thật trả lời. Đó là đương nhiên, Hứa Dịch gật đầu, đây cũng chính là điểm anh minh của ông chủ. Ám vệ, chính là hộp điều khiển từ xa do tư gia tiến hành khống chế. Cái gì mà nhìn đại cục hay chỉ huy, đều là chuyện của cấp trên. Bọn họ chỉ cần làm theo yêu là được, mà trọng yếu nhất, chính là điều Oản Oản tiểu thư vừa nói, sự trung thành. Nói đến đây, Hứa Dịch trầm ngâm chốc lát, mới nói tiếp. Trừ một số ám vệ làm nhiệm vụ ở ngoài, còn cần bảo vệ tư gia an toàn. Ám vệ đạt tới ngàn người, nhưng mỗi một người đều phải đồng tâm, vạn nhất có người nghĩ phản, đó chính là ngàn người đồng thời làm phản, đối với tư gia, sẽ là kết quả như thế nào? Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, lời nói này của Hứa Dịch, cô chưa từng nghĩ qua. Chương 566, chế hành chi thuật 2. Cho nên ông chủ quyết định dùng cách vũ lực để tranh đoạt vị trí tổng đội trưởng và đội trưởng các phân đội ám vệ. Như vậy thứ nhất, trong ngày thường, ám vệ có tranh đấu, sẽ không có khả năng đồng tâm, bao gồm cả Lưu Ảnh, ngày trước tuy hắn là tổng đội trưởng, ngoài mặt, các phân đội trưởng ám vệ cùng đội viên đều răm rắp nghe lệnh, nhưng trong lòng, có người nào không muốn đánh bại Lưu Ảnh giành vị trí tổng đội trưởng đâu, khóe miệng Hứa Dịch hơi dương lên, ám vệ, vĩnh viễn không thể đồng tâm, đây cũng là chi thuật đế vương của ông chủ. Có tranh đoạt mới ngăn chặn được, mà có ngăn được mới có thể khống chế ám vệ. Thật ra thì, phần lớn thành viên ám vệ, cũng giống Thập Nhất và Phong Huyền Diệc. Trong lòng cũng muốn leo lên, nhưng chỉ có Thập Nhất cùng Phong Huyền Diệc, bọn họ dám nói ra. Mà các đội trưởng phân đội ám vệ bề ngoài tuy là không để tâm đến việc cạnh tranh, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ có chính bọn họ biết. Diệp Oản Oản hơi trầm tư một chút, liền hiểu rõ đạo lý. Cho dù là hôm nay, Thập Nhất lấy được vị trí tổng đội trưởng, tương lai, cũng sẽ có nhiều người hơn nghĩ đến việc đánh bại Thập Nhất. Mà việc Thập Nhất có thể làm, cũng chỉ là tăng cường huấn luyện bản thân, đối phó việc tranh đoạt. Như thế, người nào còn có tâm tư đi làm phản chứ? Một chiêu này, quả thực là thâm sâu. Cho nên, Tư Dạ Hàn dùng người, chưa bao giờ xuất hiện bất kỳ sơ suất gì. Đối với cách làm của Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản cũng vô cùng đồng ý. Dù sao số người của ám vệ cũng hơn ngàn, một khi bị mua chuộc, làm phản tư gia, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà, ám vệ lại bởi vì Tư Dạ Hàn quyết định đặt ra quy tắc tranh đoạt, căn bản không có khả năng đồng tâm. Coi như là tổng đội trưởng ám vệ bị người mua được, muốn phản tư gia, phía dưới vẫn có các phân đội trưởng muốn ngồi lên vị trí kia mà tranh công bảo vệ tư gia. Cho nên, loại chuyện này, vĩnh viễn không có khả năng phát sinh. Nội bộ ám vệ chỉ có đồng tâm trong một phân đội nhỏ, giống như phân đội ám nhất như vậy. Nhưng cũng có thể thời điểm nào đó họ lại chia rẽ nhau, không gắn bó được. Một khi tất cả phân đội ám vệ đồng tâm,
ám vệ liền sẽ vĩnh viễn theo Tư gia biến mất. Trong mắt Hứa Dịch lóe lên tia sáng. Chương 567, tôi muốn khiêu chiến anh. Đúng vào lúc này, dưới vũ đài vang lên một trận tiếng vỗ tay, Lưu Ảnh lên đài, khiêu chiến ám tứ thành công, cướp lấy vị trí phân đội trưởng. Trong mắt phân đội trưởng ám tứ tràn đầy vẻ khó tin, nhìn Lưu Ảnh trên đài, siết chặt hai quả đấm. Vị trí phân đội trưởng nhiều thế không đi khiêu chiến, muốn cướp vị trí của hắn làm gì? Ha ha, thực lực của đội trưởng Lưu Ảnh, quả nhiên cực mạnh, tiểu đệ bội phục, thấy ánh mắt Lưu Ảnh rơi trên người mình, ám tứ phân đội trưởng thu lại vẻ mặt tàn bạo, tươi cười nhìn hắn. Lưu Ảnh bây giờ đã là ám tứ phân đội trưởng, đã có tư cách khiêu chiến thập nhất tổng đội trưởng rồi. Dưới đài, không biết người nào mở miệng nói. Nghe vậy, Lưu Ảnh nhìn về phía thập nhất. Chờ đã, bỗng nhiên, Nguyên Sinh lên đài. Làm sao, Lưu Ảnh nhìn về phía Nguyên Sinh. Tôi muốn khiêu chiến Lưu Ảnh, Nguyên Sinh lãnh đạm nói. Cậu nói cái gì, cặp mắt Lưu Ảnh hơi hơi nheo lại, nhìn Nguyên Sinh trước mặt. Tôi nói, tôi muốn khiêu chiến anh, Nguyên Sinh cười lạnh. Lưu Ảnh không nghĩ tới, tâm phúc của mình, lại muốn khiêu chiến hắn. Lưu Ảnh, tôi đi theo Nhược Hy tiểu thư tu luyện rất lâu, tự nhận thực lực của tôi, vượt qua anh. Khiêu chiến anh, thay thế anh, chẳng lẽ không được sao? Đây cũng là ý của Nhược Hy tiểu thư. Nguyên Sinh lạnh nhạt nói. Ý của Nhược Hy tiểu thư, ngoặc kép. Nghe lời nói này, khóe miệng Lưu Ảnh hơi hơi dương lên, Nguyên Sinh, cánh cậu cứng cáp rồi, còn dám nói là ý của Nhược Hy tiểu thư, cậu cho rằng, tôi sẽ tin sao? Ngoặc kép. À, bất kể là ý của ai, quy tắc của ám vệ Tư gia đã là như vậy, thực lực của người nào mạnh liền nghe người đó. Nguyên Sinh nói. Cậu muốn chết. Ngay sau đó, trong mắt Lưu Ảnh chợt lóe lên tia sáng, cả người linh động cực kỳ, biến quyền thành trưởng, lấy trưởng làm đao, bổ về hướng Nguyên Sinh. Không gì hơn cái này. Nguyên Sinh phản ứng nhanh hơn, thân hình dịch chuyển một chút, tránh được một trưởng của Lưu Ảnh, sau đó dùng một quyền đánh vào bụng Lưu Ảnh. Thần sắc Lưu Ảnh khẽ biến, bị Nguyên Sinh ép lùi lại mấy bước. Tới phiên tôi, Nguyên Sinh cười lạnh, từng bước ép sát, chủ động ra tay. Tốc độ và lực đạo của Nguyên Sinh, gần như kết hợp hoàn mỹ, thân hình linh động, không quá nửa phút, Lưu Ảnh đã là liên tục thối lui. Võ công Nguyên Sinh lại đạt đến trình độ này. Thần sắc Lưu Ảnh kinh ngạc. Lưu Ảnh, cái này đủ để chứng minh, tôi mạnh hơn anh, cho nên, khiêu chiến thập nhất, lấy được vị trí tổng đội trưởng. Cũng chỉ có thể là tôi. Nguyên Sinh liếc Lưu Ảnh một cái. Trăm chiêu sau, Lưu Ảnh vốn tâm thần bất định lại bị Nguyên Sinh ép sát, rốt cuộc lộ ra sơ hở, Nguyên Sinh nhanh chóng nắm bắt thời cơ, đánh một chưởng khiến Lưu Ảnh rớt xuống vũ đài. Không có khả năng, con người Lưu Ảnh đột nhiên rụt lại, không cách nào tin tưởng. Hắn lại thua, bại ở trong tay Nguyên Sinh, hắn làm sao sẽ bại? Lưu Ảnh, vị trí tổng đội trưởng, anh cũng ngồi lâu rồi. Đã đến lúc đổi người, ám vệ Tư gia, không nên chỉ dậm chân tại chỗ, Nguyên Sinh lạnh mặt nhìn Lưu Ảnh dưới vũ đài. Mày, Lưu Ảnh gắt gao cắn răng, cả khuôn mặt vặn vẹo. Nguyên Sinh này, chẳng qua chỉ là một con chó bên cạnh của hắn mà thôi, hắn còn chưa tỉ thí với thập nhất, lại bại bởi một con chó bên cạnh, đáng chết. Dưới con mắt mọi người, hắn thể muốn lấy lại vị trí tổng đội trưởng, nhưng cuối cùng lại thua trong tay người của mình. Lưu Ảnh chỉ cảm thấy lồng ngực giống như có một con dã thú đang gào thét, xấu hổ, sỉ nhục, đủ loại tâm tình cơ hồ muốn xé nát hắn. Chương 568, để cho anh xuất chiêu trước. Cách đó không xa, Diệp Oản Oản cũng là mặt đầy ngạc nhiên. Lưu Ảnh lại có thể thua. Kiếp trước cô đối với Nguyên Sinh này cũng không có ấn tượng gì, chắc là không nổi trội cho lắm. Nhưng đời này, hắn lại đánh bại được Lưu Ảnh. Tôi muốn khiêu chiến, thập nhất. Đang lúc này, trên sân vang lên âm thanh của Nguyên Sinh. Được, thập nhất ứng chiến, từ vị trí tổng đội trưởng đi lên vũ đài. Tổng đội trưởng, cổ vũ, đánh, đánh, đánh chết hắn. Cả Lâm cách đó không xa đang cổ vũ cho thập nhất. Đội trưởng cố lên, để cho tên tiểu tử này biết lợi hại. Tôi khinh, thứ người như vậy làm gì có tư cách làm đội trưởng. Một tên vô ơn bạc nghĩa, vốn chỉ là một con chó bên cạnh Lưu Ảnh. Vậy mà còn quay lại cắn cho người một tay bồi dưỡng hắn một phát đau như vậy. Không sai, nếu để cho hắn làm tổng đội trưởng, vậy sau này, thời điểm làm nhiệm vụ, có khi hắn bán đứng chúng ta cũng không chừng. Giờ phút này, thành viên phân đội ám nhất, nghị luận ầm ĩ. Còn các phân đội khác đều a dua nịnh hót, cổ vũ cho Nguyên Sinh. Đối với họ,
vị trí tổng đội trưởng chắc chắn sẽ rơi vào tay hắn ta. Ngay cả Lưu Ảnh còn bị đánh bại thì xác suất thắng của Thập Nhất đương nhiên cũng quay về con số 0. Thật là không nghĩ đến, cuộc tỉ thí tranh vị trí tổng đội trưởng năm nay lại dễ dàng như vậy. Đến đây đi, để cho tôi mở mang một chút, cái gì gọi là tổng đội trưởng lợi hại. Nguyên Sinh cười lạnh, ngoác ngoác ngón trỏ về phía Thập Nhất. Tôi thân là tổng đội trưởng, để cho cậu xuất chiêu trước. Thập Nhất nói, ồ, để cho tôi xuất chiêu trước, khóe miệng Nguyên Sinh khẽ nhếch, ở trong mắt hắn, Thập Nhất chẳng là gì. Cậu có gan thì qua đánh lão tử đi, Thập Nhất cũng học cách nói của cả Lâm. À, chỉ bằng anh, Nguyên Sinh khinh thường cười nhạo, bước ra một bước, trong nháy mắt đã tới bên cạnh Thập Nhất. Bài, Nguyên Sinh đánh ra một quyền. Nhưng mà, Thập Nhất đứng tại chỗ, động cũng không động, lấy trưởng làm lá chắn, phản đòn lại. Hai người đánh nhau, liên tiếp mấy chiêu, nhưng Nguyên Sinh lại không thể chiếm được bất kỳ tiện nghi gì. Cái gì? Ngay sau đó, Nguyên Sinh lui về phía sau mấy bước, hơi nhíu mày, nhìn về phía Thập Nhất, thần sắc có chút cổ quái. Thực lực của Thập Nhất, hắn nắm rõ, còn khó đón được ba chiêu. Vừa rồi, trông Thập Nhất có vẻ hời hợt nhưng lại thành công đỡ được sự tấn công của hắn, thậm chí còn phản đòn được. Thập Nhất giống như một tòa thành không có pháo đài phòng vệ, đụng vào là đổ. Nhưng hắn ta lại càng giống như là một con nhím toàn thân đầy gai sắc, chờ người khác chạm vào sẽ bị thương. Thế nào, cậu qua đây? Thập Nhất quát lên. Bất quá, Nguyên Sinh hơi nhíu mày, tựa hồ như đã phát hiện được cái gì. Lần này, hắn cũng không ra tay, mà là mở miệng nói, anh qua đây. Cậu có gan thì qua đây, Thập Nhất khiêu khích. Vẫn là tổng đội trưởng ngài trước đi. Hai người liền như vậy, qua nửa giờ đồng hồ, ai cũng không động. Đánh đi. CMN, các người đánh đi, đây là làm cái gì, chờ xem ai ngủ trước hay đứng mỏi chân trước. Còn bà nó, tôi cũng ngủ thiếp đi, xin các người đánh đi. Ám vệ bên dưới có chút sa mạc lời, không biết Thập Nhất và Nguyên Sinh rốt cuộc đang chơi trò gì. Cách đó không xa, Diệp Oản Oản cũng ho nhẹ, yên lặng bưng kín nét mặt già nua. Ai bảo cô không chỉ họ cách chủ động đánh đây, kết quả Thập Nhất cũng chỉ có thể bị động ra chiêu, nhưng Nguyên Sinh đó hình như nhìn thấu được điểm này. Chốc lát sau, Hứa Dịch mở miệng nói, Nguyên Sinh, cậu là người khiêu chiến, chưa tới 5 phút nữa là đến nửa giờ, nếu như còn không phân thắng bại, coi như cậu thua. Quy tắc, Nguyên Sinh tự nhiên cũng biết, không cần Hứa Dịch nhắc nhở. À, bỗng nhiên, Nguyên Sinh đứng thẳng người, mở miệng yếu ớt nói, Thập Nhất, quá khứ của anh, tôi cũng biết, chỉ bằng một kẻ phế vật hèn nhát như anh, chắc cũng không cảm thấy ngại khi tranh đoạt vị trí tổng đội trưởng đâu. Cậu nói cái gì, chân mày Thập Nhất nhíu lên. Chậc chậc chậc, Nguyên Sinh lắc đầu một cái, cười nói, 4 năm trước, anh còn chưa tập võ, càng không thể trở thành ám vệ tư gia, anh có một cô bạn gái là Thanh Mai Trúc Mã, tình cảm cũng tốt lắm. Mày, bị Nguyên Sinh nhắc tới chuyện cũ, thân thể Thập Nhất khẽ run. Đáng tiếc a, một buổi tối, anh và bạn gái đang tản bộ tại công viên lại gặp phải mấy kẻ lưu manh đang say xỉn, nụ cười trên mặt Nguyên Sinh, nồng hơn mấy phần. Chương 569, phế vật. Đừng nói nữa, Thập Nhất siết chặt hai quả đấm, hô hấp dồn dập. Làm sao, không dám đối mặt, Nguyên Sinh cười lạnh, anh thật đáng thương, mấy tên lưu manh kia, ở ngay trước mặt anh, làm nhục bạn gái của anh, mà anh, lại chạy, ha ha ha, bỏ lại bạn gái của mình mà chạy, anh cũng thật là vĩ đại. Đừng nói nữa, móng tay Thập Nhất hung hăng ghim vào lòng bàn tay, máu tươi thuận theo đầu ngón tay chảy xuống. Buổi tối hôm đó, bạn gái anh liền đâm đầu xuống hồ tự sát ai, cô ta đáng thương nhất, trong tình huống sợ hãi như vậy, lại bị người bạn trai mình yêu nhất vứt bỏ, thật là thật đáng buồn, đáng thương a. Nguyên Sinh lắc đầu. Tao không có, mày im miệng. Hai con người Thập Nhất ướt át, chuyện cũ 4 năm trước, lại xuất hiện lên trong đầu. Khi đó hắn còn trẻ, bọn lưu manh kia rất đông, lại có hung khí trong tay, hắn chạy đi, nhưng là để tìm người trợ giúp. Chỉ bất quá, cuối cùng lại đến trễ. Sau khi bạn gái hắn bị mấy kẻ kia lăng nhục, thì đâm đầu xuống hồ tự vẫn. Mấy năm nay, cho tới bây giờ, hắn cũng không thể tha thứ chính mình, đây cũng là nguyên nhân hắn đi học võ. Sau khi học võ thành công, hắn đi tìm bọn lưu manh kia, tự tay cắt đầu của bọn họ. Cũng từ đây, trở thành một kẻ liều mạng, sau đó thì được tư gia thu nhận, trở thành một ám vệ. Hắn không hề trốn, cho tới tận bây giờ không hề có ý định bỏ lại cô ấy. Chẳng qua tình thế bắt buộc, hắn muốn tìm người để xin giúp đỡ.
Khuôn mặt của bạn gái hiện lên trong đầu, Thập Nhất như con thú bị nhốt mà gào thét, im miệng. Im miệng, tao không có trốn, không có. Tên nhát gan này, đúng là phế vật. Ban đầu anh phải cùng bạn gái mình chết chung mới đúng. Bây giờ, còn có mặt mũi tranh đoạt vị trí tổng đội trưởng, anh dựa vào cái gì? Nguyên Sinh tiếp tục khiêu khích. Con mẹ nó mày câm miệng cho lão tử. Im miệng, thời khắc này, Thập Nhất hoàn toàn đánh mất lý trí, giống như một con dã thú, chẳng ngó ngàng gì tới, mang theo lửa giận, xông về phía Nguyên Sinh. A, mắt thấy bản thân được như ý, Nguyên Sinh khẽ nhếch mép. Phanh, Nguyên Sinh ra một quyền, đánh vào bụng của Thập Nhất, khiến Thập Nhất ngã xuống đất. Mày chết đi, Thập Nhất hét lên giận dữ, muốn giãy giụa đứng dậy. Nhưng mà, Nguyên Sinh lại giẫm trên ngực của Thập Nhất, từ trên cao nhìn xuống, anh, chính là một thằng phế vật. Ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được. Loại người như anh, tại sao còn muốn sống, không bằng đi chết đi, cũng coi như không phụ lòng bạn gái của mình. Mày câm miệng, trong mắt Thập Nhất xuất hiện tia máu, trên trán hiện lên gân xanh. Anh chính là một kẻ hèn nhát. Bỏ lại bạn gái của mình mà chạy trốn chết, chấp nhận thực tế đi. Nguyên Sinh nhếch miệng lên. Giờ phút này dưới đài đã là một mảnh xôn xao, chẳng ai nghĩ tới Thập Nhất đã trải qua quá khứ như vậy. Không phải, tôi không có. Nghe Nguyên Sinh khiêu khích, lại còn tiếng nghị luận xôn xao dưới vũ đài, trong đầu Thập Nhất đều là suy nghĩ hỗn loạn, toàn thân lộ ra sơ hở. Giờ phút này, nơi xem thi đấu, mặt Diệp Oản Oản đầy lãm sắc, Hứa Dịch, thứ người như vậy, sao xứng gia nhập ám vệ? Hắn dùng loại thủ đoạn này, chẳng lẽ không tính phạm quy sao? Đối với câu hỏi này, Hứa Dịch lắc đầu, đạo lý mặc dù như vậy, bất quá, ám vệ tranh đoạt thi đấu, chỉ quy định không cho phép sử dụng súng ống và đánh lén. Phanh, tiếng thân thể va chạm vang lên, Thập Nhất bị một quyền đánh ngã bên cạnh vũ đài. Chương 570, không cho làm nhục sư phụ. Nguyên Sinh khẽ cười một tiếng, lòng bàn chân dùng sức dậm trên mặt của Thập Nhất. Nhận thua chứ tổng đội trưởng đại nhân. Ngoặc kép, cánh tay của Thập Nhất chật vật chống đỡ thân thể, loạng choạng bò dậy, mồ hôi túa ra che mở tầm mắt, hình ảnh trước mặt hoàn toàn mông lung. Muốn chết, Nguyên Sinh cười lạnh một tiếng. Một giây kế tiếp, quét tiếng xé gió vang lên, năm ngón tay của Nguyên Sinh như móng nhọn, nhanh chóng cướp chiếc nhẫn tổng đội trưởng trên ngón tay của Thập Nhất. A a a, Thập Nhất tê tâm liệt phế kêu lên cùng lúc với tiếng xương tay đang bị Nguyên Sinh siết đến vỡ vụn. Cạch, một tiếng, chiếc nhẫn màu bạc rơi xuống mặt đất cẩm thạch của vũ đài, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đội trưởng, Thập Nhất đội trưởng, Nguyên Sinh, tên khốn kia. Dưới đài, tất cả thành viên tiểu đội ám nhất đều bởi vì tức giận mà giận đến hai mắt đỏ bừng. Nhưng bởi vì quy tắc, họ không thể xông lên để ngăn cản. Về phần những ám vệ khác, thần sắc họ vô cùng hờ hững. Thập Nhất do tài nghệ không bằng người, cũng không thể trách ai được. Cho dù chết trên vũ đài, cũng chỉ có thể tự trách thực lực mình không đủ. Nguyên Sinh cúi người xuống, nhặt chiếc nhẫn kia lên, nhìn về phía Thập Nhất, đáy mắt tràn đầy khinh bỉ và giễu cợt, chậc chậc, quả nhiên là kẻ hèn nhát, chiếc nhẫn này cũng không giữ nổi, còn muốn làm tổng đội trưởng. Bởi vì tinh thần bị kích thích cùng thân thể đau nhức, khả năng chống đỡ của Thập Nhất đã đến cực hạn. Nhưng từ đầu đến cuối hắn ta đều cố gắng ngược, không nguyện ý ngã xuống, không nguyện ý nhận thua. Nguyên Sinh ung dung thong thả, trực tiếp đeo chiếc nhẫn kia lên tay mình, trên cao nhìn xuống mà mở miệng, ai, tổng đội trưởng đại nhân, ngài đây là sao vậy? Chẳng phải trước khi tỉ thí, ngài rất tự tin, còn nói là mình đã theo học một sư phụ rất lợi hại, nhất định đánh bại mọi người sao? Ha ha, kết quả, người phụ nữ kia lại dạy ra một phế vật. Thật đúng là một trò hay. Thập Nhất đang nằm trên đất hấp hối, nghe vậy, hai tay liền siết chặt, dùng hết khí lực bò dậy, đứt quãng mở miệng, câm, miệng, mày. Có thể làm nhục tao, tao học nghệ không giỏi, không được đổ lỗi cho ai khác, tao, không cho mày làm nhục sư phụ, mày là loại rác rưởi, sư phụ tao chỉ cần một tay, thì có thể đánh bại mày rồi. Ha, ha ha ha, thật là cười chết người, các người đều nghe được chứ. Tổng đội trưởng đại nhân nói người dạy hắn món võ mèo cào này là cao thủ, một tay liền có thể đánh bại tôi. Vậy ngài mau kêu sư phụ ngài ra tỉ thí với tôi đi. Dưới đài là một trận tiếng cười lớn. Lời này của Thập Nhất, cũng quả thật khôi hài. Chắc là những ngày qua đã bị người phụ nữ được gọi là sư phụ kia mê hoặc rồi. Ha ha, đã kết thúc, tổng đội trưởng đại nhân, trong con ngươi Nguyên Sinh hiện lên sát ý lạnh lẽo, dùng quả đấm giống như bao cát, nặng nề đập hướng ngực của Thập Nhất. Mà giờ khắc này, Thập Nhất đã thân tàn lực kiệt, không còn sức đánh trả.
Một giây kế tiếp, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua một cái, có vật gì lấy tốc độ cực nhanh vọt lên trên đài. Tiếp đó, phanh, một tiếng vang làm người ta rợn cả tóc gáy. Đó là âm thanh hai quả đấm đập chung với nhau. Bị quả đấm của người vừa xuất hiện ngăn cản, cả người Nguyên Sinh bị chấn động, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, sắc mặt Đắc Y nhất thời cứng lại. Thân thể nhỏ nhắn yếu ớt của Diệp Oản Oản vẫn không nhúc nhích, đứng vững trên đài, nhìn người đàn ông đang rêu rao trước mặt, đáy mắt không có một tí nhiệt độ, môi anh đào bật ra bốn chữ, như anh mong muốn. Oản Oản tiểu thư, nhìn Diệp Oản Oản đột nhiên xông lên đài, Hứa Dịch sợ đến nỗi mồ hôi lạnh túa ra đầy người, dưới đài chính là một mảnh xôn xao. Sư phụ, thật xin lỗi, Thập Nhất ngắt lòng bàn tay, vùi đầu thật sâu. Chân mày Diệp Oản Oản nhíu chặt, đỡ Thập Nhất lên, nên nói xin lỗi, là tôi. Bởi vì giới hạn của bản thân, cô không thể dạy hắn cho tốt, càng không thể phát hiện khúc mắc của Thập Nhất. Một tiếng sư phụ, cô nhận lấy thì ngại. Nguyên Sinh cảm thấy trên tay truyền đến cảm giác đau tới tê dại, đáy mắt là một mảnh ám trầm. Lời đồn ngược lại không tệ, khí lực người phụ nữ này, quả thật không nhỏ. Thần sắc Nguyên Sinh ngạo nghễ đứng đó, lạnh giọng mở miệng nói, Diệp tiểu thư, thứ cho tôi mạo phạm mà nói một câu, nơi này là nơi ám vệ thi đấu, cũng không phải là quầy rượu, có thể tùy tiện ra vào, tùy ý phá hư quy tắc. Nghe được lời nói của Nguyên Sinh, các ám vệ bên dưới cũng lộ ra thần sắc bất mãn. Ám vệ tranh đoạt thi đấu, coi như là đương thời chủ mẫu, cũng không thể tùy ý nhúng tay làm loạn. Huống chi, Diệp Oản Oản bây giờ còn chưa chân chính ngồi lên vị trí kia. Diệp Oản Oản lạnh lùng liếc Nguyên Sinh một cái, mặt không thay đổi mà mở miệng, nếu tôi không nghe nhầm, ban nãy là anh để tôi lên. Mà tôi, chẳng qua chỉ là thỏa mãn yêu cầu của anh mà thôi, coi như phạm quy, người phạm quy, chẳng lẽ không phải là anh. Ngoặc kép, Nguyên Sinh buột miệng phản bác, tôi lúc nào để cho cô. Kết quả, nói được nửa câu, không biết nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt cấm khẩu rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 571, sống chết có số. Hắn thật giống như, đã nói lời này. Đáng chết, ban nãy vì kích thích Thập Nhất, hắn chẳng qua chỉ là thuận miệng nói một câu mà thôi, kết quả lại có thể bị người phụ nữ này nắm thót. Dưới đài, các ám vệ nghe vậy cũng ngu luôn rồi, không khỏi trố mắt nhìn nhau. Cách nói của người phụ nữ này mặc dù khá gượng ép, nhưng lại không cách nào phản bác. Diệp Oản Oản trực tiếp để cho cả Lâm đỡ Thập Nhất đỡ xuống đài, đáy mắt lạnh như băng. Không nói nhảm nữa, trực tiếp mở miệng nói, ra chiêu đi. Nguyên Sinh khẽ cười nhẹ một tiếng, a, cái này thuộc hạ cũng không dám, nếu làm bị thương ngài, thuộc hạ chính là chết vạn lần cũng khó đền tội. Không kham nổi a. Trên mặt của Diệp Oản Oản không có chút cảm tình nào, nếu không dám, liền từ trên đây lăn xuống đi. Cô, Nguyên Sinh nhất thời bị chọc cho giận dữ, ngay sau đó trên mặt tràn đầy giễu cợt cùng vẻ khinh bỉ. Người phụ nữ này giống như không có não vậy, loại chuyện buồn cười, khoác lác này cũng dám nói. Thật là y chang Thập Nhất, không làm được gì. Quả nhiên rác rưởi, sẽ dậy ra phế vật. Dưới đài các ám vệ nghe được Diệp Oản Oản này không biết gì phách lối nói, quả nhiên cũng ào ào lộ ra vẻ mặt chán ghét khinh bỉ. Người phụ nữ này là thiếu não à? Lần trước ở quán bar, mọi người chẳng qua chỉ là nhường cô ta mà thôi, cô ta lại còn coi mình là cao thủ sao, toàn bộ không ai đánh lại sao? Còn thu nhận đệ tử, lại ở trước mặt mọi người chọn tổng đội trưởng ám vệ. Đến cùng ai cho cô ta dũng khí này? Được tâng bốc không nhận rõ phương hướng đi, khó trách dậy ra phế vật như Thập Nhất vậy. Quả thật là chính là cố tình gây sự, loại phụ nữ này chỗ nào có thể cùng so sánh với Nhược Hy tiểu thư. Nguyên Sinh thở dài, bộ dạng khổ sở nhìn về phía Hứa Dịch đứng một bên, trợ lý Hứa, Diệp tiểu thư như vậy, thật sự là để cho tôi rất khó xử, hay là anh tới quyết định đi. Sắc mặt của Hứa Dịch đen như đáy nồi, giờ phút này cũng là nhức đầu không thôi, tiến thối lưỡng nan, chỉ có thể hướng về phía Diệp Oản Oản đưa ánh mắt thỉnh cầu. Bà cô, có thể cho chút mặt mũi được không, hôm nay là tôi chủ trì đó. Chỉ tiếc, người sau bất động như núi, vẻ mặt như là bà đây phải. Đánh cho hả dạ. Hứa Dịch không có cách nào, mặt mũi đau khổ mở miệng, chờ một lát, tôi cần xin phép một chút. Hứa Dịch bước nhanh, đi tới một bên. Khẩn cấp gọi điện thoại cho ông chủ mình xin phép. Điện thoại di động reo hai tiếng, được kết nối. Hứa Dịch vội mở miệng, alo, cửu, cửu gia. Làm sao, đầu kia điện thoại truyền tới âm thanh khàn khàn. Của người đàn ông.
còn có thể làm sao? Vợ của người lại gây chuyện, thuộc hạ đều sắp không ngăn được đây, quậy cả trận thi đấu rồi. Hai, cái này thì tốt rồi, chỉ đi xem trận tranh tài lại có thể gây ra chuyện như vậy, hắn đều sắp hỏng mất được không? Trong lòng của Hứa Dịch đang gào thét, mặt ngoài lại chỉ có thể khống chế tâm tình, đem sự tình đầu đuôi cặn kẽ báo lại ông chủ của mình một lần, sau đó nơm nớp lo sợ mở miệng, trước đây loại tình huống này chưa bao giờ có, thuộc hạ quả thực cũng không cách nào lựa chọn, chỉ có thể cùng người xin ý kiến. Người xem làm sao bây giờ? Vợ của người là muốn đánh nhau, thuộc hạ không khuyên được a, người nhanh quản, quản đi. Kết quả, sau vài giây yên lặng, đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói lạnh lùng, có thể. Cái gì? Có thể là cái ý tứ quái quỷ gì chứ? Hứa Dịch vẻ mặt không tưởng, đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe được giọng nói bình tĩnh của ông chủ mình tiếp tục mở miệng nói, dựa theo quy tắc võ đài thi đấu làm đi. Cái gì dựa theo quy tắc võ đài thi đấu sao? Quy tắc võ đài thi đấu thế nhưng sống chết có số đó. Ông chủ, người có phải hay không sai lầm chỗ nào? Nếu Oản Oản tiểu thư không cẩn thận bị thương, hắn phải trả lời thế nào? Alo cửu. Hứa Dịch đang muốn hỏi tiếp, đầu kia điện thoại đã cúp. Thấy Hứa Dịch ở đó ngẩn người, đối diện Nguyên Sinh mở miệng nói, trợ lý Hứa, loại việc nguy hiểm này, ông chủ dĩ nhiên là sẽ không đáp ứng, tôi xem, anh vẫn là khuyên nhủ Diệp. Nguyên Sinh nói được nửa câu, Hứa Dịch ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lên tiếng cắt đứt lời hắn, cửu gia đồng ý. Cái gì? Nguyên Sinh nghe thấy, nhất thời sửng sốt. Bao gồm tất cả những ám vệ bên dưới đều là vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Rất nhanh, Nguyên Sinh đáy mắt kinh ngạc biến thành một tia vui mừng nhưng không ai phát hiện, bất quá trên mặt lại làm ra bộ dáng khổ sở, cố ý trầm ngâm nói, nhưng là, nếu như không cẩn thận tổn thương Diệp tiểu thư, thuộc hạ chỉ sợ là không kham nổi a. Hứa Dịch mặc dù vạn phần lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể dựa theo lời Tư Dạ Hàn mở miệng, ông chủ nói, dựa theo quy tắc trên võ đài quyết định. Một bên Diệp Oản Oản nghe vậy, chân mày đang nhăn lại, sắc mặt liền hòa hoãn mấy phần. Lời nói của Hứa Dịch lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Dưới đài tất cả mọi người đều là vẻ mặt vui vẻ xem kịch hay. Cái này thật là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Cửu gia 8 phần 10 là cũng chán ghét cô gái cố tình gây sự này, muốn cho cô ta một chút dạy dỗ đi. Lần này Nguyên Sinh có thể không cần cố kỵ nữa rồi. Đương nhiên, không có khả năng thực sự đánh ra án mạng, nhưng cho cô ta một chút dạy dỗ vẫn là hoàn toàn có thể. Trong đám người, Lưu Ảnh nhìn về hướng võ đài, ánh mắt một mảnh lãnh đạm thờ ơ. Hắn đã sớm biết sẽ có cái kết quả này, luôn có ngày cô gái ngu ngốc này sẽ phải trả giá vì hành động của chính mình. Không phải tất cả mọi người đều sẽ cho cô ta mặt mũi. Lấy dã tâm của Nguyên Sinh, cộng thêm sự cho phép của ông chủ, hôm nay hắn tuyệt đối sẽ ra tay dạy dỗ cô gái này, vì chính mình lập uy. Đã lấy được bảo đảm xong, Nguyên Sinh cuối cùng không còn kiêng kỵ, sắc mặt thích ý, giống như đang thưởng thức sau khi ăn xong đồ ngọt điểm tâm, một bộ vẻ mặt thân sĩ mở miệng, Diệp tiểu thư, mặc dù là tỷ thí công bằng, nhưng người dù sao cũng là con gái, tôi sẽ cố gắng trong vòng 3 chiêu kết thúc, để tránh thương tổn đến người. Chương 572, máu ngược. Nghe Nguyên Sinh làm ra vẻ khiêm nhường nói, Diệp Oản Oản mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, không nói một lời. Nguyên Sinh dứt lời liền bày ra chiêu thức, bàn tay quét về phía trước, chân sau xẹt qua từ trên không, cả người như mãnh hổ xuống núi, khí thế khiếp người. Ha ha, cô gái này, tới đúng dịp lắm, hắn đang buồn phiền không biết làm sao để bày tỏ lòng trung thành với Nhược Hy tiểu thư đây. Dưới đài trừ người ở trong phân đội ám nhất phần lớn đều vỗ tay khen hay, còn lại đều đồng loạt nhíu mày. Bỗng nhiên lại có một cô gái tự tiện chạy lên đài cua tay múa chân, ai cũng không thoải mái cho được. Lần này là Diệp Oản Oản tự mình tìm đường chết, cuối cùng cũng có thể cho cô ta một chút dạy dỗ rồi. Thật không để ám vệ chúng ta vào mắt. Tôi nói, sẽ không quá 3 chiêu đi, cũng không sai biệt lắm, người ta thân thể ngàn vàng, chỉ sợ nửa chiêu xương liền đứt đoạn mất rồi. Ánh mắt của Diệp Oản Oản không mảy may dao động, một tay chắp sau lưng, nhìn về phía Hứa Dịch có thể bắt đầu chưa? Hứa Dịch ho nhẹ một tiếng, đúng vậy, hiện tại liền bắt đầu, nhưng mà tôi cũng phải nhắc nhở một điều, Oản Oản tiểu thư, trên võ đài quyền cước không có mắt, hơn nữa sống chết đều do chính mình phụ trách. Vậy nên xin cô phải lấy an toàn của mình làm chủ, không nên hành động nông nổi, thật sự là không nên. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, dài dòng.
Bên này Hứa Dịch vốn còn một tràng dài lời dặn dò còn chưa kịp nói xong, chỉ thấy Diệp Oản Oản cười lạnh một cái, chỉ thấy trước mắt một thân ảnh bay qua. Một giây kế tiếp, phanh, một tiếng vang thật lớn. Nguyên Sinh đang bày ra một bộ dạng tiêu sái, trong nháy mắt thân thể lại giống như diều đứt dây bị một cước đạp bay ra ngoài, thân thể nặng nề đụng phải cây cột trên võ đài. Cây cột phát ra một tiếng vỡ vụn. Nguyên Sinh tại chỗ phốc, phun ra một ngụm máu tươi, chật vật dán vào võ đài cố gắng đứng vững, mới có thể không bị một chiêu này đánh xuống đài. Hứa Dịch. Nguyên Sinh cả người vẫn còn chưa phản ứng kịp, khuỷu tay của Diệp Oản Oản đã giống như một tòa núi lớn mạnh mẽ mà tới, nặng nề đập vào vai hắn. A, Nguyên Sinh trong nháy mắt té bay trên đất. Hứa Dịch. Bên này Nguyên Sinh mới vừa bò dậy, còn chưa kịp phản ứng, một thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh nhào về phía hắn, thân thể của hắn lại lần nữa đập vào cái cột vừa này. Hứa Dịch. Âm, một tiếng, cây cột trực tiếp bị đập gãy, thân thể của Nguyên Sinh bay về phía dưới võ đài, mắt thấy mình sắp ngã xuống võ đài. Không được. Bỗng nhiên bị một nguồn sức mạnh bắt lấy, lực đạo kia hung hãn kéo hắn về phía võ đài. Sau đó nặng nề đem hắn quẳng lên trên mặt đất, chấn động làm nổi lên một đám bụi lớn. Phốc, khụ khụ. Ngắn ngủi, ba chiêu đã qua. Xương ngực của Nguyên Sinh bị bể nát, sống lưng bị một trận đau nhức qua, mặt bị ném xuống đất trong nháy mắt sưng mặt sưng mũi, máu tươi chảy đầy đất. Diệp Oản Oản trên cao nhìn xuống người đàn ông đã sắp ngã xuống đài lại bị mình cường ngạnh kéo lên, đột nhiên lười biếng gợi lên khóe miệng, thấp giọng mở miệng nói, muốn mau sớm kết thúc sao? Sợ rằng không thể như được như mong muốn rồi, thời gian nửa tiếng, một giây đồng hồ, đều không thể thiếu. Phanh, một tiếng, thân thể của Nguyên Sinh lần nữa giống như vải rách bị đạp bay ra ngoài. Sau đó, toàn bộ trên đài, chỉ còn âm thanh thân thể người va chạm với mặt đất, cùng với tiếng vỡ vụn của xương cốt làm người ta rợn tóc gáy. Trên đài có tổng cộng 8 cây cột, lại bị Nguyên Sinh đụng gãy mất 5 cái. Hứa Dịch. Chương 573, cửu gia có thể chịu đựng được sao? Vào giờ phút này, ở dưới đài, tất cả các ám vệ liền đứng ngơ ngác, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Dưới đài, không biết ai, một tiếng, nuốt nước miếng. Chuyện này, đây là cái tình huống gì đây? Sự tình phát triển theo một hướng hoàn toàn khác, khiến cho đám người đang xem kịch hay ngớ người không hiểu cái quái gì đang xảy ra. Hơn 20 phút trôi qua. Cây cột thứ 6 cũng nứt đoạn mất rồi. Đầu óc của Nguyên Sinh một mảnh hỗn độn, bị đánh đến ngu người, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi, nhìn thấy Diệp Oản Oản một thân đầy sát khí từng bước áp sát, cả người liền không khống chế được run lên. Làm sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Cô gái này giống như là ma quỷ, bất luận hắn ra chiêu thức gì, cô ta giống như đều có thể đoán trước được, nhìn ra được sơ hở của hắn. Còn đáng sợ hơn là tốc độ của cô ta nhanh đến mức không cho hắn suy nghĩ đường sống, thậm chí ngay cả những chiêu thức phía sau cũng rối tung cả lên. Dựa theo cách đấu của thập nhất, Diệp Oản Oản hẳn là chỉ có thể phòng thủ mà không thể tấn công, nhưng làm sao? Phốc! Nguyên Sinh mới vừa bò dậy được một nửa, cả người lại bay ngang ra ngoài, đụng vào cây cột trên võ đài, trong miệng phun ra một búng máu, hòa lẫn một cái răng cửa, thoi thóp mà nằm trên đất, thở ra thì nhiều, hít vào thì lại ít. Mà phía sau hắn, 7 cây cột chia 5 xẻ 7 rơi toán loạn trên đất. Trời ơi, đã xảy ra chuyện gì, là tôi nhìn lầm sao, Nguyên Sinh hắn ta vậy mà, lại, bị hành hạ. Chuyện này, sẽ không quá phận đi, có người nuốt nước miếng mở miệng. Nhưng mà, ông chủ đã chính miệng nói, dựa theo quy tắc, sống chết có số, ở trên võ đài coi như đánh chết người ta, cũng không cần chịu trách nhiệm a. Ây, mọi người nói tới chỗ này. Trên mặt toàn bộ đều lộ ra vẻ mặt khó hình dung. Hứa Dịch há hốc miệng, cằm cũng sắp muốn rớt xuống, hắn rốt cuộc biết cửu gia tại sao phải cố ý dặn dò sống chết có số rồi. Mặc dù quy tắc là như vậy, nhưng lúc so tài vẫn rất huyên náo đông người, nếu hôm nay thật sự xảy ra án mạng, đối với danh tiếng của Oản Oản tiểu thư cũng không tốt chút nào đâu. Đem ám vệ trực tiếp đánh chết, cũng có chút quá mức. Hứa Dịch nóng nảy không dứt, vừa nhìn thấy thời gian sắp hết liền vội vàng hô lớn. Oản Oản tiểu thư, đã hết thời gian. Đã hết thời gian, mau dừng lại đi. Diệp Oản Oản nhìn về phía đồng hồ tính giờ, nhìn Hứa Dịch đang gấp đến độ quay vòng liếc một cái, gấp cái gì chứ, không phải là còn có 3 giây sao. Gần như trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn, Nguyên Sinh bị một cước đá vào bên cạnh cây cột thứ 8 trên võ đài. Cây cột theo tiếng vang mà nát vụn, bằng, mặt cười. Lần này,
thân thể của Nguyên Sinh trực tiếp đụng gãy cây cột, ngã xuống phía dưới võ đài. Đã hết giờ, so tài kết thúc. Hiện trường im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Hứa Dịch không đành lòng chứng kiến cảnh này, vội che mặt lại. Trong đám người, Lưu Ảnh đứng ngơ ngác tại chỗ, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch cứng ngắc. Diệp Oản Oản đi tới bên cạnh võ đài. Bên dưới võ đài tất cả mọi người giống như đều theo bản năng, đồng loạt lui về phía sau một bước, vẻ mặt khi nhìn thấy Diệp Oản Oản giống như nhìn thấy quái thú thời tiền sử. Chuyện này, đây cũng quá tàn bạo đi. Chỉ nhìn thôi cũng đau nha. Hơn nữa trọng điểm chính là, người ta từ đầu tới cuối, thật sự là chỉ dùng một tay. Bạo lực như vậy, cửu gia bệnh tật yếu đuối thật sự có thể chịu được sao? Không để ý tới ánh mắt sợ hãi từ bên dưới, Diệp Oản Oản bước qua vết máu loang lổ trên mặt đất, tung người nhảy một cái, nhảy xuống võ đài, nhìn về phía Hứa Dịch, mọi người cứ tiếp tục. Nói xong, cũng không quay đầu lại, lập tức liền rời đi. Chương 574, kết quả ngoài dự đoán. Hứa Dịch nhìn chằm chằm bóng lưng chủ mẫu nhà mình, chật vật nuốt nước miếng, tâm trạng thật lâu mới khôi phục, nhìn về phía mọi người mở miệng tuyên bố, khụ khụ, thi đấu giành chức tổng đội trưởng, tiếp tục. Mới vừa rồi kết quả cuối cùng là, Nguyên Sinh thắng thập nhất, hiện tại, có người nào muốn khiêu chiến Nguyên Sinh, tranh chức tổng đội trưởng không? Cùng với âm thanh của Hứa Dịch, các ám vệ ở dưới mới miễn cưỡng từ bên trong trận đánh đáng sợ này phục hồi tinh thần. Mấy phân đội trưởng có tư cách khiêu chiến tổng đội trưởng, nhìn Nguyên Sinh bị đánh thành đầu heo, toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau. Nguyên Sinh đều bị đánh cho thành như vậy, chuyện này. Cái này làm sao còn khiêu chiến a? Thắng cũng thắng không anh hùng gì. Lại nói, thảm thành như vậy, bọn họ cũng không xuống tay được. Nguyên Sinh thoi thóp nằm trên đất, trong miệng máu me đầm đìa, trong mắt một mảnh âm vụ hiện lên vẻ độc ác. Hắn không thể nào chấp nhận được cái kết quả này. Con nhỏ đáng chết này, làm sao có thể? Hắn lại có thể ở trước mặt nhiều người như vậy bị đánh đến không còn chút sức đánh trả. Nhưng vô luận như thế nào, cái vị trí tổng đội trưởng chung quy vẫn thuộc về hắn. Có ổn không? Tần Nhược Hy vội vàng đi tới, để Lưu Ảnh cùng hỗ trợ, đem người đỡ lên. Mặc dù quá trình thi đấu so với dự đoán chút chênh lệch, nhưng kết quả cuối cùng vẫn còn đang nằm trong khống chế của cô, vị trí tổng đội trưởng vẫn lấy được. Nếu không phải do người phụ nữ kia, thì mọi chuyện đã có thể hoàn mỹ hơn. Trên đài, Hứa Dịch lại hỏi một lần nữa, vẫn không có người đáp lại. Vì vậy, Hứa Dịch ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, được, nếu không người khiêu chiến, như thế, tôi tuyên bố, vị trí tổng đội trưởng ám vệ lần này. Tôi, muốn. Đang lúc này, dưới đài đột nhiên vang lên âm thanh lắp ba lắp bắp. Hứa Dịch nhìn về phía người thanh niên, mở miệng, cậu cái gì? Tôi muốn. Hứa Dịch sạm mặt lại, cậu muốn khiêu chiến. Cả Lâm gật đầu, đúng. Hứa Dịch, xác định. Dưới đài, các ám vệ nhất thời tranh luận ầm ĩ. Mẹ nó, biết vô sỉ một chút đi chứ, người ta đã bị đánh thành như vậy, còn đi khiêu chiến. Đúng vậy a, thắng như vậy cũng không anh hùng chút nào. Cả Lâm hừ một tiếng, quét mắt nhìn những người đó, vì sao tôi không thể lên đài thi đấu khiêu chiến, vốn là sống chết có số, hắn bị đánh thành như vậy chính là do bản thân hắn kỹ thuật không tinh, đi đổ lỗi cho người khác, cùng tôi có quan hệ gì, huống chi, tôi ghét nhất đàn ông đánh phụ nữ. Hiếm thấy, lần này cả Lâm nói chuyện miễn cưỡng tính là trôi chảy. Bất quá, nghe được câu nói sau cùng, tất cả mọi người đều là sạm mặt lại. Đánh phụ nữ, con mẹ nó. Con mắt nào của cậu nhìn thấy hắn đánh phụ nữ a? Rõ ràng từ đầu tới cuối đều bị đánh được không? Quả thật là ngược đời. Cả Lâm nói xong, một mặt chính khí ngang nhiên nhảy lên đài. Nghe cả Lâm nói chắc như đinh đóng cột, Nguyên Sinh vốn là đã bị đánh gần chết, quả thật là thiếu chút nữa trực tiếp bị hắn chọc cho tức chết, cậu. Kết quả cuộc so tài này, cơ hồ là không hồi hộp chút nào. Nguyên Sinh đã bị đánh thành nửa tàn phế, lần nữa leo lên lôi đài đã rất không dễ dàng. Không đến mấy quyền liền trực tiếp bị Cả Lâm dùng một chân đạp xuống. Hứa Dịch lau mồ hôi, tuyên bố, Cả Lâm, không phải, Phong Diệt Huyền thắng. Còn có người nào muốn khiêu chiến Phong Diệt Huyền không? Dưới đài, tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau, không người nào có ý muốn lên đài. Lưu Ảnh thua bởi Nguyên Sinh, đến tư cách phân đội trưởng cũng đã mất đi, căn bản không đủ tư cách khiêu chiến tổng đội trưởng. Thập nhất sau khi thua Nguyên Sinh,
mặc dù vẫn là phân đội trưởng, nhưng hắn không có khả năng đi thách đấu Phong Diệp Huyền. Về phần các phân đội trưởng khác, thân thủ tốt nhất là đội trưởng đội 3, nhưng hắn mới vừa rồi đã thua bởi cả Lâm, phân đội trưởng khác đương nhiên sẽ không đi lên tự chuốc nhục. Cho nên, kết quả của trận thi đấu tranh vị trí tổng đội trưởng ám vệ lại là Hứa Dịch thấy không ai mở miệng, lần này lên tiếng nói, nếu không có ai thách đấu, như thế, trận thi đấu tranh vị trí tổng đội trưởng lần này, người chiến thắng là Phong Diệp Huyền. Âm thanh Hứa Dịch vang vọng trong toàn bộ sân huấn luyện, kết quả được tuyên bố là cái kết quả mà mọi người không hề nghĩ tới. Chương 575, quả thật có chút khẩu vị. Đã không có cây cột che chắn, thân thể của Nguyên Sinh bay thẳng xuống lôi đài, phanh, một tiếng ngã xuống đất, không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nghe Hứa Dịch tuyên bố kết quả. Chiếc nhẫn chu tước màu lửa đỏ trong tay, cong, một tiếng văng ra rơi ở trên mặt đất, giống như một sự giễu cợt vô hình. Kết quả chẳng ai nghĩ tới, vị trí tổng đội trưởng lại có thể rơi vào trong tay cả Lâm, người không có chút cảm giác tồn tại nào. Ta đi, vị trí tổng đội trưởng cứ quyết định như thế này cũng được. Không phải Thập Nhất, cũng không phải Lưu Ảnh, càng không phải là Ngựa Đen Nguyên Sinh, lại là tên cả Lâm, quả thật muốn quỳ. Dù sao trước đó, phần lớn mọi người thậm chí còn không biết hắn rốt cuộc là ai. Mọi người trong tiểu đội ám nhất chen chúc đi qua đem cả Lâm bao vây ở giữa, biểu tình của tất cả mọi người đều hưng phấn không thôi. Ha 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 ha, cả Lâm, tiểu tử cậu được a? Thật là không có nghĩ đến. Quá vô sỉ, bất quá tôi thích. Chơi rất đẹp, nên đối phó với cái tên vô sỉ hỗn đản đó như vậy. Nếu không há chẳng phải là lợi cho hắn quá sao? Cả Lâm một mặt nghiêm túc sửa chữa, gọi tôi Phong Huyền Diệt, còn có, tôi mới, không có vô sỉ, là hắn đánh phụ nữ. Thập nhất đội trưởng, người đừng khổ sở, tôi thay anh báo thù. Phốc ha ha. Cả Lâm nói, chọc cho mọi người lại cười to một trận. Đến Thập Nhất sắc mặt đang ngưng trọng cũng hòa hoãn không ít. Bất quá mới vừa rồi thoải mái nhất chính là lúc Oản Oản tiểu thư của chúng ta đánh người mới đúng. Đúng đúng đúng, quả thật là quá đã ghiền. Cái tư thế đánh người kia quả thật là khiến thể xác và tinh thần người ta thoải mái. Các người vừa rồi có nhìn thấy không, cái tên Nguyên Sinh ngu ngốc kia còn ở trên đài bày ra tư thế phản đòn, trực tiếp liền bị Oản Oản tiểu thư một cước đạp bay ra ngoài. Quả là trận đánh sinh tử, con mẹ nó so với người khác động tác võ thuật quá đẹp, quả thật bá đạo a. Một bên Diệp Oản Oản trơ mắt nhìn cả Lâm bạch chạy lên, chính mình cũng mặt đầy ngơ ngác. Bất quá, cái phong cách hành sự này của cả Lâm ngược lại thật đúng là khẩu vị của cô. Gậy ông đập lưng ông, anh vô sỉ như thế, tôi liền so với anh càng vô sỉ. Mới vừa rồi lúc cả Lâm lên đài, vẻ mặt kia của Nguyên Sinh, quả thật là so với bị cô đánh còn muốn bi kịch hơn cả trăm lần. Giờ phút này, các ám vệ khác cũng tranh luận ầm ĩ, sau trận đấu hôm nay, biểu tình của mọi người khi nhìn Diệp Oản Oản rõ ràng đều thay đổi không nhỏ. Thật không có nghĩ đến, người phụ nữ kia lại có thể thật sự có tài. Nguyên Sinh quả thực là bị đánh tơi tả a. Không phải sao, đến Lưu Ảnh cũng thua ở trong tay Nguyên Sinh, kết quả Nguyên Sinh ở trong tay cô ta đến sức để phòng thủ cũng không có, thực lực này, có thể tưởng tượng được. Khó trách ông chủ yên tâm như vậy. Trực tiếp nói dựa theo quy tắc mà làm. Rời à, rõ ràng dáng dấp nũng nịu, cái này cũng quá bạo lực rồi, khẩu vị ông chủ quả thật là khiến người ta không đoán được. Khụ, chuyện này, quả thật có chút khẩu vị a. Chấm. Nhược Hy tiểu thư, tôi, Nguyên Sinh giãy giụa lên tiếng. Tần Nhược Hy giơ tay lên để người khiêng Nguyên Sinh đi điều trị, ngay sau đó ánh mắt rơi vào đám người Diệp Oản Oản cách đó không xa, đáy mắt một mảnh âm trầm. Lần này, Thập Nhất mặc dù không thể bảo vệ được vị trí tổng đội trưởng, nhưng hắn vẫn là phân đội trưởng của tiểu đội ám nhất, vị trí tổng đội trưởng đã rơi vào trong tay của Phong Huyền Diệp. Mà Nguyên Sinh bởi vì bại bởi cả Lâm, rơi xuống vị trí phân đội trưởng tiểu đội ám tứ. Về phần Lưu Ảnh, bởi vì thua bởi Nguyên Sinh, đến vị trí phân đội trưởng cũng bị mất, bị trở thành thành viên bình thường. Chương 576, truyền thuyết cấp cao thủ. Làm sao có thể a? Sự tình gì lại biến thành như vậy? Cuộc thi đấu cho mấy vị trí cầm đầu ám vệ đã kết thúc, đám người dần dần tản đi. Lưu Ảnh người đưa ra lời thề son sắt muốn đoạt lại vị trí tổng đội trưởng nhìn thấy cảnh hoan hô ăn mừng của phân đội ám nhất, nhìn Nguyên Sinh bị thành viên phân đội ám tứ vây quanh khiêng đi, ngơ ngác đứng ở bên ngoài đám người mà nhìn. Cho tới giờ phút này, hắn vẫn y như cũ không thể tin tưởng,
kết quả trận thi đấu tranh tài này lại sẽ như thế. Không nghĩ tới hắn thua bởi Nguyên Sinh. Càng không có nghĩ tới thực lực của Diệp Oản Oản lại tới loại trình độ này. Hắn vẫn đang một mực cười nhạo cô, tiểu thư tay trói gà không chặt, khinh bỉ cô là một người luôn làm liên lụy người khác, giờ phút này xem ra, hắn quả thật giống như là một trò cười. Một trò cười triệt để từ đầu đến cuối, hắn ngay cả Nguyên Sinh cũng đều không đánh lại được, chứ đừng nhắc tới Diệp Oản Oản. Hắn xuất thân trong gia đình thế gia cổ võ, tự nhận là thiên phú hơn người, chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, nhưng ngắn ngủn trong vòng một ngày, cả cuộc sống cơ hồ đều bị lật đổ. Giờ phút này hắn mới thật sự ý thức được, cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bên cạnh truyền tới một trận tiếng bước chân êm ái, Tần Nhược Hy ngữ khí ôn hòa mở miệng an ủi, Lưu Ảnh, đừng nản chí, cậu vẫn còn trẻ, võ học trên còn rất nhiều tiến triển, lần một lần hai thất bại cũng không tính là gì. Lưu Ảnh cúi đầu thật thấp nói, tôi chẳng qua là, cảm giác mình rất buồn cười, trước kia tôi một mực cười nhạo Diệp Oản Oản, nhưng cuối cùng lại phát hiện, tôi căn bản không phải là đối thủ của cô ấy, thậm chí, khả năng dưới tay cô ấy một chiêu cũng không qua. Sự thật này quả thật là đủ để đè ép hắn. Tần Nhược Hy vỗ bả vai của Lưu Ảnh một cái, loại chuyện này không thể so như vậy được, Diệp tiểu thư tự thân thiên phú không tệ, cộng thêm khả năng cửu gia vì muốn để cho cô có năng lực tự vệ, cho nên mời qua danh sư dạy dỗ cho cô ấy, thực lực đương nhiên tương đối tiến bộ. Về phần Nguyên Sinh, cũng là bởi vì khoảng thời gian này có đột phá. Lưu Ảnh nghe vậy, nhìn về phía Tần Nhược Hy, mặc dù trên mặt một mảnh bị đánh bại, đáy mắt lại dấy lên vẻ sùng kính. Cho dù Diệp Oản Oản lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng không khả năng cùng Nhược Hy tiểu thư so sánh với nhau. Nhược Hy tiểu thư mới thật sự là kỳ tài, bẩm sinh thiên phú, từ nhỏ tập võ tại các nhà sở trường, thân thủ sâu không lường được, cho dù là truyền thuyết cấp cao thủ, chỉ sợ cũng không kịp. Nguyên Sinh cũng là bởi vì đã lấy được chỉ điểm của Nhược Hy tiểu thư, mới có thể đột phá như vậy. Phòng y tế. Nhìn thấy Tần Nhược Hy đi tới, Nguyên Sinh lập tức giãy giụa muốn đứng dậy, Nhược Hy tiểu thư. Đừng động đậy, nằm đi, cậu bị thương rất nặng. Tần Nhược Hy mở miệng nói. Sắc mặt của Nguyên Sinh vô cùng khó coi, vốn là sưng mặt sưng mũi giờ phút này nhìn qua càng thêm dữ tợn đáng sợ, đáng chết. Nhược Hy tiểu thư, cái vị trí tổng đội trưởng này rõ ràng phải là của tôi. Rõ ràng là cô gái kia nửa đường làm loạn, phá hư quy tắc. Tiểu thư nhất định phải làm chủ cho tôi. Nguyên Sinh nói xong, trong con ngươi tinh quang lóe lên, lại bổ sung một câu, Nhược Hy tiểu thư, tôi là do ngài một tay mang ra ngoài, cô ta đánh mặt của tôi thành như vậy, hoàn toàn chính là đang cùng tiểu thư khiêu khích a. Tần Nhược Hy thản nhiên nhìn Nguyên Sinh một cái, được rồi, chuyện này đừng nhắc lại nữa. Sự tình đã như thế, A Cửu khi đó không có ngăn cản, liền tỏ vẻ chuyện này đã không có đường sống để sửa đổi nữa rồi. Nguyên Sinh mặt đầy tức giận bất bình, ông chủ quả thật là quá hồ đồ rồi, đã có tiểu thư, còn chần chừ đi tìm cái loại hàng cấp thấp này nữa, để mặc cho người phụ nữ kia nhúng tay vào công việc của tư gia, thậm chí thu mua lòng người. Không cho Nhược Hy tiểu thư người yên tâm, tôi cũng không giống như Lưu Ảnh một dạng ngu si kia, ngày sau bất cứ tin tức gì có liên quan người phụ nữ này. Tôi nhất định đều sẽ kịp thời báo cáo cho tiểu thư, không cho cô ta có bất kỳ cơ hội thừa dịp nào mà làm bậy nữa. Chương 577, lấy tình thương của ông chủ hắn. Trong sân huấn luyện, Hứa Dịch nhìn đám người cách đó không xa đang vây quanh Diệp Oản Oản hoan hô, ánh mắt lóe lên. Nguyên bản hắn còn không hiểu tại sao ông chủ lại đồng ý sự tình hoang đường là cho Thập Nhất cùng Phong Huyền Diệp bái Oản Oản tiểu thư làm sư phụ, giờ phút này cuối cùng hắn mới hiểu được. Ông chủ là thay Oản Oản tiểu thư lót đường, hơn nữa chắc, cô ấy nhất định có thể làm được. Toàn bộ tư gia các phe phái thế lực bàn căn lẫn lộn, bởi vì lão gia chủ hoang đường sinh ra nhiều con, nên càng là đem tư gia chướng khí mù mịt, toàn bộ tư gia thiếu chút nữa phân băng chia rẽ. Khi mà lão gia chủ lưu lại thế lực ám vệ cũng chỉ là một đoàn hỗn loạn. Mãi đến khi tư gia Hàn ban đầu không còn lòng dạ nào muốn quyền thừa kế gia tộc, đột nhiên ông chủ của hắn trở về cầm quyền. Sấm rền gió cuốn chỉnh đốn, mới miễn cưỡng duy trì mặt ngoài ôn hòa, tư gia mới có thể tạm thời ổn định lại. Dưới tình huống này, không phải là một câu, Diệp Oản Oản là chủ mẫu tương lai, liền có thể trấn áp những thế lực kia, càng không thể nào cưỡng ép xóa bỏ tất cả những lời phản đối. Dù sao lấy thân phận địa vị bây giờ của Oản Oản tiểu thư, đem cô đẩy càng cao chỉ sẽ để cho cô ấy càng nguy hiểm mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân mà trước đây hắn giống như những người khác. Đối với sự xuất hiện của Diệp Oản Oản cảm thấy lo lắng. Trước đây Diệp Oản Oản thật sự là một người vô dụng, người như vậy ở bên cạnh ông chủ,
một ngày kia thực sự sẽ đem ông chủ hại chết. Hắn cũng không hiểu, ông chủ tại sao đối với Diệp Oản Oản lại cố chấp như vậy, nhất định phải đem cô ấy đẩy lên cái vị trí kia. Cũng mãi đến trong khoảng thời gian gần đây, hắn mới dần dần thay đổi thái độ đối với Diệp Oản Oản. Đại khái là bởi vì đối với cha mình hết sức thất vọng nên ông chủ chưa bao giờ nhúng tay vào sự tranh đấu của gia tộc, thế cho nên một đoạn thời gian rất dài mọi người trong Tư gia thiếu chút nữa đều quên sự hiện hữu của ông chủ. Trong ấn tượng của hắn, ông chủ vô dục vô cầu, đối với bất cứ chuyện gì cũng đều không để ý, chuyện nam nữ càng là một chữ cũng không biết. Cái gọi là thanh mai trúc mã Tần Nhược Hy, ngài ấy cũng nhìn thẳng chứ không có để ý qua. Dù sao muốn lấy tình cảm ông chủ nhà bọn họ thì những người phụ nữ kia làm cái gì Tư Dạ Hàn cũng cho là để người mù nhìn, ngài ấy là hoàn toàn không hiểu được điều gì cả. Cho nên, ban đầu ông chủ không cạnh tranh không đấu đá đột nhiên bắt đầu tranh quyền, một lần nữa để cho hắn thật bất ngờ. Mà sự kiện thứ hai ngoài ý muốn của hắn, thậm chí là không cách nào hiểu được, chính là người không thông hiểu chuyện nam nữ lại dùng phương thức kịch liệt như vậy, cưỡng ép đem cô gái như Diệp Oản Oản giữ ở bên người. Không biết trong này, rốt cuộc có ẩn tình gì, cách đó không xa, các ám vệ từng người một tất cả đều mặt đầy vẻ hưng phấn. Oản Oản tiểu thư thật lợi hại, trực tiếp đào tạo ra một tổng đội trưởng. Thật ra thì, nếu không phải là do nguyên sinh vô sỉ đó giở trò lừa bịp thì đội trưởng thập nhất làm tổng đội trưởng cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Cũng còn may chúng ta còn có đội trưởng cơ trí, không để cho gian kế của hắn được như ý. Các ám vệ vừa nói vừa tiến tới trước mặt của Diệp Oản Oản. Oản Oản tiểu thư, cũng dạy chúng tôi mấy chiêu đi. Đội trưởng thập nhất nói tiểu thư có thể chỉ cần một cái nhìn là nhìn thấu nhược điểm của người ta thậm chí là ra chiêu thức giỏi như thế nào, rốt cuộc là làm sao làm được vậy. Tôi cũng muốn học. Diệp Oản Oản cười một tiếng, chỉ cần có thời gian, tôi luôn sẵn sàng tiếp đón. Nhìn một đám ám vệ đầy nhiệt tình, trong lòng Diệp Oản Oản cảm khái không thôi. Kiếp trước, cho dù cô cùng với Tư Dạ Hàn đã kết hôn, là chủ mẫu Tư gia danh chính ngôn thuận, cũng chưa từng có người chân chính để cô ở trong mắt, Tư Dạ Hàn càng che chở cô thì trong mắt mọi người cô càng là kẻ gây họa, càng là tội đồ không thể tha thứ. Nhưng mà bây giờ, sau khi thi đấu tranh đoạt vị trí tổng đội trưởng xong, cô đã lấy được sự công nhận thật lòng của những người trước mắt này, thái độ đối với cô của các ám vệ rõ ràng đã thay đổi, tổng đội trưởng cùng phân đội trưởng ám nhất thậm chí còn trở thành đệ tử của cô. Chương 578, không trốn khỏi việc gặp gia trưởng. Cái này mặc dù chỉ là một bước thay đổi rất nhỏ, lại làm cho cô có loại cảm giác thỏa mãn. Kiếp trước cái loại cảm giác không hợp nhau ở trong cùng một thế giới, tự mình mất đi, hết thảy đều bị người phủ nhận, giống như cô là một phế vật chỉ biết phụ thuộc vào người khác mà sống, thật sự là quá tệ. Trước kia cô không có lựa chọn nào khác, bị vận mệnh đưa đẩy đi về phía trước, nhưng giờ phút này, lại đột nhiên sinh ra một loại cảm giác như vậy. Có lẽ, lưu lại ở bên cạnh Tư Dạ Hàn, cũng không có đáng sợ như cô nghĩ đến. Oản Oản tiểu thư nói chuyện phải giữ lời a. Mọi người nghe vậy rối rít hưng phấn hoan hô. Ngay sau đó, có người đề nghị, chúng ta uống rượu ăn mừng đi thôi. Ha 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 được, tối nay không say không về. Cả Lâm chạy tới trước mặt của Diệp Oản Oản, nói ra lời mời, sư phụ, người cũng cùng đi uống rượu đi. Diệp Oản Oản nghe vậy mở miệng nói, uống rượu sao? Nghe thấy lời Cà Lam nói cùng với âm thanh vừa dứt tiếng của Diệp Oản Oản trong nháy mắt, toàn trường đột nhiên một mảnh tĩnh mịch, bầu không khí vui sướng nhất thời đóng băng. 3 giây sau, mấy người sư huynh liên hiệp một tay đem Cà Lam kéo đến trong góc, ai nói chúng ta muốn đi uống rượu? Tổng đội trưởng cậu chớ nói nhảm. Anh, các anh, mới vừa nói, Cà Lam mở miệng nói. Không có, tuyệt đối không có, chúng ta rõ ràng phải đi chăm chỉ luyện võ. Một ám vệ nào đó đầy chính nghĩa nói. Đúng, cậu nghe lầm rồi. Những người khác rối rít phụ họa. Đệt, mời Oản Oản tiểu thư uống rượu, bọn họ thích ngược sao? Đây không phải là ăn mừng, là ăn đòn được không? Tổng đội trưởng đại nhân mới nhậm chức của bọn họ có phải là có chút ngu ngốc hay không a? Lần trước đều bị đánh cho tàn phế còn đưa ra loại này yêu cầu thoải mái này. Các ám vệ run lẩy bẩy mà nhìn về phía của Diệp Oản Oản rồi nói, Oản Oản tiểu thư, chúng tôi đi luyện võ đây. Ngài cũng sớm đi về nghỉ ngơi đi. Đúng, uống rượu cái gì chứ, nhìn không thấy Oản Oản tiểu thư là một cô gái lợi hại như vậy, chúng tôi còn không biết bẽ mặt mà đi uống rượu không chịu luyện võ sao. Đi mau. Lời vừa nói dứt, một đám người nhanh chóng đỡ Cà Lam rầm rầm chạy đi, ngay cả cái bóng cũng không trông thấy,
ngay cả thập nhất trên người mang thương tích động tác cũng nhạy bén dị thường. Ây, Diệp Oản Oản đứng ở phía sau, ngay cả lời nói còn chưa kịp nói một câu nào thì, uy, uy. Làm cái gì, làm gì mà mới nghe muốn cùng cô uống rượu với nhau một chút đều sợ đến như vậy à? Lại nói cô cũng không có ý định đi có được không, buổi tối cô còn có hẹn đây. Diệp Oản Oản không phản ứng lại với những gia hỏa không giải thích được kia, vui sướng trở về đi thay quần áo. Đảo mắt, đã thấy sắp tới thời gian đã hẹn cùng với mấy trưởng lão của Tư gia. Khoảng thời gian này tình huống thân thể của Tư Dạ Hàn lúc tốt lúc xấu, mặc dù có những lúc gây kinh động nhưng lại không nguy hiểm, bất quá cô không dám xem thường chút nào. Mặt khác còn có một việc để cho cô tương đối nhức đầu. Trước kia vì để cho ba mẹ tin tưởng chuyện cô thực sự đã quên Cố Việt Trạch nên cô mới nói cho ba mẹ mình chuyện đã có bạn trai. Vì để cho bọn họ an tâm, cô lại lừa bọn họ bạn trai nhà mình dung mạo rất xấu xí hơn nữa đặc biệt bình thường. Hiện tại ba mẹ cô thường quan tâm đến tình trạng tình cảm của cô, trong giọng nói ám chỉ cô lúc nào đem người mang về cho bọn họ gặp mặt một chút, còn nói tuyệt đối không ngại người ta hình dáng khó coi, quả thật là làm tan vỡ tim cô mà. Mặc dù lần trước Tư Dạ Hàn đã đáp ứng, nhưng lúc đó huyên náo rất không vui, lấy tình trạng cơ thể của anh như bây giờ, cô nào dám nói ra chuyện kích thích hắn như vậy à? Diệp Oản Oản đang một bên nhức đầu trong phòng chọn quần áo, lúc này, tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Nhìn thấy tên người gọi đến, Diệp Oản Oản nhất thời run lên, xong đời, sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó, mẹ cô gọi tới à. Chương 579, tuyệt đối không ngại xấu xí. Làm sao đây? Trước kia cô một mực lấy việc học cùng công tác bề bộn nhiều việc tới lấy lệ, lần này có thể làm sao bây giờ à? Điện thoại đã vang lên một hồi rồi, Diệp Oản Oản nhức đầu không thôi mà nhận alo, mẹ. Oản Oản, hôm nay con có bận gì không? Diệp Oản Oản không dám lập tức trả lời, mà là cẩn thận hỏi lại, mẹ, có chuyện gì sao? Lương Uyển Quân mở miệng nói, mẹ đan cho con một cái áo lông, con chừng nào có thời gian rảnh rỗi thì tới lấy. À, hai ngày nữa đi, chờ cuối tuần có thể không? Diệp Oản Oản trả lời. Được à, không bằng cuối tuần kêu bạn trai con đi cùng, rồi cùng chúng ta ăn một bữa cơm đi. Lương Uyển Quân thử mở miệng thăm dò. Diệp Oản Oản. Lại còn dụ cô vào trong hố. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, cuối tuần sao? Khoảng thời gian này anh ấy đang làm thêm giờ, khả năng không có thời gian. Như vậy à, giọng nói của Lương Uyển Quân khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Sau đó, đại khái là bởi vì Diệp Oản Oản cự tuyệt nhiều lần, như phát hiện ra cái gì, trầm mặc một hồi, dè dặt mở miệng hỏi, Oản Oản, con không có chuyện gì lừa gạt mẹ chứ? Con gái một mực nói tình cảm cùng bạn trai tốt vô cùng. Nhưng mặt khác còn nói chờ cảm tình ổn định một chút lại mang về nhà, bà đã dò xét nhưng nhiều lần từ chối, Lương Uyển Quân khó tránh khỏi phát hiện có chuyện gì đó không đúng lắm. Thật là hiểu biết con gái không ai bằng mẹ, cô đã cẩn thận như vậy còn bị nhìn đi ra. Diệp Oản Oản nhất thời một trận chột dạ, vội vàng trả lời, không có a, con có thể có chuyện gì lừa gạt mẹ a. Giọng nói của Lương Uyển Quân trở nên nghiêm túc, cái kia, con hãy thành thật nói cho mẹ biết, con cùng bạn trai của con tình cảm thế nào. Có phải là xảy ra vấn đề gì hay không? Hóa ra là lo lắng cái này à. Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm, vội nói chuyện này không hề có, hai chúng con vẫn tốt, có thể xảy ra vấn đề gì à. Anh ấy cũng không phải là đại thiếu gia như Cố Việt Trạch, không có nhiều tâm địa gian xảo như thế, đối với con khăng khăng một mực yêu chiều. Ai, nếu như vậy, ba mẹ cũng có thể yên tâm, chúng ta chỉ có thể hy vọng con nhất định phải sống tốt. Hiện tại anh trai của con vẫn một mực như vậy, Lương Uyển Quân than thở. Mẹ, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ sống thật tốt mà. Nghe được mẹ nhắc đến Diệp Mộ Phàm, sắc mặt Diệp Oản Oản hơi trầm xuống. Mặc dù khoảng thời gian này mâu thuẫn của cô cùng Diệp Mộ Phàm không có trở nên gay gắt, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Anh trai cô hiện tại bởi vì hoàn cảnh gia đình thay đổi cùng với chuyện Trầm Mộng Kỳ thổi gió bên tai, nên người bên cạnh có nói thế nào hoàn toàn nghe không lọt tai. Cô có nói nhiều đi nữa cũng chỉ uổng công mà thôi. Trầm Mộng Kỳ hiện tại làm sao có thể chọc chuyện phiền phức được nên hầu như mọi chuyện đều giao cho anh cô đi làm, anh cô còn cho là mình được tín nhiệm, được coi trọng. Hiện tại, chỉ có thể để cho anh cô thấy mình bị Trầm Mộng Kỳ lợi dụng bị thua thiệt lớn mới có thể thay đổi mà thôi. Kiếp trước hắn bị thương tích đầy mình, còn ngu ngốc vì Trầm Mộng Kỳ mà làm bao nhiêu việc, chính hắn bị hãm hại không tính là gì, còn làm liên lụy đến ba mẹ cô nữa. Đời này, cô nhất định phải để cho hắn bị dạy dỗ mà ghi nhớ suốt đời.
Lương Uyển Quân lúc này mới yên tâm, vậy thì tốt, Oản Oản con nghĩ như vậy là được rồi, ba mẹ nhìn con bây giờ có thể tự đi ra ngoài lập nghiệp, thực sự khỏi phải nói cao hứng bao nhiêu, tìm đàn ông vẫn nên tìm người đối với con tốt một chút, trung thực, hình dáng của người đó có cái gì quan trọng đâu, ba của con cũng có cái ý này, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ý hình dạng của hắn đâu. Lương Uyển Quân nhiều lần cường điệu sẽ không ghét bỏ hình dạng của con rể tương lai. Bởi vì gen của người Diệp gia đều quá tốt nên Diệp Oản Oản từ nhỏ ánh mắt cũng rất cao, còn đặc biệt khó chiều, cho nên Lương Uyển Quân rất lo lắng Diệp Oản Oản sẽ vì vậy mà cùng bạn trai náo đến mâu thuẫn. Diệp Oản Oản quả thật là khó nói, chỉ có thể liên tục phụ họa, mẹ, con biết rồi, con ghét nhất những thứ đàn ông có dáng dấp đẹp trai lại có tiền khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Diệp Oản Oản đang nói thề son thề sắt bảo đảm với mẹ mình cho nên hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng mình. Chương 580, chính anh đẹp trai hơn bao nhiêu người thần tượng. Đúng lúc này, đột nhiên, két, một tiếng, cánh cửa sân thượng bất ngờ không kịp đề phòng bị người khác đẩy ra. Diệp Oản Oản nghe tiếng cửa theo bản năng mà quay đầu lại, sau đó liền thấy, Tư Dạ Hàn thân hình cao lớn đứng ở nơi đó, trong tay cầm một quyển sách. Bởi vì cô đặc biệt dặn dò là hôm nay sẽ ra ngoài hẹn hò, không muốn ăn mặc quá nổi trội, cho nên vào lúc này Tư Dạ Hàn chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản, áo khoác len xanh xám, tóc do không trải qua việc sử dụng mỹ phẩm nên đặc biệt đen nhánh thoạt nhìn đặc biệt mềm mại. Người đàn ông sống mũi cao thẳng, vành môi rõ ràng, đôi môi nhỏ bé nhìn qua bạc tình lại cấm dục, một đôi con ngươi trong trẻo lạnh lùng không nhiễm bụi trần gian, bộ dáng này so với trong ngày thường chỉnh trang nhìn qua trẻ hơn chừng mấy tuổi. Cộng thêm cái này người càng tỏa ra khí chất cấm dục, lực sát thương quả thật là quá lớn rồi. Giờ phút này, Tư Dạ Hàn dường như là đúng lúc nghe được câu nói sau cùng kia của cô, hai con ngươi nhỏ bé thâm thúy không thể nhận ra híp lại. Về phần Diệp Oản Oản, duy trì tư thế gọi điện thoại, nhìn chằm chằm mỹ nam trước mặt không kịp chuẩn bị mà như rơi vào mộng ảo, thật sự quá đẹp a. Mẹ nó, tại sao Tư Dạ Hàn lại ở chỗ này a a a a. Mẹ, lúc này con bận quá. Con cúp trước lúc khác sẽ nói tiếp với mẹ sau, bye bye. Diệp Oản Oản thật nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó ực nuốt nước miếng một cái, lắp bắp nhìn về phía của Tư Dạ Hàn, anh làm sao tại trong phòng em a? Tư Dạ Hàn cất bước đi vào, sau đó mặt không thay đổi mở miệng nói ba cái chữ, đi đọc sách. Được rồi, sân thượng trong phòng cô quả thật tốt nhất, Tư Dạ Hàn thường xuyên đến sân thượng này đọc sách hoặc là nghỉ ngơi một chút. Rời ạ quá sơ suất a. Cũng không biết Tư Dạ Hàn rốt cuộc nghe được bao nhiêu rồi a. Diệp Oản Oản cẩn thận dè dặt nhìn anh một cái, sau đó thử thăm dò mở miệng nói, thế, mới vừa rồi em cùng mẹ em nói chuyện điện thoại, anh nghe được bao nhiêu? Tư Dạ Hàn, không có bao nhiêu. Diệp Oản Oản không yên tâm truy hỏi, không có bao nhiêu là bao nhiêu? Tư Dạ Hàn lẳng lặng nhìn cô một cái, trầm mặc một giây, sau đó lặp lại, con ghét nhất những thứ đàn ông dáng dấp đẹp trai lại có tiền khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Diệp Oản Oản không nói gì che mặt. Chết tiệt. Quả nhiên vẫn là nghe được câu này. Diệp Oản Oản chỉ có thể vội vàng chạy bạch 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 tiến lên giải thích, cái này, đây là hiểu lầm. Tuyệt đối là hiểu lầm, anh cũng biết mà, em hoàn toàn chỉ nói cho ba mẹ em nghe mà thôi, em thích người dáng dấp đẹp trai lại có tiền khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Nếu không đúng vậy sẽ không bị anh mê hoặc đến chết đi sống lại mà. Tư Dạ Hàn ánh mắt lóe lên, trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Đúng vậy. Em nói sai sao, gương mặt này của anh chẳng lẽ còn không đủ trêu hoa ghẹo nguyệt. Chính anh đẹp trai hơn bao nhiêu người thần tượng, trong lòng bao nhiêu cô gái không có đếm sao. Diệp Oản Oản một mặt nghiêm túc mở miệng, bắt đầu trò gian nịnh hót. Tư Dạ Hàn nghe vậy, khóe miệng dường như không dễ dàng phát giác cong lên một cái, bất quá nhìn thần sắc, rõ ràng đã không có dấu vết không vui. Trải qua thời gian dài, Diệp Oản Oản liền sớm học được cách nhìn mặt mà nói chuyện. Cho dù Tư Dạ Hàn là một người mặt đơ, cũng có thể nhìn ra tâm tình của anh, biết nguy cơ chắc là đã đi qua, vì vậy thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục vuốt lông, không đúng không đúng. Bất kể có tiền hay không, có đẹp trai hay không, đều không quan hệ với em chỉ thích bảo bảo anh mà thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 581, Đại Bạch chẳng qua là lông xù. Trở thành đại ma đầu dễ dụ nhất trong lịch sử. Tư Dạ Hàn không chút nghi ngờ lần nữa xa bẫy. Anh nhìn một thân bụi bẩn của cô, hôm nay chơi chưa đủ. Đủ, hoạt động gân cốt một chút quả thật thoải mái. Chờ em thay quần áo chúng ta cùng đi dạo phố, hắc, em dẫn anh đi ăn đồ ăn ngon đấy.
Diệp Oản Oản vội vàng nói sang chuyện khác, sau đó như một làn khói chui vào phòng thay quần áo. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Chuyện gặp mặt ba mẹ cô, chờ lát nữa lúc hẹn hò sẽ tìm một cơ hội nói cho Tư Dạ Hàn biết. Tư Dạ Hàn nhìn bóng lưng cô rời đi, ánh mắt giống như ánh trăng dưới biển sâu, bình tĩnh lạnh lùng, nhưng lại âm thầm dao động. Lúc Diệp Oản Oản thay quần áo, Tư Dạ Hàn đã chờ ở dưới lầu, còn có Đại Bạch. Những ngày qua phần lớn thời gian Đại Bạch đều ở lại Cẩm Viên, bị Diệp Oản Oản nuôi thật thoải mái, trở nên mập phì ra. Rất nhanh, bạch bạch bạch, tiếng xuống lầu vang lên, Diệp Oản Oản đã thay quần áo xong. Cô mặc một cái đầm hoa màu hồng nhạt, bên ngoài khoát áo len màu xám xanh cùng màu với áo trong của Tư Dạ Hàn, lộ ra xương quai xanh trắng nõn cùng bắp chân thon dài, giày xăng đan nhỏ màu trắng được thiết kế đặc biệt, gót giày giống như cành cây bò đầy những bông hoa, còn quấn lấy cổ chân tinh tế của cô. Tóc dài đen nhánh tự nhiên xoắn lại tán loạn tại đầu vai, nương theo bước chân nhẹ nhàng đung đưa lay động. Đôi mắt cô tràn đầy ánh sáng, cười tươi rói một đường chạy chậm chậm đến trước mắt anh, giống như vầng thái dương chói chang nhào vào ngực anh, đem hàn ý nhiều năm không đổi hòa tan vào. Em thay xong rồi, có thể lên đường, Diệp Oản Oản mới vừa nói xong, liền thấy Đại Bạch trắng nhung như thiên nga nằm trên thảm khẽ nâng đầu lên nhìn về phía cô. Ánh mắt kia, dường như đang nhắc nhở cô cái gì. Diệp Oản Oản liền vội vàng vỗ đầu một cái, chờ một chút. Em cho Đại Bạch ăn. Trước cô đều là trộm đồ, lặng lẽ mà cho Đại Bạch ăn, hiện tại lá gan lớn rồi, bất kể có Tư Dạ Hàn hay không, đều trực tiếp quang minh chính đại cho nó ăn. Tư Dạ Hàn ngồi ở trên ghế salon, liếc mắt qua xuất quỷ nhập thần, nhìn Đại Bạch bây giờ vẫn sống ở Cẩm Viên, ánh mắt khó mà hình dung. Một hồi lâu sau, Tư Dạ Hàn mở miệng hỏi một câu, nó mập lên có phải hay không? Diệp Oản Oản đang hí ha hí hửng cầm khối thịt bò bít tết chạy tới trong nháy mắt dừng một chút, sau đó vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, nói bậy. Nào có, không có mập chút nào có được hay không? Đại Bạch nó chẳng qua là lông xù. Lông xù, Tư Dạ Hàn khóe miệng không dễ phát hiện bất giác kéo ra. Diệp Oản Oản vô cùng hài lòng tự an ủi mình, vui vẻ tiếp tục đi. Đại Bạch lông xù lười biếng nằm một chỗ, nhàn nhã tự đắc ăn thịt bò, nhẹ nhàng vẫy đuôi. Lúc bị Diệp Oản Oản trộm vuốt lông một cái cũng không có nhăn mặt. Tương đương a, thật là vật tựa như chủ a. Thật ra thì, Đại Bạch chỉ là ngạo kiều một chút, chứ cũng không đáng sợ như vậy. Cho Đại Bạch ăn tốt rồi, Diệp Oản Oản kéo Tư Dạ Hàn ra cửa. Ngoài cửa, một nhóm ám vệ đang chuẩn bị đi ra ngoài uống rượu, đúng lúc đụng phải Diệp Oản Oản cùng Tư Dạ Hàn đi ra, quả thật là sợ đến hồn phi phách tán. Nhất thời lấy tốc độ nhanh như chớp không kịp bịt tai đồng loạt trốn phía sau bụi cây. Khoan đi đã, nhanh trốn mau. Còn nói muốn đi luyện võ. Mọi người chỉ thấy, cô gái trước đây không lâu mới vừa ở trên lôi đài vô cùng hung tàn giờ phút này mặc váy nhỏ đi giày cao gót, trắng nõn nà, đang kéo cánh tay của ông chủ nhà bọn họ, một bộ yếu đuối, như là chim non nép vào người. Chương 582, 10 ngón tay đan sen. A Cửu. Cổ tay em thật là đau nha, giống như bị chật rồi. Diệp Oản Oản lời nói một bộ oán trách, mặc dù khoảng thời gian này huấn luyện thân thể, độ linh hoạt so với lúc trước tốt hơn nhiều, vận động dữ dội cũng sẽ không còn cảm giác toàn thân đau nhức, nhưng thân thể vẫn có cảm giác đình trệ, không cách nào tùy tâm sở dục, mỗi lần đánh nhau đều cảm thấy chưa đủ đã. Cô luôn cảm thấy, thật ra thì cô có thể còn mạnh hơn một chút. Tất cả mọi người núp trong bóng tối thấy một màn như vậy đều không kiềm được run lên. Cái bộ dáng nũng nịu này quả thật là so với bộ dạng hung tàn của cô thoạt nhìn càng kinh sợ. Bọn họ lại còn lo lắng Cửu gia bị bệnh yếu đi sẽ không chịu nổi, quả thực là buồn lo vô cớ. Người ta ở trước mặt Cửu gia giống như mèo con ngoan ngoãn. Giờ này là trạng vạng tối, trên một con đường lâu năm, hai bên náo nhiệt giao hàng, người người nhộn nhịp. Mặc dù đường phố rất hẻo lánh, nhưng lại không tí thì ảnh hưởng đến việc làm ăn ở đây, thậm chí không ít du khách nước ngoài qua lại trong đó. Diệp Oản Oản vừa kéo Tư Dạ Hàn vừa giới thiệu, đây là con phố bán đồ ăn vặt ngon giá rẻ, quan trọng nhất là ở đây cơ hồ bao gồm tất cả món ăn vặt cả nước, lúc trước em cùng ba mẹ còn có anh trai cũng thường xuyên đến nơi này. Ai, năm đó mỹ thực trên con đường này đã cống hiến cho em không ít thịt béo, ngay cả anh trai bởi vì luôn phải ăn cùng em mà béo lên tới 10 cân. Bên cạnh, Tư Dạ Hàn nghiêm túc nghe cô nói, nhìn biểu tình kia. Đại ma đầu không biết đến giờ vẫn còn tồn tại nơi như thế này. Dù sao người đàn ông này đến kẹo đường cũng không nhận ra. Ông chủ, cho tôi một cây kẹo hồ lô. Tôi muốn cái kia, đúng, cái đó to hơn. Được rồi,
Cô bé, cô cầm đi. Cảm ơn ông chủ. Diệp Oản Oản vui vẻ cầm cây kẹo hồ lô bóng loáng, hỏi đại ma đầu ở bên cạnh, cái này anh biết là cái gì không? Tư Dạ Hàn dùng vẻ mặt, em cho là anh bị đần sao, nhìn Diệp Oản Oản một cái. Diệp Oản Oản lại hỏi một câu, vậy anh đã từng ăn chưa? Tư Dạ Hàn. Được rồi, cô biết rồi. Diệp Oản Oản đem kẹo hồ lô đưa tới bên miệng Tư Dạ Hàn, nhanh cắn một cái thử xem. Ăn rất ngon đó. Tư Dạ Hàn nhìn vật trước mắt màu đỏ đồng bóng loáng thoạt nhìn thật giống ni lông, hơi nhíu mày, tránh môi ra, tựa hồ có hơi ghét bỏ. Không ăn sao, vậy anh thích ăn cái gì chúng ta đi mua a? Thấy Tư Dạ Hàn không muốn ăn, Diệp Oản Oản cũng không miễn cưỡng, tự mình vui vẻ cắn nửa cái, quay hàm phồng lên, động tác ăn phi thường thuần thục lưu loát, giống như một con sóc nhỏ. Bên kia thật giống như có. Diệp Oản Oản vừa muốn mở miệng, người bên cạnh đột nhiên nghiêng người về phía cô, vừa cúi đầu, ăn mất nửa viên kẹo hồ lô còn lại. Diệp Oản Oản chớp chớp mắt, không phải là không ăn sao, Tư Dạ Hàn mặt không thay đổi, chỉ nhai thật kỹ, mùi vị chua chua ngọt ngọt lan tràn trong cổ họng, hình như cũng không có khó ăn như trong tưởng tượng của anh. Hắc hắc, ăn ngon đúng không, hi hi, em dẫn anh đi ăn món ngon hơn. Diệp Oản Oản hưng phấn chạy ở phía trước dẫn đường, bởi vì người quá nhiều, chật chội, trong chốc lát cô liền bị chen lên phía trước. Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày, chân dài bước mấy bước, nhanh chóng đuổi theo, sắc mặt có chút không được tốt, đừng có chạy lung tung. Ồ, như thế này chắc không sao. Diệp Oản Oản nắm bàn tay rộng lớn của anh, chậm rãi đan xen 10 ngón tay. Tư Dạ Hàn nhìn vào hai bàn tay nắm chặt, ừm. Chương 583, anh ấy chính là con rể của hai người. Diệp Oản Oản quả thật như sói đói lạc vào trong bầy dê, trong chốc lát liền mua hết một đống lớn thức ăn. Trên tay cùng cổ tay của Tư Dạ Hàn đều xách đầy. Diệp Oản Oản nghiêng đầu nhìn băng sơn mỹ nhân đang xách lấy xách để vô số thức ăn, trong nháy mắt cảm thấy người đàn ông trước mắt quả thật như kim quang sáng lạng, sắc đẹp tựa như có thể ăn. Thật quá hoàn mỹ rồi. Làm sao, thấy Diệp Oản Oản cứ nhìn chằm chằm vào chính mình không rời, ánh mắt còn nóng bỏng như thế, Tư Dạ Hàn mở miệng. Diệp Oản Oản nhón chân lên, hôn một cái trên gò má của Tư Dạ Hàn, không có làm sao, anh chờ một chút. Để em nhìn thêm mấy lần. Tư Dạ Hàn ánh mắt nhất thời chuyển động. Diệp Oản Oản đang ở bên này thưởng thức đồ ăn ngon cùng mỹ nhân trong ngực, vô cùng cao hứng, hoàn toàn không chú ý tới có người đi phía sau bọn họ. Lúc này, Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình đang mặt đầy nghi ngờ theo sát phía sau Diệp Oản Oản. Hai vợ chồng vốn tới đây đi dạo một vòng ăn chút gì đó, ai biết đột nhiên nhìn thấy bóng người quen thuộc, đặc biệt giống Oản Oản nhà bọn họ. Diệp Thiệu Đình vẻ mặt hoài nghi. Bà nhìn lầm rồi đi, mới vừa rồi bà gọi điện, Oản Oản chẳng phải nói rất bận rộn sao, sao chỉ trong chốc lát lại ở chỗ này ăn vặt, đi dạo phố chứ? Chính là Oản Oản, không sai được, tôi làm sao có thể ngay cả con gái của mình cũng nhìn nhầm. Giọng nói của Lương Uyển Quân vô cùng chắc chắc. Diệp Thiệu Đình lại nhìn về phía người đi bên cạnh cô, người đàn ông đi bên cạnh nó là ai? Hai người tay cầm tay, đi cùng nhau vô cùng thân mật, nhìn thế nào cũng thấy là tình nhân. Bạn trai của Oản Oản không phải là rất bình thường sao? Oản Oản còn nhiều lần nói dáng dấp đặc biệt an toàn, cái này rõ ràng không phù hợp a. Người đàn ông này toàn thân cao thấp có nơi nào liên quan đến hai chữ, bình thường cùng, an toàn. Bị hỏi như vậy, Lương Uyển Quân cũng không biết nói gì, kỳ quái. Chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô gái kia rõ ràng chính là Oản Oản nhà mình a. Lúc này... Oản Oản làm sao có thể cùng người đàn ông tướng mạo đẹp trai như vậy đi dạo phố ăn đồ ăn cùng nhau, thật chẳng lẽ là bà lớn tuổi, nhìn lầm. Hai vợ chồng đi theo một đoạn vẫn không thể xác định, cuối cùng Diệp Thiệu Đình nhìn về phía vợ mình đang quấn quýt, mở miệng nói, bà kêu một tiếng thử xem có đúng không. Lương Uyển Quân suy nghĩ một chút, thoáng chần chờ, thử mở miệng kêu một tiếng thăm dò, Oản Oản. Phía trước, Diệp Oản Oản đang suy nghĩ tiếp theo nên ăn cái gì. Đột nhiên nghe được âm thanh vô cùng quen thuộc từ sau lưng truyền tới, vì vậy liền phản xạ có điều kiện quay người, sau đó liền thấy cha mẹ mình đang đứng song song đằng sau mình. Một giây kế tiếp, đậu hủ thúi trong tay Diệp Oản Oản, bịch, một tiếng rơi trên mặt đất, cả người đều trợn tròn mắt. Oản Oản, thật sự là con làm sao? Lương Uyển Quân nhìn con gái, lại nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh cô, khí chất cường đại, khuôn mặt tuấn duật phi phàm, vô cùng chói mắt, khuôn mặt bà đầy ngạc nhiên. Diệp Thiệu Đình cũng một mặt kinh ngạc, Oản Oản, người này là...
Diệp Oản Oản, trong lòng của Diệp Oản Oản giờ phút này như một trận sóng thần long trời lỡ đất. DICSNGONTINS.com. Trời à, cô sao có thể xui xẻo như vậy a? Cô bên này còn chưa kịp cùng Tư Dạ Hàn nói thấy chuyện của cha mẹ, kết quả chỉ đi dạo trên đường một chút lại có thể trực tiếp đụng phải cha mẹ cô, liền bị bắt gặp ở chỗ này như vậy. Đệ, cái này muốn cô giải thích như thế nào? Phản ứng đầu tiên của cô chính là nhanh chóng buông tay, kết quả bàn tay lại đột nhiên bị Tư Dạ Hàn nắm càng chặt hơn. Diệp Oản Oản tiến thoái lưỡng nan đứng tại chỗ, quả thật muốn khóc. Cha, mẹ, hai người đừng có dùng vẻ mặt, con gái nhà mình vượt tường tìm Tiểu Bạch Kiểm, nhìn con có được không? Thật ra thì anh ấy chính là cái người con rể tương lai vừa bình thường vừa an toàn mà con tìm cho hai người a. Chương 584, hại nước hại dân. Một lát sau, bốn người ngồi bên trong một nhà hàng bên cạnh con đường. Diệp Oản Oản vùi đầu hút nước trái cây, quả thật là hận không thể đem mình ngâm vào luôn. Tư Dạ Hàn ngồi ở bên cạnh cô trên mặt không có có bất kỳ biểu cảm gì, ngồi đó sống lưng thẳng tắp. Về phần cha mẹ cô ngồi đối diện, không ngừng nhìn về phía Tư Dạ Hàn đánh giá, vẻ mặt cực kỳ phong phú, tổ hợp bốn người bên này nhìn sao cũng thấy kỳ lạ, hấp dẫn không ít ánh mắt trong nhà hàng. Đương nhiên, phần lớn đều là các cô gái đang nhìn Tư Dạ Hàn xì xào bàn tán. Sau một trận yên lặng lúng túng, cuối cùng vẫn là Lương Uyển Quân không nhịn được, lên tiếng trước, Oản Oản, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, người đàn ông này là ai, tại sao con lại đi cùng với anh ta? Diệp Oản Oản châm trước chọn lời, mẹ con, Oản Oản, mẹ biết lúc trước con chịu khổ không ít, nhưng có một số việc, chúng ta không thể làm, con không thể thay đổi giống như những người đã từng thương tổn con. Lương Uyển Quân hiển nhiên lầm tưởng Diệp Oản Oản là bị kích thích, cố ý trả thù xã hội, cho nên mới làm ra chuyện phản bội bạn trai. Dù sao một khắc trước lúc gọi điện thoại, cô vẫn còn nói tình cảm giữa bạn trai rất tốt, không có bất cứ vấn đề gì, vừa quay đầu liền cùng người khác đi chung, Lương Uyển Quân tự nhiên sẽ hiểu lầm. Sắc mặt của Diệp Thiệu Đình cũng trở nên nghiêm túc, nhìn về phía Tư Dạ Hàn, trầm giọng mở miệng nói, cậu biết nó đã có bạn trai không? Tư Dạ Hàn, biết. Diệp Thiệu Đình nghe như vậy, nhất thời tức giận, cậu biết còn đi cùng với nó. Vẻ mặt của Lương Uyển Quân cũng không tưởng tượng nổi, các người đây là, Oản Oản, bạn trai con tốt với con như vậy, con làm sao có thể làm như thế? Diệp Oản Oản quả thực không nghe nổi nữa, vâng, cha mẹ, hai người tỉnh táo một chút. Sự tình không phải là như người nghĩ đâu, con không có vượt quá giới hạn. Diệp Oản Oản không có cách nào, đầu tiên khẽ cắn răng. Sau đó ôm cánh tay của Tư Dạ Hàn ở bên cạnh, bởi vì anh ấy chính là bạn trai con. Xung quanh Tư Dạ Hàn lãnh ý bao phủ, nhưng bởi vì cái kéo tay của cô, trong nháy mắt liền tiêu tan, dường như trong con ngươi thoáng qua vẻ ngoài ý muốn. Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân nghe vậy, nhất thời chố mắt nhìn nhau. Vẻ mặt Lương Uyển Quân không cách nào hiểu nổi, con nói cái gì, cậu ta là bạn trai con. Diệp Thiệu Đình cau mày, Oản Oản, con đừng có nói láo. Nói thật cho cha, trước con nói với chúng ta bộ dạng bạn trai con, cũng không phải là như vậy. Con hiện tại là nói thật, lúc trước chẳng qua là lừa cha mẹ, con nói bạn trai rất bình thường, ngoại hình không đẹp mắt, là sợ hai người sau khi nhìn thấy bộ dáng thật của anh ấy sẽ không yên tâm, liền không cho hai chúng con quen nhau. Chuyện cho tới nước này, Diệp Oản Oản cũng chỉ có thể thẳng thắn. Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình nghe vậy, lần nữa kinh ngạc, làm sao cũng không nghĩ tới chuyện là như vậy. Đối với lời giải thích của con gái, hai người ban đầu còn có chút nghi ngờ, nhưng khi bọn họ lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía gương mặt của anh, nhất thời lại cảm thấy lời này của con gái, độ tin cậy vô cùng lớn, bởi vì người này thoạt nhìn, thật sự là khiến người ta quá không yên tâm, cái tướng mạo này, quả thật quá trêu hoa ghẹo nguyệt, nhìn một thân khí độ này, thân phận sợ là cũng không đơn giản. Chỉ mới một chút thời gian như vậy, mà trong nhà hàng có không ít cô gái trẻ nhìn về phía cậu ta rồi. Diệp Oản Oản vừa cùng cha mẹ giải thích, một bên không ngừng nháy mắt với Tư Dạ Hàn, đều tại anh, không có việc gì tự dưng dáng dấp hại nước hại dân lại còn có tiền như vậy, nhanh nghĩ biện pháp gia tăng độ yêu thích a. Chương 585, quả thật là không khoa học. Nhận được ánh mắt thúc giục của Diệp Oản Oản, Tư Dạ Hàn đứng dậy, tỏ vẻ xin lỗi tạm thời không tiếp chuyện được, sau đó đi vào phòng vệ sinh. Cân nhắc một hồi lâu, anh mở điện thoại di động ra, vào group ba người chưa bao giờ nói trên WeChat. Tư Dạ Hàn, làm thế nào tạo được hảo cảm? Đóng ngoặc vuông. Cùng lúc đó, ở một quán rượu nào đó, Lâm Khuyết vốn đang nhàm chán nhìn điện thoại di động, kết quả không biết thấy được cái gì,
một ngụm whisky trực tiếp phun thẳng tới Tạ Chiết Chi ở đối diện, phốc miệng nó. Sách, Lâm Nhị, cậu làm sao lại chơi bẩn như vậy? Tạ Chiết Chi một mặt ghét bỏ, vỗ một cái vào bộ lễ phục cao quý trên người mình. Lâm Khuyết gấp gáp nói, không phải, vào group mau vào group. Tạ Chiết Chi thần sắc lười biếng, group gì? Lâm Khuyết ở đó gào, group WeChat, group trên WeChat của ba người chúng ta với cửu ca. Vạn năm mới xuất hiện, cái tên này từ khi có bạn gái không phải là đã đem chúng ta quăng đến sa mạc Siberia rồi sao? Điện thoại không trả lời, tin nhắn không nhận, toàn bộ một bốc hơi khỏi thế gian, gần đây ngay cả công ty cũng không đi, đây quả thực là xuân tiêu khổ đoạn mặt trời đã lên cao, từ nay quân vương không còn vào chiều lúc sáng sớm. Tư Dạ Hàn, như thế nào tạo được hảo cảm? Lâm Khuyết, Tạ Chiết Chi. Giờ phút này, nhìn chằm chằm cái tin nhắn như một điều thần kỳ, hai người đều một trận yên lặng quỷ dị. Lâm Khuyết trầm ngâm rất lâu, cậu nói, cửu ca có phải hay không là bị trộm tài khoản rồi hả? Tạ Chiết Chi nhíu mày, tên hacker đó cấp bậc gì mà có thể trộm? Lâm Khuyết một mặt kinh sợ, cho nên, đây là cậu ta sao? Nếu như là cậu ta, lấy cái tính tình thấy sắc quên nghĩa làm sao có thể để ý đến chúng ta? Cho nên, sẽ không phải là chia tay đi oa ha ha, cửu ca rốt cuộc cũng trở về tổ ba người chó độc thân rồi sao? Tổ ba người chó độc thân, Tạ Chiết Chi liếc hắn một cái, đừng cộng thêm tôi. Coi như tất cả cô gái trên toàn quốc đều thích cậu thì thế nào, cậu còn không phải là một chó độc thân sao? Lâm Khuyết trực tiếp mở miệng giễu cợt, đem Tạ Chiết Chi lôi xuống nước, sau đó vội vàng 333 đánh chữ gửi đi. Lâm Khuyết, cửu ca anh rốt cuộc xuất hiện rồi, cửu ca. Tăng hảo cảm cái gì? Hảo cảm với ai à? Anh gần đây tình cảm xảy ra vấn đề gì à? Mau cùng thằng em nói một chút tương đương, Lâm Khuyết hưng phấn bát quái. Không tới 3 giây, bên kia liền hồi âm, Tư Dạ Hàn, cha mẹ của Oản Oản. Lâm Khuyết đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó vô cùng đau đớn gào thét bi thương, miệng nó. Cửu ca lại có thể đi gặp cha mẹ, còn tưởng rằng chia tay, kết quả lại có thể phát triển đến mức gặp mặt cha mẹ. Lấy tính tình của cửu ca, chuyện này làm sao có thể? Quả thật là không khoa học. Trong group, Tư Dạ Hàn, A còng Tạ Chiết Chi. Tư Dạ Hàn một chút cũng không thèm quan tâm Lâm Khuyết, còn nhắc Tạ Chiết Chi. Lâm Khuyết nhất thời bất mãn, vì sao ai mình cậu? Quá thiên vị đi. Tạ Chiết Chi khẽ cười một tiếng, trả lời bằng thanh âm, bảo bối, anh xác định, anh cần gia tăng hảo cảm. Lâm Khuyết vội vàng phụ họa trả lời một câu, đúng A cửu ca, anh con miệng nó dáng dấp đẹp trai như vậy còn có tiền như vậy. Còn tăng hảo cảm cái gì a? Đối với cái vấn đề này, Tư Dạ Hàn đang dựa vào thanh chắn ở hành lang lựa chọn yên lặng. Chính là quá đẹp trai quá có tiền cho nên bị chê, muốn anh nói thế nào, Lâm Khuyết, cho nên, cửu ca, tin tưởng tôi, lấy điều kiện của anh, coi như dựa hết vào khuôn mặt thì đương nhiên sẽ có hảo cảm. Đến lúc gặp mặt có thể đẹp trai hơn, ăn mặc đẹp hơn. Tạ Chiết Chi, không bằng trực tiếp cho 1 tỷ xính lễ. Tư Dạ Hàn. Một lát sau. Group WeChat hiện lên một cái thông báo, bản thân của bạn, Tư Dạ Hàn, đã rời khỏi nhóm ai ai. Làm sao rời nha, tôi cảm thấy chúng ta ra chủ ý tốt vô cùng a. Chương 586, nhất định có thể nuôi được con. Một lát sau, bên trong nhà hàng, Tư Dạ Hàn đi nhờ giúp đỡ thất bại trở lại. Diệp Oản Oản nhìn anh đầy hoài nghi, đi vệ sinh làm sao lại lâu như vậy. Giờ phút này. Sau nhiều lần cùng Diệp Oản Oản xác nhận Tư Dạ Hàn chính là bạn trai đã nói trước đó, Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình đã thoáng bình tĩnh lại. Vì vậy, Diệp Thiệu Đình cân nhắc chọn lời một chút, sau đó nhìn về phía Tư Dạ Hàn, mở miệng hỏi, Dạ Hàn à, có thể hỏi cậu mấy vấn đề được không? Tư Dạ Hàn, có thể. Diệp Oản Oản không yên tâm chen vào một câu, cha, mẹ, các người có vấn đề gì, hỏi con là được rồi. Oản Oản, con đừng nói chuyện. Diệp Thiệu Đình sắc mặt nghiêm túc. Ồ, Diệp Oản Oản chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng, trong lòng lại đang đánh trống không ngừng. Theo trình tự, ba mẹ cô nhất định hỏi về cha mẹ của Tư Dạ Hàn, công tác các loại, những vấn đề này nếu có chuẩn bị trước hẳn sẽ không sao. Còn bây giờ, quả nhiên, Diệp Thiệu Đình mở miệng hỏi, không biết, cha mẹ của cậu đang làm gì? Tư Dạ Hàn, cha con đã qua đời. Diệp Thiệu Đình, như vậy, vậy, mẹ thì sao? Tư Dạ Hàn, trước mắt không rõ tung tích. Diệp Thiệu Đình sửng sốt một chút, cái gì? Lương Uyển Quân cũng truy vấn, không rõ tung tích là có ý gì. Diệp Oản Oản bên cạnh không nói gì, nâng trán, em để cho anh thẳng thắn sẽ được khoan hồng, nhưng không có để cho anh thành thật như vậy a. Tư Dạ Hàn thành thật trả lời,
lúc con biết chuyện thì bà ấy đã không ở nhà rồi. Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân hai mắt nhìn nhau, ngay sau đó Lương Uyển Quân hỏi tiếp, vậy cậu bây giờ làm việc gì? Tư Dạ Hàn, nhàn rỗi ngồi chơi trong nhà. Diệp Oản Oản đầu như úp trên mặt bàn, chuyện yêu đương này, thật không có cách nào cho phép, cha chết rồi, mẹ mất tích, chính mình còn thất nghiệp, cha mẹ nào dám đem con gái giao vào trong tay loại đàn ông này. Quả nhiên, mặt của cha mẹ cô đều đen rồi. Diệp Thiệu Đình gắng gượng trấn định, tiếp tục hỏi, cái kia cậu với Oản Oản nhà chúng tôi biết nhau như thế nào? Trực tiếp giam giữ, Tư Dạ Hàn nếu trả lời như vậy thì toàn bộ đều đổ vỡ. Diệp Oản Oản vội vàng cướp lời Tư Dạ Hàn, lên tiếng trước, cha, mẹ, vẫn là để con nói đi. Bạn trai con anh ấy không biết ăn nói. webdicsngontins.com cha mẹ anh ấy ngay lúc anh ấy còn nhỏ bởi vì cảm tình bất hòa mà ly hôn, mấy năm nay mẹ của anh ấy vẫn đang ở nước ngoài, không có liên lạc với người thân trong nước, cho nên anh ấy mới nói không rõ tình trạng gần đây của bà, bất quá có thông qua bạn của bà biết được bà vẫn ổn, về phần cha thì đã qua đời trong một trận tai nạn giao thông, Diệp Oản Oản vài ba lời đã đem nội đấu hào môn trong miệng Tư Dạ Hàn nói thành tình hình bình thường. Nghe được lời nói của con gái, sắc mặt Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân mới hơi khá hơn một chút. Mặc dù tình huống gia đình của đối phương bọn họ cũng không hài lòng, nhưng bây giờ nhà bọn họ cũng không khá hơn chút nào, cho nên sẽ không quá khắt khe, huống chi loại chuyện này cũng không phải là do một tên tiểu bối như cậu ta có thể quyết định. Diệp Oản Oản được đà nói tiếp, mắt cũng không nháy một cái tiếp tục mở miệng, trước mắt anh ấy nhàn rỗi ngồi chơi ở nhà, là bởi vì lúc trước quá bận rộn không có thời gian theo con, cho nên cố ý nghỉ phép. Đơn vị làm việc của anh ấy đãi ngộ cũng không tệ, nhậm chức tại tập đoàn Tư Thị. Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, sắc mặt của Diệp Thiệu Đình cũng khá hơn nhiều, Tư Thị, ngược lại không tệ. Diệp Oản Oản vội nói, đúng không, công việc của anh ấy rất ổn định, hơn nữa hình như cũng không có bị giảm biên chế, nhất định có thể nuôi được con. Ha ha đi, ai có thể giảm biên chế anh a? Chương 587, che chở cô ấy một đời chu toàn. Về phần quá trình chúng con quen biết, Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, tiếp tục giải thích, là anh ấy theo đuổi con trước, lúc đầu con cũng không thích anh ấy, quan hệ cũng rất không xong, dù sao khi đó con một lòng đều ở trên người Cố Việt Trạch, hy vọng vãn hồi chút tình cảm, đã làm rất nhiều chuyện ngốc nghếch, thậm chí còn xích mích với hai người và anh trai. Đoạn thời gian đó là thời điểm con thống khổ nhất, gian nan nhất, nhưng anh ấy lại chỉ yên lặng làm bạn ở bên cạnh, không rời không bỏ, đối với con thương yêu đầy đủ. Đảm nhiệm việc đánh mắng, con dần dần bị cảm động, mới đón nhận tình cảm của anh ấy. Tư Dạ Hàn nghe vậy, nhìn về phía Diệp Oản Oản đang ba hoa thiên địa, vẻ mặt rất là, khó mà hình dung, Diệp Oản Oản chừng anh, nhìn em làm gì? Cô nói sai rồi sao? Chẳng lẽ anh không phải là làm việc ở Tư Thị sao? Chẳng lẽ không phải là anh theo đuổi cô trước sao? Đuổi theo cô đến tận trời cuối đất, chẳng lẽ không phải là anh không rời không bỏ sao? Cô muốn chết đủ loại đều không có biện pháp chia tay, về phần đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng, cô trước huyên náo còn thiếu sao, lại khóc lóc om sòm, mắng anh đánh anh, mặt anh lúc nào cũng như tấm băng sơn không có phản ứng chút nào, không phải là đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng là cái gì, nếu để cho anh giải thích, hai người bọn họ đã sớm bắt cô chia tay có được hay không? Nguyên lai là như vậy, nghe đến đó, sắc mặt Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân rõ ràng đã hòa hoãn lại, lúc nhìn biểu tình của Tư Dạ Hàn cũng thuận mắt hơn nhiều. Mặc dù cha không còn, mẹ ở nước ngoài, nhưng quan trọng là đối tốt với con gái, công tác cũng ổn định. Cho nên, cha, mẹ, hai người đừng vì tướng mạo của anh ấy mà ôm thành kiến, anh ấy chắc chắn sẽ không làm chuyện có lỗi với con, lại nói con gái hai người con gái dáng dấp cũng không an toàn có được hay không. Nói thế nào cũng huề nhau mà, Diệp Oản Oản nói. Con a, Lương Uyển Quân một mặt bất đắc dĩ, nhìn về phía Tư Dạ Hàn, mở miệng nói, chuyện lúc trước của Oản Oản. Chắc hẳn cậu cũng biết một chút, đứa nhỏ này, chịu không ít khổ, cho nên chúng tôi mới đặc biệt lo lắng, sợ nó lại bị đả kích, hy vọng nó tìm một con đường thực tế, hy vọng cậu bỏ qua cho. Tư Dạ Hàn mở miệng, không sao. Lương Uyển Quân thấy hắn nói năng không tốt, bất quá ánh mắt sạch sẽ, không giống người có tâm địa gian xảo, ngược lại là so với mấy tên đàn ông dịu dàng kia tốt hơn nhiều, không khỏi tăng thêm mấy phần hảo cảm. Diệp Thiệu Đình trầm giọng dặn dò, tình cảm không phải là trò đùa. Mặc dù tương lai sẽ như thế nào cũng không ai biết, chỉ hy vọng cả hai đều có thể nghiêm túc đối đãi, giúp đỡ lẫn nhau, ở bên nhau thật tốt. Tư Dạ Hàn nhìn về cô đang ngồi bên cạnh, đáy mắt thâm trầm giống như mặt biển mênh mông, lặng lặng mở miệng nói con sẽ che chở cô ấy một đời chu toàn.
Diệp Oản Oản đối diện ánh mắt thâm trầm của anh, bỗng nhiên sững sốt, đại khái là không nghĩ tới, lấy tính cách của Tư Dạ Hàn còn có thể nói những lời như vậy. Cuối cùng, Diệp Oản Oản cùng Tư Dạ Hàn phụng bồi cha mẹ ăn một bữa cơm, bầu không khí coi như hài hòa, bởi vì là lần đầu tiên gặp mặt, cha mẹ không có quá mức làm khó, hỏi thăm quá nhiều, cuối cùng cũng miễn cưỡng ứng phó được. Mãi đến khi trở về Cẩm Viên, trong lòng Diệp Oản Oản vẫn còn có chút sợ hãi. Diệp Oản Oản vừa đi lên lầu, vừa nghiêng đầu hướng về phía Tư Dạ Hàn than phiền, Tư Dạ Hàn một mực trầm mặt đi ở sau lưng cô. Đi cả một đoạn, anh vẫn không có nói tiếng nào, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nào có người nào trả lời vấn đề như vậy với cha mẹ vợ. Không biết còn tưởng rằng anh căn bản cũng không yêu thích em, muốn cùng em chia tay à. Ai, cũng còn may trình độ của em đủ cao, coi như anh trình độ không tốt, chúng ta cũng có thể chung hòa. Diệp Oản Oản một bên nghiêng đầu vừa nói chuyện, kết quả không cẩn thận dưới chân đạp hụt, thân thể nhất thời ngửa ra sau, a, à, may mắn, Tư Dạ Hàn đang ở phía sau, vững vàng đỡ cô ôm vào trong ngực. Ây, không đứng vững, Diệp Oản Oản le lưỡi một cái, đang muốn mở miệng, giây kế tiếp, đỉnh đầu hạ xuống một bóng đen, Tư Dạ Hàn bỗng nhiên nghiêng người, hôn một cái lên môi của cô. Chương 588, không nói gì hôn liền hôn. Bờ môi mang hơi lạnh nhẹ nhàng dán lên, ôn nhu tinh tế mút vào, nương theo đó cánh tay bên hông càng thêm ôm chặt, sức hôn cũng càng ngày càng nặng, nhẹ nhàng cậy mở hàm răng, hấp thu mỗi một tấc ngọt ngào, so sánh với lúc đầu, hoàn toàn chỉ tuân theo bản năng, điên cuồng hung ác, nụ hôn của anh càng ngày càng kỹ xảo, đôi môi nhỏ mang hơi lạnh, hoàn mỹ gần trong gang tấc, không một chút tì vết, thời điểm thở dốc động tình, quả thật là khiến cô thần hồn điên đảo, trong lúc nhất thời. Khí tức mát lạnh chỉ thuộc về Tư Dạ Hàn ùn ùn kéo đến, đưa cô rời khỏi thế giới này, phảng phất như cả thế giới chỉ còn lại có bọn họ, không biết qua bao lâu, nụ hôn này rốt cục cũng kết thúc, ngón tay của Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng mơn trớn ở trên tóc cô, đáy mắt tràn đầy tâm tình mà cô nhìn không hiểu. Diệp Oản Oản nhìn chăm chú anh trước mắt, có chút ngẩn ra, ây, sao, thế nào? Đang êm đẹp tự dưng không nói gì hôn liền hôn, đều không nhắc trước thông báo một chút. Vậy, em thì sao? Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm cô, đột nhiên nói ba chữ. Diệp Oản Oản vốn là bị hôn đến chóng mặt, nghe lời này, một mặt mê mang, em cái gì? Tư Dạ Hàn không hề chớp mắt, tập trung nhìn vào cô, em, yêu anh sao? Diệp Oản Oản nghe vậy, nhất thời ngẩn ra. Thật ra thì, ngay từ đầu cô sở dĩ khẩn trương dẫn anh đi gặp cha mẹ, hoàn toàn là sợ hãi vạn nhất làm hỏng, cha phản đối mãnh liệt, làm anh tức giận sẽ thương tổn tới cha mẹ. Dù sao lấy tính tình của anh trước đây, loại tình huống này rất có thể xảy ra. Nhưng là bây giờ, trong lúc vô tình cô lại tin tưởng, người trước mắt, sẽ không thương tổn đến mình và những người bên cạnh. Nhưng hôm nay, cô vẫn cố gắng trả lời cha mẹ, muốn để cho cha mẹ tiếp nhận anh, bây giờ thì mình, đối với Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản đang thất thần, Tư Dạ Hàn đột nhiên cất bước, đi vượt qua cô, đi theo anh. À, đi đâu? Diệp Oản Oản mê mang nghiêm túc đi theo. Một lát sau, Tư Dạ Hàn dẫn cô tới gác xếp tầng chót. Thấy Tư Dạ Hàn đưa cô tới đây, Diệp Oản Oản nhất thời sững sốt. Đây không phải là cấm địa Cẩm Viên sao? Kiếp trước ngay cả cô cũng không cho phép bước vào nơi này, Tư Dạ Hàn mang cô tới nơi này làm gì? Két, một tiếng, cửa bị đẩy ra. Diệp Oản Oản đứng ở cửa, tò mò đảo mắt nhìn một vòng. Bên trong bày một chút đồ gia dụng cổ xưa, hai hàng giá sách đầy ắp, chính giữa là một cái bàn gỗ để đọc sách. Tư Dạ Hàn đi tới trước mặt bàn đọc sách ngồi xuống, mở một cái ngăn kéo trong đó, ngay sau đó, từ bên trong lấy ra một miếng ngọc bội. Nghiêm chỉnh mà nói, là nửa miếng ngọc, bởi vì miếng ngọc kia chỉ có một nửa. Ngón tay thon dài của Tư Dạ Hàn cầm lấy nửa miếng ngọc kia, đưa tới trước người của cô. Diệp Oản Oản mặt đầy hoài nghi nhận lấy, hoàn toàn không biết Tư Dạ Hàn muốn làm cái gì, cho cô miếng ngọc này là có ý gì, đây là cái gì. Trong ánh sáng mờ tối, âm thanh Tư Dạ Hàn thanh liệt vang lên trên lầu không chút cản trở, nửa miếng ngọc này, có thể điều động một ít nhân thủ, thời điểm gặp phải nguy cơ hãy sử dụng, bất quá, bọn họ chỉ nghe lệnh của anh, nửa miếng ngọc này em chỉ có thể sử dụng 3 lần, trừ phi khẩn cấp, không nên tùy tiện sử dụng. Diệp Oản Oản nghe vậy, ánh mắt phức tạp nhìn vào miếng ngọc tạo hình đơn giản, màu xanh ngọc bích, có vẻ xưa cũ. Quả nhiên Tư Dạ Hàn còn có thế lực âm thầm bí ẩn, hơn nữa những người này chỉ trung thành với một mình Tư Dạ Hàn. Phỏng chừng đến Hứa Dịch cũng không biết sự hiện hữu của bọn họ, nhưng bây giờ, anh lại nói cho mình biết, hơn nữa còn cho mình quyền điều động. Chương 589, em chỉ cần anh. Không đợi Diệp Oản Oản kịp suy nghĩ,
Tư Dạ Hàn nói xong những thứ này, lại lấy ra một cái hộp gỗ, sau đó mở ra, bên trong để một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn đầy bụi bẩn, không có gì đặc biệt, nhìn rất cũ kỹ, chạm trổ hoa văn cô nhìn không hiểu. Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn, cũng không biết nghĩ điều gì, rất lâu cũng không có mở miệng. Diệp Oản Oản đứng ở trước bàn đọc sách, không dám lên tiếng cắt đứt anh, cũng không biết anh rốt cuộc muốn làm cái gì. Dù sao kiếp trước anh cũng chưa từng lấy những thứ này ra. Kiếp trước có một lần Tư Dạ Hàn tựa hồ là muốn mang cô tới đây, nhưng khi đó Trầm Mộng Kỳ không biết từ đâu nghe được tin đồn, nói trên lầu này tất cả đều là hình dụng cụ đáng sợ, là nơi Tư Dạ Hàn hành hạ người, thế cho nên cô đặc biệt sợ gác xếp, chưa bao giờ dám lên. Lần đó lúc Tư Dạ Hàn muốn mang cô tới, kết quả có thể tưởng tượng, cô dĩ nhiên là không đi, còn làm ra một trận đại náo, khi đó cô còn tưởng rằng Tư Dạ Hàn là muốn hành hạ cô, nhưng là, không nghĩ tới trên này vật đáng sợ gì cũng không có. Lần đó, khi Tư Dạ Hàn muốn mang cô lên, cũng đã chuẩn bị cho cô những vật này sao? Tư Dạ Hàn ngẩng đầu lên, ánh mắt còn tối hơn bóng đen ngoài cửa sổ nhìn cô, thế lực sau lưng chiếc nhẫn này, trước mắt em tuyệt đối không cách nào nắm trong tay, nhớ lấy, chờ đến lúc em có đủ thực lực mới có thể tiếp nhận nó, trong khoảng thời gian này, anh sẽ dùng hết khả năng dạy em một vài thứ, Tư Dạ Hàn nói xong, cầm tay cô lên, đem chiếc nhẫn đặt trong lòng bàn tay cô. Kiếp trước và kiếp này, Tư Dạ Hàn chưa bao giờ nói nhiều như vậy, một hơi nói rất nhiều lời. Nhưng là, Diệp Oản Oản càng nghe càng có cái gì không đúng, đây hoàn toàn chính là giao phó hậu sự, là bởi vì lúc nào cũng có thể sẽ chết, cho nên mới đem những thứ này giao cho cô trước thời hạn sao. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm nửa miếng ngọc bội cùng chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, chỉ cảm thấy lòng bàn tay thật nóng bỏng, trái tim cũng không thể khống chế co rút mạnh. Giữ nó, Tư Dạ Hàn dặn dò, trên mặt nét bình tĩnh không hề lay động. Giống như những lời nói trong giờ khắc này chẳng qua chỉ là lời không thể bình thường hơn. Diệp Oản Oản mắm chặt lòng bàn tay, sau đó lại chậm rãi buông ra. Ngay sau đó, cô ngước mắt nhìn Tư Dạ Hàn, ánh mắt lạnh lùng mở miệng, em không muốn. Thấy Diệp Oản Oản cự tuyệt, Tư Dạ Hàn chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt cũng lạnh xuống. Diệp Oản Oản đem chiếc nhẫn cùng ngọc bội đều bỏ lại trên bàn trước mặt Tư Dạ Hàn, mặt không thay đổi mà mở miệng, mong anh cất nó đi, em không cần những thứ này. Không muốn tiếp nhận đồ đạc của anh à, sắc mặt của Tư Dạ Hàn nhất thời trầm hơn, ánh mắt lại ảm lại đi. Ngoài cửa sổ, ánh trăng chập chờn núp sau tầng mây, trong phòng, không khí bị nhiệt độ ngưng kết thành xương. Tư Dạ Hàn sống lưng cứng ngắc mà ngồi tại chỗ, nhìn miếng ngọc cùng chiếc nhẫn bị Diệp Oản Oản bỏ lại, lẻ loi trơ trọi nằm ở trên bàn. Đang lúc này, hai tay của Diệp Oản Oản rời khỏi mặt bàn, bỗng nhiên nghiêng người, hướng về đôi môi mỏng đang căng thẳng của anh hôn lên, em không cần những thứ này. Em, chỉ cần anh, nụ hôn của cô rơi xuống, trong nháy mắt, con ngươi Tư Dạ Hàn đột nhiên co rụt lại, đáy mắt đột nhiên gợn lên một con sóng, mặt đầy kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Oản Oản sẽ phản ứng như vậy. Ánh mắt Diệp Oản Oản dị thường nghiêm túc nhìn chăm chú người trước mặt, từng chữ mà nói, em chỉ cần anh, sống khỏe mạnh. Chấm chấm. Ngoài lề tương đương tương đương tương đương. Diệp Oản Oản, những thứ này là cái gì? Tư Dạ Hàn, đây là Giang Sơn Trẫm dành cho nàng. Diệp Oản Oản, nha, lấy đi, ta không muốn Giang Sơn, chỉ cần mỹ nhân. Xin CMT. Chương 590, có chút trống không tịch mịch. Tư Dạ Hàn tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nghe được câu trả lời như vậy, trên gương mặt lạnh giá tràn đầy vẻ sợ hãi cùng hoảng hốt. Vào giờ phút này, ánh mắt của Tư Dạ Hàn khiến cô không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc từ lâu. Trong lồng ngực một trận không chịu khống chế lòng rung động. Trước khi đại não kịp phản ứng, lời đã ra khỏi miệng, em đã đáp ứng chăm sóc anh tốt lên, thì nhất định sẽ làm được. Không phải nói muốn che chở em một đời chu toàn sao? Em muốn anh tự mình che chở em, chứ không phải là dùng những vật chết lạnh băng này. Diệp Oản Oản nói đến đây, ánh mắt hơi do dự chợt trở nên kiên định. Cô thừa nhận, kiếp trước đã không thể thoát khỏi anh, nhưng nếu như đã được sống lại một lần nữa, cô sẽ cố gắng bỏ qua hết thảy, lần nữa đối tốt với người bên cạnh, nếu không sống lại đời này còn ý nghĩa gì nữa. Em chỉ cần anh, em chỉ muốn anh sống khỏe mạnh, lời nói của cô khiến cho Tư Dạ Hàn đang từ trong ngọn lửa của địa ngục trở lại nhân gian, trái tim lạnh giá như được ngâm trong dòng nước ấm áp. Được, anh nhìn đôi mắt sáng ngời như vì sao của cô, phảng phất như đã trải qua một đời, biển sâu nơi đáy mắt lại nổi sóng. Đêm khuya, hai người tựa sát nhau lặng lặng ngủ. Trong căn phòng tĩnh lặng, chiếc điện thoại của Diệp Oản Oản dùng trong công việc đột nhiên vang lên như đòi mạng. Sợ đánh thức Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản cau mày liếc nhìn tên người gọi đến,
sau đó vội vàng che lại nhận điện thoại, ho nhẹ một tiếng đè thấp giọng, alo. Cung Húc, cái tên Cung Húc này hơn nửa đêm gọi điện thoại cho cô làm gì, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Sao lại gọi cho tôi vào lúc này, xảy ra chuyện gì? Diệp Oản Oản vội vàng hỏi, đầu bên kia truyền đến âm thanh thanh niên kéo dài, Diệp ca, người ta thật buồn chán nha. Diệp Oản Oản trầm mặc mấy giây, chỉ vì cái này. Nửa đêm canh ba gọi điện thoại cho cô. À, Diệp ca, anh sao vậy? Tâm tình không tốt sao? Nửa đêm canh ba bị tiếng chuông hù tỉnh, tâm tình của hắn có thể tốt không? Diệp ca, anh có phải đang cùng bạn gái anh, cái đó à, tôi có phải hay không quấy rầy đến anh rồi? Cung Húc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Diệp Oản Oản khóe miệng co quắp một trận, dứt khoát thừa nhận, biết rồi còn phí lời. Thật sao tương đương, giọng nói của Cung Húc một trận ai oán, nhưng tôi thực sự rất buồn chán mà. Diệp ca anh rốt cuộc lúc nào mới sắp xếp công việc cho tôi à? Tôi cảm thấy có chút trống không tịch mịch. Diệp Oản Oản vuốt ve chán, sắp xếp cậu học diễn xuất, đã học xong chưa? Vẫn chưa, Cung Húc một trận chột dạ, ngay sau đó ngữ điệu bình thường mà mở miệng, Diệp ca à, anh làm người đại diện như vậy là không được à? Anh tính một chút, khoảng thời gian này không chịu cho tôi làm việc, anh tổn thất bao nhiêu tiền? Tôi đều đau lòng thay anh đó. Cảm ơn, Diệp Oản Oản khóe miệng hơi co rút, không còn chuyện gì nữa, ngày mai rồi hãy nói. Được rồi, Diệp ca anh tiếp tục, tôi không quấy rầy anh nữa, vậy anh tối mai đừng quên tới nha. Cung Húc khôn khéo nói, gọi tiền bối Lạc Thần cùng đến đi, có thêm mấy người cũng tốt, hắn cũng quá trạch rồi. Lạc Thần quả thật quá trạch, nhưng Cung Húc lại quá phóng đãng, hai người này nếu có thể trung hòa một chút thì thật tốt. Diệp Oản Oản thở dài, được, tôi biết rồi. Diệp Oản Oản đang muốn cúp máy, Cung Húc vừa rối rít mở miệng, ai, Diệp ca, anh có muốn mang theo bạn gái cùng tới không? Diệp Oản Oản, không cần. Cung Húc, tại sao? Diệp Oản Oản, cô ấy phỏng chừng không có thời gian. Sợ hù đến các người, tương đương, tương đương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 591, em công khai bộc lộ như thế nào đây? Ồ. Vậy cũng tốt, Cung Húc vô cùng thất vọng mà mở miệng. Nhưng thật sự là rất hiếu kỳ nha. Ngoại trừ Mướt Hoa nhỏ, người hắn muốn gặp nhất chính là vị bạn gái xinh đẹp trong truyền thuyết của Diệp ca. Ai, cũng không biết sốt cuộc đến lúc nào Diệp ca mới có thể phá bỏ thành kiến đối với hắn, giới thiệu Mướt Hoa nhỏ cho hắn biết. Nhắc tới cứ như là gặp quỷ, là hắn đã nhờ mọi người điều tra theo mọi cách, bao gồm cả theo hướng từ Diệp Bạch người này, nhưng vẫn không tìm được Mướt Hoa quả nhỏ. Hiện tại đầu mối duy nhất ở nơi này chỉ có Diệp Bạch. Thật vất vả mới gặp được chân ái, không nghĩ tới ông trời sẽ hành hạ hắn như vậy. Đường tình hắn làm sao lại lận đận như vậy à? Ừ, tôi cúp đây, nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ trễ ra sẽ sâu đó. Diệp Oản Oản nói xong liền cúp, vừa để điện thoại xuống, bên hông đột nhiên căng thẳng, hơi thở ấm áp tới gần. Diệp Oản Oản xoay người nhìn về hướng người bên cạnh, đánh thức anh à. Điện thoại của ai, người đàn ông lúc đó nửa ngủ nửa tỉnh, ngữ khí mang theo lười biếng. Cung Húc gọi, muốn mời em ăn cơm, kéo dài hơn một tháng, nếu không đi nữa chắc hắn sẽ sủ lông mất. Cái tên này, đối với anh rất tò mò, muốn em mang bạn gái đi cùng, em làm sao có thể mang anh đi cùng a? Nghe Diệp Oản Oản nói hỏng bét, Tư Dạ Hàn sắc mặt ngẩn ra, chân mày hơi hơi nhíu lên, đột nhiên phát hiện, ban đầu dường như chính mình đào cái hố to cho mình. Nếu như Diệp Oản Oản một mực lấy hình tượng nam trang ở giới giải trí, hắn liền không có cách nào quang minh chính đại xuất hiện trước mặt mọi người, webdicsngontins.com. Sắc mặt của Tư Dạ Hàn hơi biến đổi, Diệp Oản Oản liền đoán được hắn đang suy nghĩ gì, trầm ngâm chốc lát sau mở miệng nói, thật ra thì, chúng ta muốn quang minh chính đại ở chung một chỗ, cũng có biện pháp. Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái. Diệp Oản Oản nháy con mắt. Hoặc là, em bộc lộ công khai thì như thế nào đây? Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản lại nghĩ một chút, đột nhiên phát hiện là lạ ở chỗ nào, không đúng nha, nếu như em bộc lộ rồi, há chẳng phải là đại biểu anh cũng muốn bộc lộ rồi hả? Tư Dạ Hàn liếc cô một cái, một bộ vẻ mặt, em bây giờ mới biết hả? Buổi tối ngày thứ hai, tại một quán rượu mắc tiền nào đó. Cơ hồ toàn bộ tầng 2 đều bị Cung Húc bao, trừ khách VIP. Những người khác không cách nào tiến vào. Hiện trường một đoàn tuấn nam mỹ nữ của giới giải trí, DJ phát bài hát bùng nổ, khiến cho người hoa cả mắt. Cung Húc gác hai chân, ngồi trên ghế salon uống rượu,
thỉnh thoảng hướng về cửa thang lầu, người bên cạnh nói chuyện hắn nghe câu được câu không, không yên lòng đáp. Người trong quán rượu càng ngày càng nhiều, mấy người Lạc Thần cùng Hàn Thiên Vũ cũng đều tới. Diệp Bạch còn chưa tới. Cung Húc liên tục gửi vô số tin nhắn ngắn ném bom, cuối cùng cũng biết được hắn mang theo bạn gái rồi, đang trên đường tới. Hưng phấn tương đương các bảo bảo, nghĩ tới tôi sao? Đường Tinh Hỏa người mặc áo thun cổ trễ đi vào. Mới vừa nhìn thấy Đường Tinh Hỏa, Cung Húc đang vùi đầu không ngừng gửi tin nhắn nhất thời xù lông, Đường Tinh Hỏa. Cậu tên phản đồ này, lại còn dám xuất hiện ở trước mặt của tôi. Hắc, tôi thế nào cơ, Đường Tinh Hỏa bị mắng một mặt mộng bức. Cung Húc vẻ mặt vô cùng đau đớn, cậu còn giả bộ. Lại có thể được đề cử giải nam phụ xuất sắc nhất giải thưởng Kim Lan. Quả thật chính là sỉ nhục a sỉ nhục, nói xong huynh đệ cả đời cùng đi, cùng nhau bị chửi không quay đầu lại đây. Cung Húc cùng Đường Tinh Hỏa hai người là cá mè một lứa, đều xuất thân là con nhà giàu, kỹ thuật diễn xuất nát bỏ đi. Hiện tại Đường Tinh Hỏa cầm nam phụ xuất sắc nhất, tiếng đồn đột nhiên nghịch chuyển, đến chỗ Cung Húc, tự nhiên thành ngược lại. Chương 592, người đàn ông này là ai? Đường Tinh Hỏa nhất thời có chút chột dạ, ho nhẹ một tiếng nói, cái này thật không thể trách tôi nha. Hoàn toàn là ngoài ý muốn, tôi cũng không muốn được không? Làm sao tôi biết không cẩn thận liền bị đề danh? Đường Tinh Hỏa nói một lúc liền cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Nhất thời mở miệng nói, ách không đúng, cậu con miệng nó không phải là cũng được đề cử diễn viên mới xuất sắc nhất sao? Vậy mà lại có thể không thấy ngại mắng tôi? Cung Húc nói lời nghĩa chính, chuyện này làm sao có thể giống nhau, tôi được đề danh còn không phải vẫn bị chửi giống như vậy sao? Còn bị mắng càng thêm lợi hại, nhưng cậu thì sao, tôi không biết, cậu chính là phản đồ, lại có thể cõng lấy sau lưng ta âm thầm đáy len lén đi luyện kỹ thuật diễn xuất. Tôi thật là nhìn thấu cậu rồi. Cậu không phụ lòng tôi, không phụ lòng nhan sắc của cậu, không phụ lòng những năm tháng chúng ta đã từng trải qua sao? Cung Húc đang thao thao bất tuyệt mà nói, mọi người xung quanh đột nhiên nhìn chằm chằm phương hướng cầu thang phát ra một tiếng hô khẽ. Trong góc Lạc Thần cũng đứng lên, Diệp ca. Nhìn thấy thân ảnh cách đó không xa như Thanh Phong tựa như Tế Nguyệt giống người quen biết, Cung Húc nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, kéo tay của Đường Tinh Hỏa lại, Tinh Hỏa. Hảo huynh đệ của tôi. Chúc mừng cậu được đề cử giải nam phụ xuất sắc nhất giải thưởng Kim Lan, kỹ thuật diễn xuất có bước tiến dài. Cậu chính là sự kiêu ngạo của tôi nhất định sẽ theo phương hướng này. Nhất định sẽ học tập theo cậu, rèn luyện kỹ xảo của mình thật tốt, cố gắng cùng cậu trở thành diễn viên phái thực lực. Ai, Diệp ca, anh đã đến rồi à? Cung Húc một bộ mới vừa phát hiện biểu tình của Diệp Oản Oản, bỏ tay của Đường Tinh Hỏa ra, đặt mông đẩy Lạc Thần ra. Ma lưu mà chạy chậm nghênh đón, mang cô tới ngồi xuống cạnh mình. Ngay sau đó, lại đem trái cây trước mặt Hàn Thiên Vũ đưa tới trước mặt của Diệp Oản Oản, Diệp ca anh ngồi đây đi, Diệp ca ăn trái cây đi. Một bên Đường Tinh Hỏa trơ mắt nhìn Cung Húc biến hóa còn nhanh hơn lật sách. Tiểu tử này, rèn luyện kỹ thuật diễn xuất cái rắm, hắn nhìn kỹ xảo của tên kia cũng vô cùng tốt mà. Thay đổi sắc mặt nhanh như này. Lúc trước. Thời điểm Cung Húc đổi người đại diện hắn còn cảm thấy không có gì, tên kia cũng không phải lần thứ nhất đổi người đại diện, thật đúng là không nghĩ tới một ngày kia tiểu tử Cung Húc này lại bị ăn gắt gao như vậy. Người này nhìn qua tuổi còn trẻ, tướng mạo so với nghệ sĩ còn đẹp hơn, thật đúng là có chút ít ý tứ. Sau khi nhìn thấy thái độ Cung Húc đối đãi với Diệp Oản Oản, hiện trường không ít nghệ sĩ tới chơi đùa đều chung một suy nghĩ, một cái hai cái cằm cũng sắp rớt xuống rồi. Cái người đàn ông nhu thuận nghe lời lại hiểu chuyện. Thật sự là tiểu bá vương Cung Húc sao? Người đàn ông này là ai à? Có người cùng Hàn Thiên Vũ hỏi thăm. Hàn Thiên Vũ nhìn về hướng của Diệp Oản Oản một cái, cười khẽ mà trả lời, người đại diện của Cung Húc. À, nguyên lai hắn chính là người đại diện mới nhậm chức của Cung Húc. Lại có thể đem Cung Húc thuần đến vâng vâng dạ dạ, thật lợi hại đi. Thật ra thì thời điểm Cung Húc mắng Đường Tinh Hỏa, Diệp Oản Oản cũng đã nghe được rồi. Lúc này nhìn thấy Cung Húc mở mắt nói bừa, cũng là không còn gì để nói, bất quá ngược lại không có vạch trần hắn. Giờ phút này, Cung Húc đang vây xung quanh Diệp Oản Oản, thái độ ân cần không dứt, Diệp ca, anh uống rượu sao? Trắng hay là đỏ, rượu vang là chính tôi từ trong nhà mang tới, 82 năm hoàng gia lễ pháo. Diệp Oản Oản mở miệng, không cần, tôi không uống rượu, cho tôi một ly nước uống là được rồi. Diệp ca, tôi gọi cô em tới bồi anh nha. Anh thích kiểu gì? Cung Húc lại hỏi. Ở trong quan niệm của Cung Húc,
liền không tồn tại loại chuyện có bạn gái lại không thể ở bên ngoài phóng đãng. Nếu cô thật có em gái, tuyệt đối không có khả năng giới thiệu cho loại đàn ông này được không? Sắc mặt của Diệp Oản Oản càng đen hơn, không cần. Chương 593, tại sao luôn có người cướp người đại diện của hắn? Cung Húc sốt cuộc không miễn cưỡng nữa, ngồi xuống cạnh Diệp Oản Oản liền bắt đầu giành công. Diệp ca, gần đây tôi đều ngoan ngoãn đi theo lão sư luyện tập kỹ thuật diễn, một bài giảng cũng không thiếu nha. Một bên biểu tình của Đường Tinh Hỏa. Quát, tên kia mới vừa rồi còn mắng hắn, Đường Tinh Hỏa, đi học kỹ thuật diễn. Kết quả chính hắn Cung Húc lại len lén đi luyện tập kỹ thuật diễn xuất, rốt cuộc còn biết xấu hổ nữa hay không? Đường Tinh Hỏa quả thực nghe không nổi nữa, miệng nó. Tôi nói Cung Húc, cậu con miệng nó cũng quá không biết xấu hổ, mới vừa rồi là ai nói? Câu kế tiếp còn không kịp nói, Cung Húc liền quàng cổ Đường Tinh Hỏa đem hắn kéo sang một bên, im miệng. Cậu nếu dám bán tôi không để yên cho cậu đâu. Đường Tinh Hỏa đẩy Cung Húc ra, sửa lại quần áo một chút. Cậu làm cái gì a? Làm gì mà ân cần với tiểu tử kia như vậy? Cũng không biết Cung Húc nghĩ tới điều gì, nhất thời trong mắt chứa hoa đào, hừ một tiếng, cậu quản tôi sao? Tóm lại không cho cậu hủy đi hình tượng của tôi. Tôi hiện tại một mực cố gắng hướng đến mục tiêu diễn viên giỏi. Cùng cậu không giống nhau. Đường Tinh Hỏa mặt đầy vẻ không biết nói gì, mặt dày. Bên kia, Diệp Oản Oản mới vừa chào Hàn Thiên Vũ, rất nhanh liền có người tiến lên bắt chuyện. Một cô gái dáng dấp thanh thuần khả ái hướng về phương hướng của Diệp Oản Oản đi tới, xin chào, tôi là Lâm Tư Tư. Xin chào, nghe đại danh đã lâu, tôi đã xem qua phim của cô. Nữ hài nhất thời cười tươi như hoa, anh thật sự là người đại diện sao? Gương mặt anh đẹp như này, làm nghệ sĩ cũng đủ rồi chứ. Nữ hài vừa nói chuyện, vừa ngồi xuống bên cạnh Diệp Oản Oản một cách tự nhiên. Cách đó không xa Cung Húc nhìn vị trí của mình bị người chiếm. Sắc mặt nhất thời có chút ít khó coi. Cung Húc, nhìn cái gì chứ? Nói chuyện với cậu có nghe hay không? Đừng lằng nhằng nữa, tôi bận bịu rồi. Cung Húc nói xong cũng chậm chậm hướng về phương hướng của Diệp Oản Oản đi tới. Tư Tư tương đương, Cung Húc cười híp mắt đi tới trước mặt của Lâm Tư Tư, tôi vừa mới nhìn thấy bạn trai em hình như cùng Tiểu Cầm cũng đi ra đây. Cái gì? Lâm Tư Tư nhất thời đổi sắc mặt, lập tức đứng dậy rời đi. Cung Húc dùng vài ba lời đem Lâm Tư Tư đuổi đi, sau đó đặt mông ở bên người của Diệp Oản Oản vững vàng ngồi xuống, kề sát miệng vào tai của Diệp Oản Oản lại nhải. Diệp ca, anh đừng ở quá gần Lâm Tư Tư, người phụ nữ này nhìn bề ngoài thanh thuần, thật ra thì lúc không có ai rất loạn, chơi đến nhưng mở rồi. Cung Húc vừa mới sát lại gần, không hiểu sao ngửi thấy một cổ mùi thơm dịu cực kỳ tốt. Ồ, Diệp ca chẳng lẽ còn xịt nước hoa sao? Nhìn bộ dạng mách lẻo này của Cung Húc. Diệp Oản Oản cũng là không nói gì. Cậu cũng không ngại danh tiếng của cậu ra sao sao, người ta chơi đến mở. Ai cho cậu dũng khí vậy? Thấy bộ dáng Diệp Oản Oản không quá tin tưởng, Cung Húc liền hướng Hàn Thiên Vũ khuyên khích, không tin anh hỏi Thiên Vũ ca a. Tôi nói toàn bộ đều là thật, Vũ ca, anh nói có đúng hay không? Hàn Thiên Vũ ho nhẹ một tiếng, cái này, tôi cũng không quá rõ ràng. Diệp Oản Oản cảm thấy... Đứa nhỏ này đại khái là chỉ số thông minh có chút vấn đề. Hắn muốn đánh người khác mách lẻo, lại không phát hiện đem chính hắn cũng trộn vào rồi, cuộc sống riêng của Hàn Thiên Vũ đơn thuần như vậy, tự nhiên không biết trong vòng giải trí này ai loạn, về phần Cung Húc tại sao rõ ràng như thế, nguyên nhân kia liền có thể tưởng tượng được. Được rồi, cậu cũng ngừng đi, đừng để ý người khác ra sao, tôi đi nói chuyện với Lạc Thần. À, tại sao? Tôi còn chưa có nói được mấy câu, Cung Húc một mặt ai oán. Sớm biết đã không mời tiểu tử kia tới. Thật là phiền, tại sao luôn có người cùng hắn cướp người đại diện. Chương 594, tìm kiếm tung tích của đại tiểu thư. Sau một phen khua chiêng gõ trống chuẩn bị, thời gian mở máy Kinh Long 2 cuối cùng cũng được định. Diệp Oản Oản đi theo Lạc Thần trò chuyện một chút, kết quả, mới vừa trò chuyện không có mấy câu, lại có mấy cô gái mặt đầy kích động tiến lên đón. Diệp Oản Oản đang hoài nghi chính mình lúc nào nổi danh như vậy, liền nghe được một cô gái mặt con nít trong đó mở miệng nói, nguyên lai anh chính là Diệp Bạch A, anh có thể tính một quẻ cho em hay không? Cái gì? Diệp Oản Oản sửng sốt. Hâm tỷ nói anh coi số mạng, hơn nữa coi rất đúng. Các cô gái kích động nói. Ây, Diệp Oản Oản nhất thời có chút không biết nói gì. Không nghĩ tới Kiều Khả Hâm lại đem danh tiếng, thầy tướng số của hắn truyền ra ngoài. Cái này. Hâm tỷ đùa giỡn thôi,
tôi làm sao có thể thực sự biết coi số mạng. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ mở miệng. Mấy cô gái này kiếp trước cô đều không có chú ý qua, làm sao có thể biết được tương lai của họ. Diệp ca, không phải là anh coi thường chúng tôi nên mới không nguyện ý coi cho chúng tôi chứ. Hâm tỷ rõ ràng nói anh rất lợi hại, ngay cả cô ấy sẽ đoạt giải thưởng Kim Lan cũng đều tính ra. Đúng vậy à, chúng tôi có thể trả tiền. Các cô gái thế nhưng không tin tưởng lời cô. Bị mấy cô gái cuốn lấy, cuối cùng không có cách nào Diệp Oản Oản chỉ có thể mở miệng nói, tôi là người theo chủ nghĩa duy vật, căn bản cũng không tin những thứ này, đầu năm nay làm sao có thể còn tồn tại những thứ như phương thuật đạo sĩ này. Mới vừa nói tới đây, trong đầu của Diệp Oản Oản theo bản năng hiện lên một người đạo sĩ bộ dáng ăn mặc thanh niên. Nói đến đạo sĩ, cô còn thực sự từng gặp một người sống, ngày đó ở cửa hàng lớn gặp phải tổ năm người truyền tiêu đó. Một người bày hàng bán xương thú vỉa hè, một người mặt băng sơn thích nằm chết, một người là đại hán bắp thịt, một người đàn ông âm nhu yêu mị, còn có một cái kỳ nhất ba, một bộ ăn mặc như đạo sĩ. Lúc ấy những người đó không có tiền trả tiền cơm, cô suy nghĩ dù sao cũng đã chiếm tiện nghi của Nhiếp Vô Danh, liền giúp bọn hắn trả tiền, kết quả đạo sĩ kia tính miễn phí cho cô một quẻ, thề son thề sắt nói cô có số đào hoa. Cuối cùng, Diệp Oản Oản vắt hết óc mới làm cho các cô gái tin tưởng cô thực sự không biết coi số mạng. Cùng lúc đó, đêm khuya, bên trong một cổ võ thế gia nào đó, một người đàn ông khuôn mặt yêu mị ngồi ở chủ vị, khóe môi nhếch lên nụ cười như có như không. Hai bên chủ tọa, chính là mấy vị lão giả diện sắc trắng hiếu đứng yên. Nhiếp tộc chi nhánh, chậc chậc, sau một hồi, người đàn ông yêu mị lạnh giọng cười một tiếng. Chỗ này là chi nhánh của Nhiếp tộc cổ võ thế gia được xây tại Z, trụ sở chính ở châu Âu, ở nước Hoa thế lực cực lớn, cũng rất có danh vọng, hôm nay lại nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Lão giả cầm đầu, toàn thân áo trắng, tóc đã hoa râm, mặc dù có tuổi, nhưng ánh mắt lại hết sức có thần. Thân là chi nhánh Nhiếp tộc, lại bởi vì trụ sở chính ở châu Âu, trời cao hoàng đế ở xa, cho nên lá gan cũng lớn rồi, tự lập môn hộ, dám đổi họ Nhiếp, tự xưng là Chu gia. Dũng khí của các người, thực sự rất đáng giá khen ngợi. Nam tử yêu mị ánh mắt như đao, quét qua ông lão mặc áo trắng. Cậu rốt cuộc là ai, muốn thế nào? Ông lão mặc áo trắng chân mày sâu xúc. Người thanh niên này tướng mạo vô cùng yêu mị, không hiểu sao xông vào tòa nhà bất quá chỉ dùng mười mấy hơi thở, lại giết được mấy vị thiên tài trong tộc, chiến lực, thật khủng bố. Mà tương đương mục đích ngày hôm nay tôi tới nơi này, cũng không có gì, chỉ cần các người nói cho tôi biết tung tích của Nhiếp Vô Ưu tiểu thư cho tốt. Người đàn ông cười nói. Nghe lời nói này, một bên vị lão giả cân nhắc, đều là cả kinh. Nhiếp Vô Ưu là Nhiếp tộc đại tiểu thư ở trụ sở chính châu Âu, nghe nói đã mất tích 4 năm, lần cuối cùng xuất hiện, nghe nói là ở phụ cận chung quanh nước Hoa. Chương 595, em gái tôi ở đâu? Người huynh đệ này, chúng tôi cũng không biết tung tích của Nhiếp Vô Ưu. Hơn nữa từ trước tới nay chưa từng gặp qua Nhiếp tộc Nhiếp Vô Ưu tiểu thư, càng không biết tướng mạo của cô ấy, cậu chắc là tìm lộn chỗ rồi, ông lão mặc áo trắng nói. Lúc này, nụ cười trên mặt nam tử yêu mị hơi cương, sắc mặt nổi lên một tia âm trầm, không nói có đúng không? Chúng ta thật sự chưa từng thấy Nhiếp Vô Ưu, ông lão mặc áo trắng nói. Đã như vậy, thứ phản đồ Nhiếp tộc các người cũng không có gì đáng để giữ lại. Yêu mị nam tử chậm rãi đứng dậy, trong mắt tràn đầy lệ khí. Hừ, ông lão mặc áo trắng tức giận nói, chúng ta có phải phản đồ Nhiếp tộc hay không, cũng không liên quan gì đến cậu, cậu chớ cho rằng, chỉ bằng một người như cậu, có thể làm được gì. Vừa dứt lời, mấy vị cường giả thế gia được huấn luyện nghiêm chỉnh, trong nháy mắt xông lên trước, vây quanh yêu mị nam tử. Không không cần biết cậu có lai lịch, hôm nay sẽ để cho cậu có thể tới mà không thể về, chết ở chỗ này. Ông lão mặc áo trắng trong mắt run lên. Vừa dứt lời, ống tay áo yêu mị nam tử lóe lên ánh sáng lạng lẽo của dao găm. Phốc! Trong chốc lát, mấy vị cường giả thế gia vây quanh hắn, đồng thời lui về phía sau, chỗ cổ, đã sớm bị chủy thủ sắc bén cắt phải, máu đỏ tươi phọt ra, đem đại điện nhuộm thành vẻ yêu dị. Cái gì? Ông lão mặc áo trắng thần sắc hoảng sợ. Trong khi nói chuyện, yêu mị nam tử đã đi tới trước người hắn, ông lão, một cái tay khoác lên cánh tay bên trên. Cậu rốt cuộc là ai? Ông lão mặc áo trắng cả giận nói. Ông có thể gọi tôi, Nhất Chi Hoa, yêu mị nam tử nhẹ giọng cười nói. Nhất Chi Hoa, đồng tử trong mắt ông lão đột nhiên rụt lại, nhìn chăm chú yêu mị nam tử trước mặt, khó tin cậu là châu Âu, Nhất Chi Hoa.
Xưng hô Nhất Chi Hoa, cùng với Tử Vong Hoa Hồng năm đó giống nhau, mà độ khủng bố của Nhất Chi Hoa này cũng không kém gì Tử Vong Hoa Hồng. Giống với Tử Vong Hoa Hồng, Nhất Chi Hoa đã sớm mai danh ẩn tích, rất lâu chưa từng lộ diện, rất nhiều lời đồn đãi, đều nói Nhất Chi Hoa đã chết đi từ lâu. Thứ người như vậy, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở nước Hoa, tìm tới bọn họ? Nếu ông không biết tung tích của Nhiếp Vô Ưu, vậy thì hoàn toàn biến mất đi. Nhất Chi Hoa khóe miệng hơi dương lên, nở nụ cười mang độc tính khiến mọi người nhớ mãi. Vừa dứt lời, theo sau một loạt tiếng bước chân, bốn người đàn ông chậm rãi đi vào phòng khách cổ tộc. Yo, đội trưởng đại nhân, anh đã đến rồi. Nhìn thấy Nhiếp Vô Danh, khát máu cùng lãnh khốc trong mắt Nhất Chi Hoa trong nháy mắt tan đi, biến thành mắt tinh tinh, không thèm quản ông lão mặc áo trắng nữa, một bộ dạng muốn nhào vào ngực Nhiếp Vô Danh. Cút, Nhiếp Vô Danh không vui nói. Chồng à, đội trưởng khi dễ tôi, Nhất Chi Hoa nhìn về phía Mỹ Nam băng sơn cõng sau lưng mấy ván quan tàu bên người Nhiếp Vô Danh, mặt đầy ủy khuất. Chồng ơi, anh nói một câu đi, một chữ cũng được a. Thấy băng sơn Mỹ Nam không có chút phản ứng nào với dục vọng của hắn, Nhất Chi Hoa nhếch miệng lên. Cút, ánh mắt băng sơn Mỹ Nam quét qua Nhất Chi Hoa, lạnh như băng mở miệng. Nhất Chi Hoa. Giờ phút này, Nhiếp Vô Danh nhìn về phía ông lão mặc áo trắng, nhàn nhạt mở miệng, em gái tôi xuất hiện lần cuối cùng, chính là ở chung quanh khu vực nước Hoa, mà toàn bộ nước Hoa, người có năng lực khống chế em gái tôi, cũng chỉ có phản đồ là chi nhánh nước Hoa các người, nói, em gái tôi ở đâu? Cậu là ai? Ông lão mặc áo trắng hoảng sợ quan sát Nhiếp Vô Danh. Nhiếp Vô Danh nói thẳng ra tên của mình. Cái gì, Nhiếp Vô Danh, ông lão đồ trắng nghe vậy liền hít một hơi khí lạnh, giống như bùn nát. Trong nháy mắt tê liệt ngã xuống đất, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi. Chương 596, tính quẻ cho nhiều người. Chỉ cần giao ra Nhiếp Vô Ưu, tôi liền cho phép các người tiếp tục tồn tại ở mảnh đất này. Nhiếp Vô Danh đi lên trước, nhẹ giọng cười nói. Tôi, Nhiếp Vô Ưu tiểu thư, tôi thật sự chưa từng thấy qua, càng không có đem cô ấy nhốt ở chỗ này, ông lão mặc áo trắng thân thể khẽ run lên. Đội trưởng, tôi cảm giác lão già này cũng không có can đảm để ra tay với Nhiếp Vô Ưu, tuy là phản đồ Nhiếp tộc, nhưng ẩn núp Nhiếp tộc cũng không kịp, làm sao còn dám trêu chọc Vô Ưu. Tà mị thanh niên một thân trang phục đạo sĩ mở miệng. Ừ, cậu nói cũng có lý. Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái, nếu như thế, phản đồ này, cũng không cần thiết phải giữ lại, giết. Không, không được, ông lão mặc áo trắng trên mặt đầy vẻ hoảng sợ, cả người lùi bước về phía sau. Phốc, nhưng mà... Đột nhiên lại xuất hiện một cái dao găm sắc bén, trong nháy mắt cắt đứt cổ họng của ông ta. Mắt thấy tộc trưởng bị giết, bên trong đại sảnh cả một đám trưởng lão đều kinh hoàng thất thố. Các người cũng không cần sợ hãi. Nhiếp Vô Danh nhàn nhạt mở miệng, Nhiếp tộc phản đồ, chỉ một mình ông ta, sau này, các người chỉ cần đổi một gia chủ, là được tiếp tục tồn tại. Cảm ơn, mấy vị trưởng lão luôn miệng nói cảm ơn. Ừ, nếu không chê phiền toái. Vậy liền đi kiếm thêm sủi cảo đi. Nhiếp Vô Danh suy nghĩ một chút, mở miệng nói. A, sủi cảo. Mấy vị trưởng lão trố mắt nhìn nhau. Đội trưởng muốn ăn sủi cảo, còn không mau đi đi. Người ngoại quốc làm nghề dọn gạch nói. Dạ, mấy vị cao tầng gật đầu liên tục. Trừ sủi cảo, phải có thêm rượu ngon thức ăn ngon, Nhất Chi Hoa bổ sung. Không thành vấn đề, hoàn toàn không thành vấn đề. Mấy vị trưởng lão xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhanh chóng lui ra. Không lâu sau, thi thể ông lão mặc áo trắng cùng những người khác cũng bị kéo xuống, phòng khách bị rửa sạch một lần. Bọn họ giết gia chủ, chẳng lẽ, chúng ta cứ tính để như vậy? Một vị trưởng lão cắn răng nói. À, ông có biết Nhiếp Vô Danh là ai không? Đừng nói Nhiếp Vô Danh, ông có biết bốn tên thủ hạ của hắn là ai không? Ông nếu ngu muội không biết điều sẽ làm cho Chu gia hoàn toàn bị hủy diệt. Một vị trưởng lão khác cười lạnh. Bọn họ rốt cuộc là ai? Có người mang sắc mặt nghi ngờ. Vị trưởng lão kia thân thể khẽ run, cuối cùng lắc đầu một cái, cũng không giải thích, chỉ tranh thủ thời gian để cho người chuẩn bị sủi cảo. Nhiếp Vô Danh ngồi ở ghế chủ vị, chân mày cau lại. Vốn hắn cho rằng, tuần này trong nhà sẽ có tung tích của Nhiếp Vô Ưu, nhưng chưa từng nghĩ, đến cuối cùng, vẫn là công dã tràng. Đội trưởng, Chu gia thật có tiền, chúng ta bắt họ giao ra 180 vạn có được không? Nhất Chi Hoa cười nói. Đội trưởng, cái tên biến thái này nói đúng à, anh khi đó ra quy định không cho phép dùng võ lực kiếm tiền, chúng tôi cũng không thành thạo nghề gì,
cũng không biết năm tháng nào mới có thể tìm được Nhiếp Vô Ưu, trong khoảng thời gian này, chúng ta ăn cái gì, uống gì à? Tà Mị đạo nhân mở miệng nói. Ý của cậu là tôi và các cậu cùng đi dự tiền. Nhiếp Vô Danh âm thanh dần dần lạnh. Đội trưởng, chúng tôi chỉ đùa một chút, loại chuyện như thế này, tôi cực kỳ khinh thường. Giành được 180 vạn, không bằng dựa vào chính mình cần cù kiếm được 180 vạn. Nhất Chi Hoa thấy Nhiếp Vô Danh trong mắt nổi lên ánh sáng lạnh lẽo, bỗng nhiên đổi lời nói. Đúng đúng đúng, tên biến thái nói đúng, tôi cũng sẽ nỗ lực, tính quẻ cho nhiều người, chúng ta chẳng lẽ còn có thể đói chết được. Đội trưởng cứ yên tâm, Tà Mị đạo nhân gật đầu liên tục bảo đảm. Tôi cho các cậu thêm mấy tháng, nếu như còn không tìm được Vô Ưu, tôi liền giết chết các cậu. Nhiếp Vô Danh lạnh giọng cảnh cáo. Chương 597, có con cùng người đàn ông không rõ danh tính. Nghe vậy, Nhất Chi Hoa vẻ mặt đưa đám, đội trưởng, anh cũng quá thiên vị đi, Phong Huyền Diệc hiện tại lăn lộn vào Tư gia làm ám vệ, cả ngày ăn no chờ chết, an nhàn vô cùng, người cũng không đi tìm, anh muốn giết, trước hết giết chết hắn đi. Đúng, trước giết chết cả Lam đi, người ngoại quốc lúc trước rời gạch cũng mở miệng đồng ý. Đừng có nói nhảm, Nhiếp Vô Danh cười lạnh, Phong Huyền Diệc mỗi tháng kiếm được nhiều tiền nhất, nếu không các cậu đã sớm chết đói. Hắn được đãi ngộ thật tốt. Không được, tôi cũng đi xin làm ám vệ xem thế nào, tôi bảo đảm công trạng so cả Lam còn cao hơn. Tà Mị đạo sĩ suy nghĩ một chút, đề nghị. Nhiếp Vô Danh liếc Tà Mị đạo sĩ một cái, dư thừa tinh lực thì cứ đi tìm Vô Ưu. Đội trưởng, anh cũng đừng có gấp, Vô Ưu thực lực không tầm thường, có thể có nguy hiểm gì chứ? Tà Mị đạo sĩ cười nói. Mặc dù bọn họ chưa từng thấy Nhiếp Vô Ưu, nhưng Nhiếp Vô Ưu danh tiếng bên ngoài đã vang xa. Dù sao, mất tích đã 4 năm rồi, Nhiếp Vô Danh chân mày nhíu chặt. Nếu vậy, cũng chỉ có 3 khả năng. Tà Mị đạo sĩ nghiêm nghị mở miệng nói, khả năng thứ nhất, Nhiếp Vô Ưu bởi vì ngoài ý muốn mà mất trí nhớ, cho nên 5 năm qua chưa bao giờ liên lạc về nhà. Khả năng thứ hai, Nhiếp Vô Ưu đã cùng người đàn ông không rõ danh tính kia chạy trốn. Khả năng thứ ba, sau khi mất trí Nhiếp Vô Ưu đã cùng người đàn ông kia chạy rồi. Tà Mị đạo sĩ mở miệng. Nhiếp Vô Danh. Nhiếp Vô Danh nhéo nhéo mi tâm, em gái hắn Nhiếp Vô Ưu, năm đó thật sự có đàn ông ở bên ngoài. Hắn đã từng lấy được tin tức, 5 năm trước, Nhiếp Vô Ưu cùng một người đàn ông nước Z đã từng yêu nhau. Nhìn vẻ mặt của Nhiếp Vô Danh, Nhất Chi Hoa sững sờ, thật sự có sao, không phải anh nói cô ấy có một vị hôn phu ở châu Âu sao? Vị hôn phu của cô ấy hình như là hoàng giả Kỳ Tu Nhiễm, người châu Âu bên kia gọi là Kỳ Hoàng. Tà Mị đạo sĩ trầm tư chốc lát nói. Không lâu sau, sủi cảo cùng rượu và thức ăn được bưng lên. Băng Sơn Mỹ Nam cõng ván quan tài sau lưng sau khi xác định không có độc, mới bắt đầu động đũa. Nhiếp Vô Danh vừa ăn sủi cảo, vừa lên tiếng nói tính cách của em gái tôi cũng rất giống tôi, quy củ thế tục gì cũng đều là chó má, vị hôn phu là trong nhà đặt ra, làm sao có thể ép buộc được nó, nhà đầu kia 5 năm trước còn cùng người đàn ông nước Hoa kia, sinh ra đứa bé. Nhất Chi Hoa chố mắt nghẹn họng. Có vị hôn phu, còn có con cùng người đàn ông không rõ danh tính, thật là so với hắn còn. Cái đó, người đàn ông kia là ai? Ngoại quốc rời gạch hỏi. Không biết, chưa từng thấy qua, nhưng mà xem bộ dáng của cháu ngoại tôi, dáng dấp hẳn là rất đẹp trai. Người đàn ông kia cũng không biết thân phận của Vô Ưu, lại không biết em gái tôi sinh con cho hắn, chính mình làm ba ba đều hoàn toàn không biết, tôi nếu như tìm được hắn, tôi liền giết chết hắn. Nhiếp Vô Danh nói. Đội trưởng. Đừng như vậy mà, Vô Ưu cùng người đàn ông kia ở chung cũng tốt vô cùng, như vậy sẽ không còn ai cướp Kỳ Hoàng với tôi. Người đàn ông đó có đẹp trai đến thế nào khẳng định cũng không đẹp bằng Kỳ Hoàng nha nha. Nhất Chi Hoa ánh mắt sáng lên, vẻ mặt hoa si. Tên biến thái, Tà Mị đạo sĩ khinh thường nhìn, chợt nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, đội trưởng, em gái anh rốt cuộc có gì đặc biệt. Tôi hồi thiếu niên đã rời nhà đi rồi, gần như không gặp em gái được mấy lần. Chỉ nhớ rõ bộ dạng nó năm 17 tuổi rất đẹp. Nhiếp Vô Danh nói. Có đẹp được bằng tôi không? Nhất Chi Hoa không phục. Nhưng mà, Nhất Chi Hoa giờ phút này đã hoàn toàn bị bơ đẹp. Đúng rồi, tôi nhớ được trước ngực Vô Ưu, có một cái bớt rất đặc biệt. Nhiếp Vô Danh bổ sung. Chương 598, tiểu ma đầu đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, Tà Mị đạo sĩ một mặt nghiêm nghị, đội trưởng anh yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm ra em gái của anh. Chỉ bằng vết bớt đặc biệt này, tôi lên núi đao xuống biển lửa, sẽ không tiếc. Còn có, Nhiếp Vô Danh từ trong ngực,
lấy ra tấm hình cũ kỹ đưa cho mấy người họ. Bên trong hình, là một cô gái tướng mạo thoát tục, bất quá, trong mắt lại là một mảnh lạnh giá, khiến cho người khác không rét mà run. Đây là ảnh em gái tôi 17 tuổi, em gái tôi lưu lại cực ít ảnh, 3 ngày trước tôi mới nói Kỷ Hoàng đem ảnh qua đây. Nhiếp Vô Danh nói, chờ một chút, Tà Mị đạo nhân quan sát hình ảnh, mặt lộ vẻ nghi hoặc, hình như tôi đã gặp qua người này ở đâu rồi. Nghe vậy, Nhiếp Vô Danh nhất thời liền dừng đũa. Chuyện này, Tà Mị đạo sĩ chân mày suy nghĩ, nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, lúc trước ở cửa hàng lớn, có Diệp Hữu Danh. Cậu nói Diệp Hữu Danh là em gái tôi. Nhiếp Vô Danh lắc đầu nói, ngay từ đầu tôi cũng hoài nghi, bất quá mặc dù có nhiều chỗ giống nhau, nhưng khí chất kém quá nhiều, không thể nào. Hình như khí chất kém nhiều thật. Tà Mị đạo sĩ thở dài, đem ảnh trả lại cho Nhiếp Vô Danh, đội trưởng, thế lực của Nhiếp tộc cùng Kỷ Hoàng, đều phái người tìm lâu như vậy, chúng tôi thật sự không chắc có thể tìm ra, có lẽ Vô Ưu cùng người đàn ông đó đã sớm cao chạy, nếu cô ấy không muốn anh tìm tới, anh khẳng định không tìm được. Sẽ không có khả năng đó. Nhiếp Vô Danh lắc đầu, mặc dù gã đàn ông kia không biết em gái tôi đã sinh con cho hắn, nhưng em gái tôi lại rất rõ ràng. Chẳng lẽ cùng nhau cao chạy đến ngay cả con mình cũng không cần. Bên này đang nói chuyện, điện thoại của Nhiếp Vô Danh reo lên tiếng chuông, tên người gọi đến là bên châu Âu. Điện thoại vừa mới thông, âm thanh non nớt nhưng lại không có tình cảm liền nhàn nhạt truyền ra. Cậu, đã tìm được chưa? Thật đáng tiếc, vẫn chưa có. Nhiếp Vô Danh nói. Con nghĩ cũng thấy thật đáng tiếc, con sẽ nói cho ông ngoại bà ngoại, cậu có vấn đề về hướng giới tính. Đầu kia điện thoại truyền tới thanh âm còn có chút bập bẹ lại lạnh như băng. Đệt, ai có vấn đề về xu hướng giới tính hả? Nhiếp Vô Danh nhất thời xù lông. Nhất Chi Hoa kêu cậu là chồng, cũng nhào vào trong ngực của cậu, còn đều có video. Chỉ cần dáng dấp đẹp trai, hắn thấy ai cũng kêu là chồng, thấy ai cũng nhào vào có được không? Nhiếp Vô Danh cảm giác chính mình sắp điên rồi. Đáng tiếc, ông ngoại bà ngoại chưa chắc muốn nghe cậu giải thích. Con đúng là một cái giày thối. Nhiếp Vô Danh có chút hỏng, đứa bé này thật sự chỉ có 5 tuổi sao? 3 tháng, nếu còn không tìm được, con chỉ có thể tiếc cho cậu rồi. Alo, alo. Còn không đợi Nhiếp Vô Danh tiếp tục mở miệng, điện thoại đã bị cắt đứt. Đội trưởng, sao, người ngoại quốc rời gạch hiếu kỳ nói. Giờ phút này, Nhiếp Vô Danh cắn răng, hướng về phía mấy người liền hét, con mẹ nó đều đi tìm kiếm cho lão tử, đến cuối tháng, ai công trạng kém nhất. Liền cút đi châu Phi chấp hành nhiệm vụ. Tại sao lại đi châu Phi, Tà Mị đạo sĩ vẻ mặt đưa đám, tháng trước hắn mới từ châu Phi trở lại. Đội trưởng, chúng ta đi kiếm tiền trước. Đám người Nhất Chi Hoa liền làm bộ muốn chạy. Chờ chút, Nhiếp Vô Danh đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc bổ sung, khẩu hiệu của chúng ta là. Đồ ăn ngon không qua sủi cảo, thú vị không bằng chị dâu, đội trưởng ăn sủi cảo, chúng ta chơi đùa chị dâu. Bốn người lập tức nghiêm chỉnh mà cùng mở miệng hô lên. Tiếp tục, Nhiếp Vô Danh nói. Chu thần đội trưởng, phong lưu phóng khoáng, đẹp trai anh Tuấn, cường 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 cường. Cút đi, Nhiếp Vô Danh rốt cuộc vẫy tay. Theo sau tiếng ra lệnh của Nhiếp Vô Danh, bốn người họ bỏ chạy mất dạng không thấy hình bóng. Nhiếp Vô Danh tiếp tục ăn sủi cảo, thở dài nói, nhà đầu chết tiệt, em rốt cuộc ở đâu a? Em và tên kia, rốt cuộc có còn quản con trai nữa hay không? Chương 599, ép khô giá trị lợi dụng. Bên trong quầy rượu, Cung Húc thấy Diệp Oản Oản cả đêm đều bị quấn lấy, gương mặt tuấn tú đã khó coi càng thêm khó coi. Đều tránh hết đi, Diệp ca là người đại diện của tôi, nếu như coi số mạng, vậy cũng chỉ có thể coi cho tôi. Cung Húc bất mãn đem Diệp Oản Oản kéo đến ngồi bên cạnh mình. Cũng nhờ Cung Húc giải vây, Diệp Oản Oản cuối cùng cũng được yên tĩnh một chút. Sau khi ngồi xuống, Diệp Oản Oản bất đắc dĩ hỏi Hàn Thiên Vũ ngồi bên cạnh, hâm tỷ rốt cuộc nói thế nào về tôi. Thần sắc Hàn Thiên Vũ bất đắc dĩ nói, cô ấy gần đây gặp người liền nói, có cao nhân đắc đạo đoán được mình năm nay nhất định sẽ cầm được giải thưởng Kim Lan. Diệp Oản Oản nhức đầu thở dài. Bên này đang nói chuyện với Hàn Thiên Vũ, đối diện liền truyền tới một trận tiếng nghị luận đầy hưng phấn. Chỉ thấy một nam nghệ sĩ ăn mặc thời thượng làm người ta hai mắt tỏa sáng đi vào, không ít nghệ sĩ tiến lên hỏi thăm. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm tạo hình của nam nghệ sĩ kia, không khỏi trầm ngâm, nam nghệ sĩ kia là. Hàn Thiên Vũ nhìn cô một cái, làm sao? Cảm thấy hứng thú, đó là người mới của giải trí tụ tinh, đã ký qua người đại diện rồi. Giải trí tụ tinh?
Nghe được bốn chữ này, sắc mặt của Diệp Oản Oản nhất thời tối thêm vài phần. Giải trí Thụ Tinh là công ty người mẫu của nhà Trầm Mộng Kỳ. Hàn Thiên Vũ giải thích, từ khi thợ trang điểm Hà Tuấn Thành gia nhập giải trí Thụ Tinh, hai năm qua hình tượng của những ngôi sao kia đều rất khá, lấy tạo hình thời thượng đi đầu, quan trọng nhất là mỗi người mới đều có một phong cách cá nhân của riêng mình. Có thể nói, những ngôi sao của giải trí Thụ Tinh có thể thành công nhanh như vậy, công lao của Hà Tuấn Thành cũng không nhỏ. Nghe Hàn Thiên Vũ nói, Diệp Oản Oản trong lòng tràn đầy giễu cợt cùng lạnh lẽo. Cái gì mà công lao của Hà Tuấn Thành? Từ khi anh trai cô, Diệp Mộ Phàm bị Trầm Mộng Kỳ lừa gạt, tất cả tạo hình của người mới đều là do anh ấy làm. Chẳng qua là vì lời ngon tiếng ngọt của Trầm Mộng Kỳ, những công lao cùng danh dự này tất cả đều bị thủ lĩnh thợ trang điểm của giải trí Thụ Tinh Hà Tuấn Thành chiếm mất. Lý do của Trầm Mộng Kỳ là, dù sao cả nhà Diệp Mộ Phàm hiện tại coi như là bị tập đoàn Diệp Thị phong sát. Trầm Mộng Kỳ nói với Diệp Mộ Phàm, sợ nếu như anh ấy quá nổi tiếng, Diệp Thị sẽ đi tìm Trầm ra, cho nên để anh ấy núp ở phía sau màn. Mà Hà Tuấn Thành ở trước mặt mọi người, lại lấy đi tất cả công lao thuộc về Diệp Mộ Phàm. Những người đang yêu đương, chỉ số thông minh phỏng chừng thực sự đều là số âm. Anh trai cô bị thua thiệt, vậy mà vẫn không oán không hối. Vì giải trí Thụ Tinh liều sống liều chết, chuyện phiền phức cũng là đẩy tới trên đầu của Diệp Mộ Phàm, sau khi bị ép khô giá trị lợi dụng liền bị một cước đá văng. Thấy Diệp Oản Oản đột nhiên đổi sắc mặt, Hàn Thiên Vũ lập tức để ly rượu trong tay xuống, thế nào? Sắc mặt hình như không tốt lắm. Diệp Oản Oản lắc đầu, không có việc gì. Chẳng qua là đang giận một kẻ ngu ngốc. Hàn Thiên Vũ không yên tâm nhìn Diệp Oản Oản, đưa tay sờ cái trán của cô một cái, cậu xác định chứ? Diệp Oản Oản trấn an cười một tiếng, thực sự không có việc gì, yên tâm đi. Cung Húc ngồi ở bên kia thật vất vả đem Diệp Oản Oản kéo về, kết quả Diệp Oản Oản lại một mực nói chuyện với Hàn Thiên Vũ, cho nên Cung Húc cả người đều không tốt. Đang nói chuyện, thấy Lạc Thần một mực ngồi ở trong góc, cũng không nói chuyện với mọi người, Diệp Oản Oản thở dài, lên tiếng gọi hắn, Lạc Thần, anh qua đây, ngồi bên này đi. Thấy Diệp Oản Oản gọi mình, ánh mắt của Lạc Thần sáng lên, lập tức ngoan ngoãn đứng dậy đi tới. Chương 600, ngồi thẳng và nghiêm túc vào cho tôi. Bất quá, Cung Húc nhất định là sẽ không để cho mình thiệt thòi như vậy, một mặt mất hứng trợn mắt nhìn Lạc Thần, mặt còn lại đi đến bên người của Diệp Oản Oản ngồi xuống. Hàn Thiên Vũ coi như là xong đi, làm sao lại đến thêm một người nữa vậy, hắn ghét, hắn vô cùng chán ghét cảnh này a. Diệp Oản Oản thấy Cung Húc không muốn nhường chỗ, đang suy nghĩ muốn để cho Lạc Thần ngồi chỗ bên kia, nhưng Hàn Thiên Vũ đã quan tâm đứng dậy hướng một bên chừa ra một chỗ trống để cho Lạc Thần ngồi ở bên cạnh Diệp Oản Oản, ngồi ở đây đi. Cảm ơn Vũ ca, Lạc Thần nói tiếng cảm ơn xong, tại vị trí giữa Hàn Thiên Vũ cùng Diệp Oản Oản ngồi xuống. Cung Húc nhất thời cảm thấy tâm tình của mình kém hơn nhiều rồi. Ngày trước tại loại party kiểu này, hắn nhất định sẽ chơi đùa hào hứng nhất, nhưng tối nay không biết tại sao hắn lại vô cùng tức giận, cảm thấy khó chịu. Sự ai oán của Cung Húc như đã sắp muốn hóa thành tiểu u linh, hồn muốn lìa khỏi xác để đi ra ngoài, lúc này lên tiếng nói, anh Diệp, anh đều không để ý tôi, không chơi với tôi nữa sao? Diệp Oản Oản thở dài, tôi phải làm sao để có thể để ý đến anh nữa đây? Cô đều đã nghe hắn ở bên tai mình díu ra díu dít cả đêm rồi mà. Cung Húc đang muốn mở miệng, Đường Tinh Hỏa phía đối diện một mặt quỷ dị hướng về Cung Húc nhìn một cái nói, tôi nói cậu tí nha Cung Húc. Đây là loại tật xấu gì a? Một người đàn ông đàn an lại một mực muốn quấn quanh Diệp Bạch. Cung Húc giống như không thèm để ý chút nào đến chuyện Đường Tinh Hỏa đang trêu chọc mình, dứt khoát trực tiếp cả người đều dính úp sấp trên bả vai của Diệp Bạch đáp lại, tôi là ưa thích anh Diệp, đương nhiên sẽ yêu thích cùng anh ấy nói chuyện rồi, thế nào cậu ghen tị sao? Diệp Bạch cùng những người đại diện luôn nịnh nọt mà hắn từng tiếp xúc qua không giống nhau, Diệp Bạch không hề quan tâm đến bộ dáng quá tuấn tú của hắn. Bình thường vẫn sử dụng một mặt nghiêm túc quản giáo hắn cũng đã đủ để cho hắn cảm thấy rất thuận mắt. Thật ra coi như không phải là bởi vì mứt hoa nhỏ nên hắn tiếp cận với Diệp Bạch mà nói thì đối với Diệp Bạch này, hắn cũng rất yêu thích kiểu người như thế này. Cung Húc đang nghĩ như thế, hơi thở trong lúc đó lại truyền tới một mùi thơm thanh u kia. Trên người Diệp ca, làm sao lại thơm như vậy, mềm mại như vậy. Cung Húc theo bản năng mà muốn tiếp tục đến gần, bất quá vẫn như cũ bị Diệp Oản Oản đẩy ra. Ngồi thẳng và nghiêm túc vào cho tôi. Cái tên Cung Húc này, động một chút là nhân cơ hội dính sát vào cô, thật sự là làm cho người ta nhức đầu mà. Ồ, Cung Húc một mặt tiếc nuối nói.
Đường Tinh Hỏa nhìn thấy bộ dáng Cung Húc ngoan ngoãn như bảo bảo kia, quả thật là cảm thấy cay ánh mắt, không đành lòng tận mắt chứng kiến nên đành quay mặt đi chỗ khác. Tại sao hắn luôn cảm thấy thái độ Cung Húc đối với Diệp Bạch là lạ? Không lâu sau đó lắm, Diệp Oản Oản liền nói lời tạm biệt rồi rời đi. Tại sao còn sớm như vậy đã muốn trở về rồi? Cung Húc mất hứng lầu bầu. Diệp Oản Oản đưa ra lý do vạn năm muôn thuở, bạn gái ở nhà có một mình nên không dám đi ngủ. Lại là bạn gái, Cung Húc không có cách nào chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Diệp Oản Oản đứng dậy, Lạc Thần tự nhiên cũng đi theo Diệp Oản Oản. Hàn Thiên Vũ bởi vì có thông báo ngày mai phải dậy sớm nên không thể đợi quá muộn cũng cùng nhau rời đi. Sau khi Diệp Oản Oản rời đi, Cung Húc người mà mỗi lần tụ họp đều muốn hưng phấn đến trời sáng mới thoải mái, nhất thời như một quả banh da bị đâm thủng tức giận ngồi phịch ở trên ghế salon, bất kể ai tới chào hỏi hắn cũng đều không có hứng thú mà đáp lại. Hôm nay vốn là có rất nhiều cơ hội có thể biết được nhiều tin tức của mứt hoa nhỏ hơn một chút, kết quả hắn chỉ lo đuổi mấy con ruồi bên cạnh Diệp Bạch, thật là quá mất thời gian mà. Đều do những con ruồi kia gây trở ngại hắn. Đúng, nhất định là như vậy. Đường Tinh Hỏa bắt đầu từ lúc nãy liền hiếu kỳ rồi, vào lúc này thấy Diệp Bạch đi, vội vàng tiến tới bát quái, tôi nói Cung Húc à, tình huống của cậu hiện tại rốt cuộc gì à? Cung Húc tâm tình nóng nảy mà chừng hắn, đừng nói chuyện với tôi, phiền chết luôn á. Cậu làm sao lại nhiều lời như vậy chứ? Đường Tinh Hỏa, ha, hắn vừa mới mở miệng nói một câu được không? Nhìn thấy vẻ mặt của Cung Húc như phảng phất đã đến kinh nguyệt, Đường Tinh Hỏa không còn gì để nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 600.